Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 2. Trăng sáng nhô lên cao, bóng đêm yên tĩnh, ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy hai cánh cổng hùng vĩ của trang viên nhà họ bị người đá văng. Khốn kiếp! Kẻ nào dám đến nhà họ Hà làm càn? Lão quản gia ngay lập tức mang theo mấy chục bảo vệ đuổi tới. Dưới ánh đèn, chị Phượng cầm đầu, 10 phượng vệ tư thế hiên ngang, khí thế như lửa. Giết, chị Phượng thả ra một chữ. Xoạt, xoạt, xòe tổ. 9 phượng vệ còn lại đều giơ kiếm, không nói một lời trực tiếp ra tay. Muốn chết? Lão quản gia vung tay lên, nói, bắt bọn họ lại cho tôi, mặc. Kệ sống chết. 10 phượng vệ đều có thân thủ bất phàm, phối hợp cực kỳ ăn ý, chỉ trong chớp mắt đã chém giết 10 mấy tên bảo vệ nhà họ Hà. Tiếng kêu rên vang lên khắp nơi. Khi Hà Thư Hoa khoác áo ngoài đi vào đại viện, trên mặt đất đã máu chảy thành sông. Hà Vân Long theo sát phía sau. Dừng tay, tất cả dừng tay hết lại cho tôi. Dám đến nhà họ Hà dương oai tác quái, là ai cho các người lá gan đấy? Hà Vân Long tức giận trách cứ. Là ai cho các người dũng khí dám đến trêu chọc ông đây? Là Lương Kim Như phải không? Lý Trạch Vũ dỡ oám lên cánh cửa bị sập, hai tay chắp sau lưng, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt tuấn tú của hẳn, khiến cho người ta có một loại cảm giác cao thâm khó dò. Hà Vân Long nheo mắt lại, nhắc nhở Hà Thư Hoa sau lưng, cha, bọn họ là người nhà họ Lý. Dứt lời, gã chỉ vào Lý Trạch Vũ giới thiệu nói, hắn chính là kẻ đã sát hại anh cả, Lý Trạch Vũ. Trong phút chốc, ánh mắt Hà Thư Hoa trống rỗng, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Chỉ trong vài phút, 20, 30 tên bảo vệ của nhà họ Hà đã ngã xuống toàn bộ, không chết thì cũng bị thương. Không còn một người có thể đứng dậy. Chị Phượng không tiếp tục giết nữa, mà dẫn người lui về phía sau Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ, cậu thật to gan. Tôi còn chưa tính với cậu chuyện giết con trai đâu, mà bây giờ cậu lại tới nhà họ Hà dương oai. Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ là nhà họ Hà không dám động tới cậu sao? Hà Thư Hoa giận không kìm được, nói. Lý Trạch Vũ khinh thường cười một tiếng, khinh miệt nói, đúng thế, tôi coi nhà họ Hà của ông như quả hồng mềm đấy, có thể được bản thiếu nhào nặn, ông có thể làm gì được tôi? Lời này suýt thì khiến cha con Hà Thư Hoa tức chết. Lý thiếu gia, tôi muốn biết nhà họ Hà chúng tôi có từng đắc tội cậu không? Hà Thư Hoa cố nén tức giận hỏi. Ông dám nói là không có. Lý Trạch Vũ bỗng cao giọng, nói, tôi đây chưa từng ỷ thế hiếp người, nhưng... Không gây chuyện không có nghĩa là sợ phiền phức, nhà họ Hà các người lặp đi lặp lại, nhiều lần dám lên trên đầu ông đây, nếu hôm nay không cho các người một bài học, thì người ta sẽ tưởng rằng ông đây là thứ hèn nhát. Đấy, khi nghe thấy lời này, Hà Thư Hoa mê mang không hiểu gì. Rõ ràng là hẳn giết con trai mình trước, còn muốn bắt chẹt 30 tỷ, hiện tại lại còn muốn trả đũa. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khó hiểu của đối phương, Lý Trạch Vũ muốn để bọn họ chết được rõ ràng. Thứ nhất, các người bắt nạt anh em của tôi. Thứ hai, nghe những lời hùng hồn của hắn, Hà Thư Hoa mới biết hóa ra nguyên nhân ban đầu là do con rể và cháu trai ông ta xả giận không thành công. Giờ này khắc này, ông ta hận không thể tự tay đập chết hai kẻ nghiệt xúc kia. Lý thiếu gia, nhà họ Hà chúng tôi bằng lòng đưa cho cậu 30 tỷ tiền đền bù, cầu xin cậu rủ lòng từ bi, thả cho nhà họ Hà chúng tôi một con ngựa. Hà Thư Hoa cố hết sức tỏ thái độ khiêm nhường. Tuy nói con thỏ nóng này sẽ cần người, chó cùng rứt dậu cũng biết nhảy tường, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì ông. À thật sự không muốn phát sinh xung đột với nhà họ Lý. Muộn rồi, đã dám ám sát ông đây thì các người liền phải giác ngộ nhận lấy cái chết. Lý Trạch Vũ nhún vai, dáng vẻ không thể thương lượng. Hà Thư Hoa nhíu mày, âm thầm hoài nghi thập tuyệt môn đã khai ra bọn họ. Không nên như vậy. Dù sao thì độ tin cậy của thập tuyệt môn là rõ như ban ngày. Nghĩ đến đây, Hà Thư Hoa giả vờ ngốc nghếch nói, tôi không hiểu Lý thiếu gia có ý gì. Mẹ nó, xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người của thập tuyệt môn đã nói cho bản thiếu gia, chính là nhà họ Hà các người đã mời bọn họ ra tay ám sát bản thiếu. Không có khả năng. Lý Trạch Vũ chưa nói xong, Hà Vân Long đã vội nhảy ra phủ nhận, nói, người của thập tuyệt môn coi trọng chữ tín nhất, bọn họ không thể khai chúng ta ra. Wow! Ngay khi những lời này được nói ra thì khuôn mặt của Hà Thư Hoa xám như tro, ông ta thiếu chút nữa không nhịn được mà bóp chết thằng con trai ngu ngốc này. Ha ha ha, hiện tại các người còn có gì muốn nói nữa không?
dáng vẻ Lý Trạch Vũ như vừa đạt được âm mưu. Trước đó hắn còn không dám hoàn toàn xác định là nhà họ Hà đã cấu kết với thập tuyệt môn, dù sao nước Hạ lớn như thế, không thiếu người muốn hắn chết. Ví dụ như nhà họ Khương, nhà họ Tần. Nhưng bây giờ hẳn vừa lừa như thế, nhà họ Hà không đánh đã khai. Chát! Hà Thư Hoa tát vào mặt Hà Vân Long, ngu xuẩn. Hà Vân Long cũng nhận ra mình đã trúng kế, trong lúc nhất thời hối hận không thôi. Lý thiếu gia, chuyện này là do người của thằng con trai ngu ngốc này của tôi gây nên, không liên quan gì đến những người còn lại trong nhà họ Hà chúng tôi, bây giờ tôi sẽ giao. Thằng con chết tiệt này cho Lý thiếu gia, mặc cho cậu xử lý. Hà Thư Hoa ôm quyền cầu xin. Hà Vân Long ngơ ngác, không ngờ cha mình sẽ đẩy mình ra đền tội, không khỏi lo lắng nói, cha, người không thể làm như vậy, rõ ràng là cha. Im ngay. Hà Thư Hoa hét lên cắt ngang lời của con trai mình, sau đó cúi đầu nói vào bên tai con trai, Vân Long, chẳng lẽ con muốn nhà họ Hà chúng ta phải tuyệt hậu sao? Chỉ một câu đơn giản nhưng trong nháy mắt đã khiến Hà Vân Long tỉnh táo lại. Một mình gã chết, dù sao cũng hơn so với cả nhà cùng chết. Mặc dù không cam lòng và sợ hãi tột độ nhưng gã vẫn không tránh được, chỉ có thể quỳ gối trước mặt Lý Trạch Vũ cầu xin tha thứ. Lý thiếu gia, ngài đại nhân đại lượng, là tôi ngu ngốc, cầu xin Lý thiếu gia tha cho tôi một mạng. Lý thiếu gia, cậu xem con trai tôi cũng đã thừa nhận, hy vọng cậu rủ lòng từ bi tha cho nhà họ Hà chúng tôi một lần. Hà Thư Hoa lại cầu xin lần nữa. Ánh mắt Lý Trạch Vũ lạnh như băng, cuối cùng hắn vung tay lên, chém đỉnh chặt sắt nói, giết. Quyết định này lập tức khiến mặt mũi Hà Thư Hoa tràn đầy hoảng sợ, không khỏi tức giận trách cứ, Lý Trạch Vũ, ai làm nấy chịu, tôi đã giao con trai cho cậu xử trí, sao cậu còn muốn đuổi tận giết tuyệt chứ? Lý Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Hà Thư Hoa này thực sự quá vô tình, quá độc ác. Vì để sống sót, ngay cả sống chết của con trai mình cũng không quan tâm, nếu không diệt trừ dạng người này thì ngày sau tất thành họa lớn. Lý Trạch Vũ ra lệnh một tiếng. Chị Phượng là người đầu tiên ra tay, chỉ trong nửa hơi thở, cô đã vọt tới trước mặt Hà Vân Long. Bộp! Sau một giây, đầu của Hà Vân Long rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Sắc mặt Hà Thư Hoa tái nhợt vì sợ hãi, vội vàng chạy về phía sau. Xoẹt một thanh kiếm dài đâm xuyên cơ thể ông ta từ phía sau. Hà Thư Hoa chậm rãi xoay người lại, trong mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ, cuối cùng chậm rãi ngã xuống đất. Đúng lúc này, một tin nhắn đã được gửi đến điện thoại di động của Lý Trạch Vũ. Đó là một ghi chép chi tiết về những chuyện ác mà nhà họ Hà đã làm ở Giang Đông trong những năm qua, quả thực đã khiến người thần căm phẫn. Dựa theo danh sách này, xử tử toàn bộ. Lý Trạch Vũ ném điện thoại di động cho chị Phượng. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đạo lý mà mấy vị sư phụ dạy, hắn vẫn luôn khắc ghi trong tâm. Tin tức nhà họ Hà ở Giang Đông bị tiêu diệt nhanh chóng lan truyền khắp nước Hạ. Trong lúc nhất thời khiến bốn phía hốt hoảng, các thế lực ở khắp nơi đều đang thăm dò xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đã ra tay. Phòng pháp phụ tuyên thành, con trai à, tại sao bọn họ lại thả chúng ta ra? Lâm Trung Hổ cõng con trai Lâm Đông Dương chậm rãi đi ra ngoài, vẫn không thể tin được sự thật này như cũ. Trong số hơn 20 thành viên nòng cốt của Hưng Nghĩa Các, chỉ có hai cha con bọn họ là may mắn được đặc xá, thật sự rất lạ. Cha! Chỉ mới mấy ngày thôi mà, cha bị giam đến váng đầu rồi à? Lâm Đông Dương nhìn cha mình như một thằng ngốc. Chuyện này con mẹ nó còn cần đoán sao? Chắc chắn là ông ngoại gã ra tay rồi. Lâm Trung Hổ giật mình, chợt nhận ra, nói, cha đúng là hồ đồ, bây giờ chúng ta đi Kim Lăng tìm ông ngoại con báo thù cho hai ta. Lâm Đông Dương vội vàng nói, cha, đưa con đi bệnh viện trước đã, chân của con. Bây giờ đi bệnh viện thì chân của con cũng không thể chữa khỏi được, vẫn là báo thù quan trọng hơn. Lâm Trung Hổ nghĩ đến những gì mình đã gặp phải trong mấy ngày qua, lửa giận trong lòng càng ngày càng tràn đầy. Hẳn ta đã âm thầm thề rằng chỉ cần được ra ngoài, hẳn ta sẽ chém chết thằng khốn kia. Bíp bíp, một chiếc taxi dừng trước mặt hai cha con. Lâm Trung Hổ mở cửa ghế sau không chút nghĩ ngợi, đầu tiên là ném Lâm Đông Dương vào, sau đó nóng lòng muốn ngồi vào ghế lái phụ. Vụt! Lâm Trung Hổ còn chưa báo điểm đến, lái xe đã đạp mạnh chân ga. Má! Đờ mờ mày muốn chết hả? Chạy nhanh như vậy để đi đầu thai à? Lâm Đông Dương đang ngồi ghế sau tức giận, tài xế đội mũ lưỡi chai, cúi đầu cười hê hê nói, đúng là chạy đi đầu thai, nhưng tao mới là người đưa chúng mày đi đầu thai.
Ngay khi những lời này nói ra, sắc mặt của cả hai cha con đều thay đổi. Lại là mày, Lâm Trung Hổ nhận ra thân phận của tài xế. He he, ánh mắt không tệ đâu, chính là ông nội cậu của chúng mày đây. Cậu Phú Quý nhếch miệng cười lạnh lùng, nói. Trán Lâm Trung Hổ chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn ta uy hiếp, mày muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày, cha vợ của tao là chủ tịch tập đoàn Thanh Dương, nếu như mày không muốn chết thì mau thả bọn tao ra. Hà Thư Hoa. Xin lỗi nhé, người một nhà bọn họ đi đầu thai nhanh hơn hai cha con chúng mày một bước rồi. Cậu Phú Quý trêu tức. Mấy ngày nay Lâm Trung Hổ và Lâm Đông Dương bị giam trong phòng pháp vụ, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho nên vẫn chưa biết tin tức nhà họ Hà đã bị diệt. Lúc này, khi nghe cậu Phú Quý nói, bọn họ hoàn toàn không dám tin tưởng. Nhưng mà, dù bọn họ có tin hay không, thì cũng không thể thay đổi kết cục cuối cùng. Thiếu gia của chúng tao đã nhờ tao chuyển cho mày một câu, kiếp sau nhớ đàng hoàng mà làm người. Cậu Phú Quý nói xong, bèn lấy một khẩu súng lục có gắn giảm thanh từ trong người ra. Không, đừng. Thả chúng ta. Băng, băng. Đầu của hai cha con lần lượt nở hoa, tắt thở bỏ mình tại chỗ. Cùng lúc đó, trong một câu lạc bộ tư nhân xa hoa ở thành phố Kim Lăng, Lý Trạch Vũ cởi trần nằm trên giường, trong tay cầm một ly La Mendy Cunny, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mùi vị của rượu này không tệ, anh có muốn nếm thử một ly hay không? Trong căn phòng lớn như thế vốn không nhìn thấy ai khác, nhưng hẳn lại như lẩm bẩm với không khí. Nhưng mà một giây sau, một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước ra khỏi bức tường, ngũ quan trên mặt cương nghị, ánh mắt sáng ngời có thần, trên người tản ra hơi thở chính nghĩa. Làm thế nào mà cậu lại phát hiện được tôi? Người đàn ông hứng thú mở miệng. Lý Trạch Vũ cười cười, hỏi ngược lại, nếu như tôi nói, trong phạm vi 50 mét, cho dù là âm thanh cây cỏ rơi xuống đất cũng không thoát khỏi tai mắt của tôi, anh có tin hay không? Nghe này trả lời, con người người đàn ông bỗng nhiên co lại. Ngũ quan của võ giả nhạy cảm hơn so với người bình thường, đó cũng không phải bí mật gì cả. Nhưng có thể bắt được âm thanh cây cỏ rơi xuống đất trong phạm vi 50 mét, sợ là cường giả cảnh giới tông sư cũng không làm được. Có lẽ cường giả cảnh giới võ thánh trong truyền thuyết mới có thể. Nhưng mà sao có thể? Một võ giả bình thường có thể bước vào cảnh giới tiểu thừa lúc 20 tuổi đã được xưng tụng là kỳ tài võ đạo, người có thể luyện tới cảnh giới đại thừa trước 30 tuổi tuyệt đối là thiên kiêu võ đạo. Xa hơn đến cảnh giới tông sư, cho dù là thiên kiêu tư chất chắc tuyệt cũng phải mất hàng chục năm mới có thể đột phá. Về phần cảnh giới võ thánh, đây chính là ngưỡng cửa mà rất nhiều võ giả cả đời không thể vượt qua. Có thể đạt tới cảnh giới này, cường giả có thể nói là rồng phượng trong loài người. Nghe đồn chỉ có trụ trì của Thiền Lâm Tự, trưởng giáo đạo môn và cung chủ của Tiêu Giao Cung, cao nhân tuyệt thế trong ba thế lực võ đạo đỉnh phong mới được ông trời ưu ái, thành công nhập đạo sau trăm tuổi. Mà ngay cả cậu thanh niên trước mắt này bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ, tính toán đâu ra đấy thì cũng mới chỉ hơn 20 năm. Người trẻ tuổi à, khoác lác đúng là không cần đóng thuế, nhưng phiền cậu khoe khoang gì đó đáng tin cậy hơn một chút được không? Sau khi hết khiếp sợ, vẻ mỉa mai trong mắt người đàn ông không che đậy chút nào. Lý Trạch Vũ đặt ly rượu xuống, lại ngậm một điếu thuốc rồi thản nhiên nói, có phải khoác lác hay không thì cứ tạm thời để sang một bên. Nếu như tôi đoán không nhầm, Long Vương, đích thân đến tìm tôi là vì chuyện của nhà họ Hà phải không? Ánh mắt Long Thiên Quân hơi nheo lại. Hiển nhiên, hắn ta không ngờ đối phương lại biết thân phận của mình. Mặc dù Long Tổ là tổ chức cơ mật tối cao của nước Hạ, nhưng là uy danh của Long Vương nước Hạ đã gây chấn động cả trong nước và nước ngoài. Chuyện tôi có thể biết thân phận của anh cũng không có gì lạ, cho nên anh không cần phải quá lo lắng đâu. Không biết vô tình hay cố ý mà Lý Trạch Vũ giải thích một câu. Long Thiên Quân không nhịn được bật cười nói, cậu nói tôi sẽ lo lắng sao? Lý Trạch Vũ nói với vẻ mặt thành thật. Ha ha ha, giống như nghe thấy chuyện Tiếu Lâm, Long Thiên Quân ngạo nghễ nói, người trẻ tuổi à, mặc dù tôi không biết làm thế nào mà cậu lại phát hiện được tôi, nhưng... đã biết thân phận Long Vương của tôi, mà cậu lại còn dám dõng dạc nói tôi sẽ lo lắng. Anh thật sự không lo lắng sao? Long Thiên Quân cười khẩy. Vậy bây giờ thì sao? Khi đang nói chuyện, ánh mắt Lý Trạch Vũ bỗng ngưng lại, một khí thế hùng mạnh phát ra từ trên người hắn. Ngay lập tức, cả căn nhà tràn ngập sát khí. Long Thiên Quân chỉ cảm thấy mình bị một năng lượng vô ảnh vô hình khí khóa chặt, trong thân thể có một âm thanh đang nhắc nhở, tốt nhất là hẳn ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ chết. Chỉ trong vài hơi thở,
sắc mặt Long Thiên Quân đã tái nhợt. Bây giờ anh có lo lắng không? Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười lạnh lùng. Long Thiên Quân âm thầm siết chặt nắm đấm, nhưng không dám nhúc nhích một cử động nhỏ nào, ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ tràn ngập e ngại. Từ khi gia nhập Long Tổ đến nay, hắn ta đã chấp hành vô số nhiệm vụ cao cấp, cường giả trong nước và quốc tế bị hắn ta chém giết đếm không rõ số lượng. Hắn ta không thể tin được, chỉ là một ánh mắt của đối phương đã dọa hắn ta đến mức không dám cử động. Rốt cuộc cậu là ai? Long Thiên Quân thấp thỏm mở miệng. Lý Trạch Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngay cả thân phận của tôi anh cũng chưa làm rõ, thế mà còn dám đến tìm tôi, anh thật sự cho rằng tôi không dám làm thịt con tiểu long là anh sao? Thân thể Long Thiên Quân chấn động, trước khi kịp nhận ra, mồ hôi lạnh đã thấm ướt qua quần áo phía sau hắn ta. Đại thiếu gia nhà họ Lý ở Hoàng Thành, cậu ấm vô dụng chỉ biết ăn chơi số một bảng xếp hạng, 3 năm trước đây. Mặc dù hắn ta chỉ mới liếc qua thông tin của Lý Trạch Vũ, cũng đã nhớ kỹ trong đầu từ lâu, nhưng mà... Bây giờ nếu ai dám nói tên này là thiếu gia vô dụng kia thì Long Thiên Quân sẽ tát vào mồm của kẻ đó. Đường đường là Long Vương tung hoành trong nước Hạ, là một đại cường giả nhưng lại bị ánh mắt của đối thủ làm cho. Sợ tới mức không dám nhúc nhích. Nếu không tận mắt nhìn thấy, không ai tin chuyện này là thật. Ngồi xuống đi. Khí thế trên người Lý Trạch Vũ dần biến mất, hẳn làm động tác mời. Long Thiên Quân đổ mồ hôi như mưa, hắn ta thở phào nhẹ nhõm. Trở lại chuyện chính đi, anh đến tìm tôi vì chuyện nhà họ Hà đúng không? Lý Trạch Vũ hỏi. Lần này Long Thiên Quân không dám tìm cớ, hắn ta nặng nề gật đầu nói, cậu tàn sát 16 người nhà họ Hà, chứng cứ vô cùng xác thực, lần này tôi tới để. Nói đến đây hắn ta nói chậm lại. Bắt tôi về Long Tổ, đúng không? Lý Trạch Vũ thản nhiên hỏi. Đúng vậy, Long Thiên Quân lộ vẻ hổ thẹn. Bởi vì thân phận của Lý Trạch Vũ đặc biệt, bình thường thành viên Long Tổ không dám động đến hẳn. Dù sao tính tình ông cụ Lý không tốt, mặc dù Long Tổ đặc biệt cũng phải kiêng nể. Cho nên chỉ có thể để Long Vương tự thân xuất mã. Nhưng lúc này Long Thiên Quân cảm thấy, hắn ta là một Long Vương nhưng đứng trước mặt đối phương cũng chỉ là một trò cười. Bộp! Lý Trạch Vũ ném cái USB lên bàn, hẳn thản nhiên nói, trong này chứa bằng chứng phạm tội của thành viên nhà họ Hà. Tôi nghĩ sau khi anh xem sau cũng cảm thấy những người đó chết thôi là chưa đủ. Long Thiên Quân nghe vậy thì cau mày. Nhà họ Hà nằm trong tay tập đoàn Thanh Dương, mấy năm nay ngầm làm rất nhiều chuyện xấu xa, bọn họ có thể giấu giếm được các tổ chức khác, nhưng không thể gạt được. Long Tổ. Vậy nên cho dù Long Thiên Quân chưa xem nội dung trong USB, hắn ta cũng tin lời Lý Trạch Vũ nói. Nhưng mà, nhà họ Hà phạm lỗi, đương nhiên sẽ có pháp luật xử lý. Vĩnh viễn không tới lượt những người khác tự tiện làm chủ. Cậu muốn động vào nhà họ Hà, có thể để Long Tổ chúng tôi xử lý, cậu không nên tự mình ra tay. Long Thiên Quân trầm ngâm nói, hắn ta thừa nhận Lý Trạch Vũ rất mạnh, mạnh vượt qua sự dự đoán của mọi người, đáng tiếc ở trước mặt chính phủ người có mạnh thế nào cũng được coi là gì. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đạo lý này ông cụ nhà tôi dạy tôi từ nhỏ. Vậy tại sao, tôi làm việc, không cần giải thích với bất cứ yêu. Lý Trạch Vũ ngang ngược ngắt lời, hẳn giơ 3 ngón tay lên, nói, cho tôi thời gian 3 ngày. Cái gì? Long Thiên Quân ngẩn ra, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ san băng thập tuyệt môn, như. Vậy có tính là tôi làm chuyện tốt vì nước không? Sẽ nhiều công hơn tội. Lý Trạch Vũ nhàn nhạt bổ sung. Ánh mắt Long Thiên Quân trống rỗng, vẻ mặt hắn ta hoảng sợ. Thân là người quản lý Long Tổ, có thể nói hắn ta hiểu biết hơn bất cứ ai về tổ chức sát thủ thập tuyệt môn này. Không phải không động đến, mà là không dám động, bởi vì có rất nhiều thế lực đứng trên cùng thuyền với thập tuyệt môn, nếu không chuẩn bị vẹn toàn mà động đến tổ chức. Này, nói không chừng cả quốc gia cũng sẽ rúng động. Vậy nên lúc này Long Thiên Quân nghe thấy Lý Trạch Vũ nói vậy, hắn ta mới thất thố như thế. Tôi có thể cam đoan, tuyệt thập môn bị giết sẽ không ảnh hưởng chút nào đến đất nước. Giọng Lý Trạch Vũ không lớn, nhưng lại tràn ngập sự tự tin. Cậu lấy cái gì để cam đoan? Long Thiên Quân kiên trì hỏi. Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, nếu tôi không làm được, 3 ngày sau sẽ tự đến Long Tổ nhận tội, thế nào? Vài phút sau, Long Thiên Quân ra khỏi phòng, hắn ta cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng Lý Trạch Vũ. Có cảm giác ma xui quỷ khiến. Long Vương, sao anh lại ở đây? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ngây ngốc.
hai anh em bọn họ vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, không hề thấy Long Thiên Quân đi vào lúc nào. Thế nhưng ngẫm lại, thực lực của Long Thiên Quân hơn hai bọn họ một bậc, có thể thần không biết quỷ không hay tránh hai người họ cũng rất bình thường. Long Thiên Quân không đáp lại, hắn ta đi vào thang máy rời đi. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong cậu nhìn tôi nhìn cậu. Sau đó, hai người lần lượt mở cửa phòng đi vào. Con mẹ nó, ông đang thay đồ, mấy người tiến vào làm cái rắm gì? Lý Trạch Vũ Hằng giọng mắng. Cậu Phú Quý gãi đầu, hắn nói, thiếu gia đừng thẹn thùng, đều là đàn ông, sợ gì chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Vật Tương Vong cũng cười theo nói, từ nhỏ chúng ta đã nhìn thấy mông nhau, có gì chưa từng nhìn thấy chứ? Ôi má, thiếu gia dậy thì thành công quá, vậy mà còn lớn hơn chúng ta nhiều như vậy. Cút! Lý Trạch Vũ suýt nữa muốn tát chết hai thằng nhóc này. Phù, phù! Cũng may hai người chạy trốn nhanh. Một lát sau, khi Lý Trạch Vũ đi tới, cậu Phú Quý và Vật Tương Vong đang đứng canh gác, cậu Phú Quý thì đang nghịch ngón tay. Vật Tương Vong thì ngẩng đầu huýt sáo với trần nhà. Lần sau vào phòng tôi mà không gõ cửa, tôi đánh gãy chân hai cậu. Lý Trạch Vũ tức giận nói, vâng, tuyệt đối không có lần xô. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong lần lượt nói. Đúng rồi thiếu gia. Vật Tương Vong nói, sao tên Long Vương kia lại xuất hiện ở phòng anh, hai người sẽ không? Nhìn Lý Trạch Vũ như vậy, gã ra vẻ hoài nghi hai người làm chuyện gì không thể miêu tả bên trong. Bộp! Lý Trạch Vũ thưởng cho gã một quả hạt rẻ, hẳn hung dữ cảnh cáo nói, khuynh hướng tình dục của ông đây bình thường. Được rồi. Vật Tương Vong đau đến nhe răng trợn mắt. Cậu Phú Quý nói tiếp. Thiếu gia, Long Vương tới tìm anh vì chuyện nhà họ Hà sao? Đúng vậy, Lý Trạch Vũ thản nhiên đáp, Hà tới bắt tôi. Hẳn dám. Vật Tương Vong trừng to mắt, gã nói, ông đây có thể đánh bay Long Thiên Quân. Được rồi, hai người đừng kích động như vậy, tôi không hiền lành vậy đâu. Lý Trạch Vũ xem như trấn an được Ngọa Long và Phượng Sồ. À đúng rồi thiếu gia, không phải anh nói Long Vương tới bắt anh, sao anh lại không bị hắn mang đi? Cậu Phú Quý khó hiểu hỏi, Lý Trạch Vũ lộ vẻ bí mật, ra vẻ thâm trầm, bởi vì hắn không phải đối thủ của tôi, bị một ánh mắt của tôi làm cho sợ đến mức không dám nhúc nhích. Tương Vong, cậu cũng đã hơn 20 rồi, buổi tối tôi ỉm một em gái cho cậu khai trai nhé. Cút, lần đầu tiên của tôi phải để cho vợ tương lai của tôi. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong không nhìn Lý Trạch Vũ, hai người vừa nói vừa đi vào thang máy. Ông đây thật là cao thủ. Lý Trạch Vũ rất không thích bị người khác nghi ngờ, hẳn suýt nữa dùng tay phá hỏng thang máy để hai thằng nhóc kia ngã chết. Cũng may hẳn kiềm chế được cảm xúc. Tân Thành, nhà họ Khương. Thân là đại thiếu của nhà họ Khương, Khương Như Phong. Đang đánh gôn, mùa đông mà anh ta chỉ mặc một chiếc áo may ô, không biết là giả vờ hay là thể chất thật sự tốt. Thiếu gia. Đúng lúc này, một ông già 6-70 tuổi lưng còng đang đi tới. Khương Như Phong để gậy gôn xuống. Anh ta kích động chào đón ông cụ, bác Phúc, tìm hiểu rõ ràng chưa? Tìm hiểu rồi, thật sự là thằng nhóc kia. Bác Phúc hơi cúi đầu, ông ấy nói xong thì trình tài liệu đã chuẩn bị lên. Giận dữ vì hồng nhan, xem ra hắn rất để ý đến Trần Thanh Tuyết kia. Khương Như Phong xem xong tài liệu trong tay, anh ta cười tà ác. Nếu hẳn dám cho tôi đội nón xanh, vậy tôi đây cũng sẽ trả lại hắn, như vậy cũng không quá phận. Từ khi nhà họ Hà ở Giang Đông bị tiêu diệt, tin tức Lý Trạch Vũ trở về làm khuấy động trời Nam đất Bắc. Ở Hoàng Thành lại dấy lên một trận náo động. Nhà họ Diệp, thân là chỉ huy của Huyền Vũ Quân, đại gia chủ nhà họ. Diệp chính mình ngồi ở sảnh chính với vẻ mặt nghiêm trọng. Cha, lúc này thằng nhóc nhà họ Lý kia trở về, không biết bên nhà họ Khương có nghĩ nhiều không? Một gã đàn ông trung niên âm thầm phỏng đoán. Ông ta là con trai trưởng nhà họ Diệp. Diệp An, tổng đốc hai vùng Tây Bắc, qua vài năm nữa rất có thể ông ta sẽ đứng trên đỉnh cao quyền lực. Ngoài ra, ông ta còn là cha của Mỹ nữ số 1 Hoàng Thành, Diệp Khuynh Thành. Nhà họ Khương nghĩ nhiều cũng không kỳ lạ, thế nhưng cha tin tưởng tên cáo già Khương Thượng Đức kia vẫn có chút năng lực nhãn nhịn. Nói đến đây, Diệp chính mình cau mày lại, ông ta trầm ngâm nói, cha rất muốn biết rốt cuộc nhà họ Lý có mưu đồ gì. Muốn ngăn cản mối liên hôn của nhà họ Diệp và nhà họ Khương. Không phải như vậy. Với sự hiểu biết của Diệp chính mình về Lý Định Quốc, ông ta biết rõ đối phương sẽ không làm loại chuyện phí công như vậy. Sự xuất hiện của Lý Trạch Vũ sẽ khiến mọi người nhớ đến cuộc phóng túng 3 năm trước đây,
kể từ đó nhà họ Diệp và nhà họ Khương mất hết thể diện. Nhưng là, đứng trước lợi ích, sĩ diện được coi là gì? Diệp An giật mình nói, dạo này nhà họ Lý không có hành động gì, còn nghi ngờ đây là sự yên lặng trước cơn bão. Ha ha! Diệp Chính Bình cười lạnh, ông ta nói, cha đoán là không phải bọn họ không làm gì, mà là không có lý do ra tay. Cái gì? Diệp An nghe đến đây, ánh mắt ông ta xoay chuyển, lập tức hiểu ra, cha, ý cha là nhà họ Lý muốn ngăn cản chúng ta liên hôn với nhà họ Khương, nhưng lại không tìm được lý do để ngăn cản. Không tồi. Lúc này Diệp Chính Bình cắt ngang nói, dặn dò xuống dưới, bảo người nhà họ Diệp dạo này thu liễm lại, tốt nhất không nên phát sinh xung đột với nhà họ Lý. Con biết rồi. Diệp An gật đầu xác nhận. Diệp Chính Bình dừng một lát rồi hỏi, dạo này con nhóc Khuynh Thành kia thế nào? Vẫn giống ngày xưa, không thay đổi gì. Diệp An đáp, ừ. Diệp Chính Bình thở dài, ông ta nói, trong lòng con bé chắc chắn là hận người ông nội này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cha, Khuynh Thành sẽ hiểu cho cha mà. Diệp An chỉ an ủi một câu, sau đó ông ta cũng nghẹn họng không nói gì được. Cùng lúc đó, nhà họ Lý. Mặc dù trời đang mưa phùn, nhưng Lý Viễn Sơn không thèm để ý, ông ấy vẫn chăm nom đồng ruộng như trước. Lão gia tử, trời mưa rồi, ngài nên dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Cảnh vệ viên ân cần nhắc nhở. Lý Viễn Sơn khinh thường nói, tôi lại nhớ lại những năm đó, quân địch nhiều lần đẩy quân ta vào chỗ chết, núi tuyết, đầm lầy, có điều kiện ác liệt nào mà tôi chưa trải qua. Cơn mưa nhỏ này là cái rầm gì? Cảnh vệ viên nghe vậy thì lập tức cảm thấy kính trọng. Bởi vì không có sự đánh đổi của những thế hệ trước, làm sao nước Hạ có thể phồn vinh hưng thịnh như ngày nay? Con người đó mà, dù già cũng không thể để bản thân nhàn rỗi. Lý Viễn Sơn như nhớ lại chuyện cũ lúc còn trẻ, ông ấy không khỏi lấy thuốc lá trong người ra. Cảnh vệ viên lập tức tiến lên châm lửa. Tách, tách, cha, sao trời mưa mà cha còn ngoài ruộng? Lý Định Quốc xuất hiện cách đó không xa, ông ấy thấy cha dầm mưa thì không khỏi đi nhanh đến. Nhóc con vội vã đến đây là có việc gì sao? Lý Viễn Sơn vẫn không thèm để ý như trước, ông ấy tiếp tục vừa hút thuốc vừa chăm ruộng rau. Lý Định Quốc nhận lấy chiếc ô trong tay cảnh vệ viên, ông ấy tự mình che cho cha, nói, cha, con có chuyện muốn nói với cha. Lý Viễn Sơn nghe giọng Lý Định Quốc có vẻ nghiêm trọng, ông ấy để cái liềm trong tay xuống, trực tiếp đặt mông ngồi xuống ruộng, nói đi, có chuyện gì? Hình như thắng nhóc Trạch Vũ thay đổi không hề ít. Lúc này Lý Định Quốc mới kể chuyện giết nhà họ Hà ra. Mặc dù tính tình thằng nhóc này ham chơi từ bé, nhưng chưa bao giờ chủ động gây chuyện thị phi, nếu nó giết người nhà họ Hạ, như vậy ắt hẳn là phải có lý do. Lý Viễn Sơn có tiếng bao che con cháu, không quan tâm kết quả thế nào, ông ấy đều đứng bên phía Lý Trạch Vũ. Lý Định Quốc cười khổ nói, vâng, con cũng cho rằng như vậy. Con vừa nói nhóc con thay đổi, là bởi vì chuyện này sao? Lý Viễn Sơn lại hỏi. Lý Định Quốc lắc đầu, ông ấy nói, cha còn nhớ Long Thanh Phong không? Thằng nhóc quản lý Long Tổ. Ừ, có chút ấn tượng, sao? Vậy, con và Long Thanh Phong có quan hệ không tồi, ông ta nói với con. Lý Định Quốc cúi đầu nói thầm vào tai Lý Viễn Sơn. Dần dần, đôi mắt già nua của Lý Viễn Sơn trở nên vô cùng sắc bén. Chuyện chính là như vậy, hơn nữa Trạch Vũ còn ngang nhiên tuyên bố. Nói trong vòng 3 ngày sẽ tiêu diệt được thập. Tuyệt môn. Lý Định Quốc bổ sung nói. Không hổ là người nhà họ Lý chúng ta. Lý Viễn Sơn cười hăm hở, ông ấy nói, nó đây là loại bỏ khối u ác tính vì đất nước, nói cái gì đi nữa cũng phải ủng hộ nói. Cha không hiểu ý con. Lý Định Quốc thấy nói chuyện rất khó khăn. Vẻ mặt Lý Viễn Sơn bí hiểm, ông ấy nói, không, cha biết con muốn nói gì. Cha biết, Lý Định Quốc ngẩn ra. Ha ha, ý con là tổ chức thập tuyệt môn có mối liên quan phức tạp, nếu nhóc con liều lĩnh chĩa mũi nhọn vào đối phương, không khác gì đồng thời khiến vô số thế lực đối đầu với nhà họ Lý chúng ta. Lý Viễn Sơn nói đến đây, ông ấy rít mạnh điếu thuốc. Nhìn lịch sử nước Hạ chúng ta hơn 5.000 năm, chuyện lớn nào mà không cần phải có người dẫn đầu. Giống như trăm năm trước vậy, nếu không có những đại hào kiệt dũng cảm đứng ra vì nước vì dân, làm sao có thể lật đổ được triều đình phong kiến. Sở dĩ thập tuyệt môn ngày càng lớn mạnh như vậy, không phải là bởi vì mấy người sợ này sợ kia sao? Dù sao đi nữa, đây là thằng nhóc kia làm việc tốt vì nước vì dân. Làm người hành động không thẹn với lương tâm, mới là người nhà họ Lý,
mặc dù cuối cùng nhà họ Lý chúng ta không thể trở lại được thì cũng có gì đáng sợ. Trên người Lý Viễn Sơn toát ra khí thế chính trực, cuộc nói chuyện lại trở thành nói chuyện chính nghĩa. Lý Định Quốc nghe vậy không khỏi thấy hổ thẹn. Khi ngồi vào vị trí này, có địa vị này, con phải biết rằng con có được hết thảy là do đất nước, nhân dân giao cho. Như vậy con làm gì cũng phải ưu tiên đất nước, dân chúng đầu tiên, chứ không phải lo lắng cho bản thân. Lý Viễn Sơn vỗ vai con trai, ông ấy nói thấm thía, có nước, mới có nhà. Cha, con hiểu rồi. Lý Định Quốc hít sâu một hơi, ông ấy có cảm giác như vừa mới tỉnh vậy. Lý Viễn Sơn thấy vậy thì cười hài lòng. Đúng rồi cha, sợ là tin Trạch Vũ trở về không giấu được nữa ồ. Lý Định Quốc nói sang chuyện khác. Con lo lắng sẽ có người làm chuyện bất lợi với nó. Lý Viễn Sơn thản nhiên hỏi. Lý Định Quốc lách đầu nói, bên cạnh Trạch Vũ có hai đồ đệ của lão Tiêu bảo vệ, hơn nữa con còn phái Phượng vệ nữa, vấn đề an toàn thì không cần lo lắng. Vậy con lo lắng nhà họ Diệp? Lý Viễn Sơn trêu ghẹo hỏi. Lần này Lý Định Quốc gật đầu, vẫn là cha anh minh. Có lẽ bên nhà họ Diệp đã bắt đầu đề phòng chúng ta, còn có nhà họ Khương, chỉ sợ. Không cần lo lắng. Lý Viễn Sơn xua tay cắt ngang, ông ấy nhếch miệng cười. Ông cụ Diệp kia tốt nhất nên thức thời một chút, nếu không khi trẻ tuổi cha đánh được ông ta, già rồi cũng có thể đánh ông ta. Sân bay quốc tế Tuyên Thành. Hai gã đàn ông cao to lực lượng đeo tay nải đi tới, một đen một trắng, tổ hợp này thu hút không ít ánh mắt của các hành khách. Một chiếc xe thương vụ xa hoa nhanh chóng dừng trước mặt hai người. Lên xe, cửa kính hạ xuống, người lái xe không phải ai khác, chính là sói đen. À, vậy mà lại là thằng nhóc sói đen này, người đàn ông da trắng lắp bắp kinh hãi. Người đàn ông da đen thì vội nói, sói đen, là đại đương gia bảo cậu tới đón chúng tôi sao? Vô nghĩa. Sói đen phất tay thúc giục, mau lên xe. Hai người lần lượt lên xe. Hơn 10 phút sau, xe dừng ở khoa học kỹ thuật Vân Dương. Khi sói đen dẫn hai người kia vào bộ phận an ninh thì nhìn thấy Lý Trạch Vũ đang ngủ gật. Chết tiệt, đại đương gia ở đây làm gì vậy? Ngàn vạn lần đừng nói với tôi là làm. Bảo vệ đói. Người đàn ông da trắng kinh ngạc. Lý Trạch Vũ đang ngủ chưa thì bị đánh thức, hắn có hơi khó chịu. Jenny. Nếu cậu ngứa ra thì có thể nói thẳng ra, còn nữa làm bảo vệ thì sao? Cậu thật sự khinh thường bảo vệ sao? Không không không, đại đương gia đừng nóng giận, tôi tuyệt đối không có ý này. Jenny rụt cổ, anh ta vội vàng lui về sau vài bước. Lý Trạch Vũ nhìn người đàn ông da đen, Jock, có mang thứ tôi bảo cậu mang đến không? Đại đương gia yên tâm. Jock nhìn đồng hồ nói, ở nước hạ quản nghiêm thứ đó, tôi chỉ có thể sai người vận chuyển tới theo đường biển. Trước khi trời tối là hàng sẽ được đưa đến. Lý Trạch Vũ hài lòng gật đầu. Đại đương gia, ngài gọi chúng tôi xa ngàn dặm đến, có phải chuẩn bị làm một chuyện lớn ở nước hạ không? Jenny hưng phấn hỏi. Lý Trạch Vũ cười ha ha, không được coi là chuyện lớn, chỉ có thể nói là cuộc chiến nhỏ thôi. Cuộc chiến nhỏ. Jenny và Jock không tin chuyện ma quỷ này. Trước đó, bọn họ có một tên đồng đội bị chính khách hãm hại nên bị lưu đày đến chết. Vì thế Lý Trạch Vũ lập tức dẫn bọn họ đi đánh cái nước nhỏ kia, hơn nữa còn lăng trì xử tử vài tên chính khách kia. Cuối cùng Lý Trạch Vũ lại bâng quơ nói một câu, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Jenny nghĩ, chỉ sợ bắt Thủ tướng Vương quốc Anh làm kỹ nam, hoặc là đánh bom Vương quốc Bạch Kim xinh đẹp mới được coi là chuyện lớn. Sói đen, cậu nói nội dung chính hành động lần này cho bọn họ đi. Được. Jenny, cậu nói cậu là hacker giỏi số một thế giới đúng không? Đương nhiên, Jenny tôi đứng thứ hai, có ai dám xưng thứ nhất? Lý Trạch Vũ nhận được câu trả lời chắc chắn, hắn cười vừa lòng, hành động lần này khá quan trọng với tôi, cần phải cẩn thận, đánh cắp toàn bộ tài liệu tôi muốn đi. Jenny khoa tay múa chân làm động tác ok. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, tiếng giày cao gót truyền đến. Lý Trạch Vũ nhìn thấy người tới, ban đầu hắn tưởng rằng đối phương là Trần Thanh Giao, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện người phụ nữ này có vẻ lạnh lùng. Mới xác nhận người tới là Trần Thanh Tuyết. Hết cách, hai chị em này không phải cặp sinh đôi bình thường, bọn họ hoàn toàn giống nhau như được khắc ra từ một khuôn, cho nên có đôi khi rất khó nhận ra. Bọn họ, Trần Thanh Tuyết nhìn thấy mấy người, Jenny, vẻ mặt cô tràn đầy sự nghi hoặc. Chết tiệt, trên đời vậy mà có người đẹp như vậy sao? Đại đương gia, cô ấy là người phụ nữ của ngài sao? Cũng đúng. Chỉ có tiên nữ như vậy mới xứng đôi với thân phận của đại đương rồ.
Jenny giơ ngón tay cái với Lý Trạch Vũ. Mặc dù anh ta nói tiếng nước ngoài, nhưng sao Trần Thanh Tuyết không hiểu được, cô ngượng ngùng cúi đầu. Bớt nói sẽ chết sao? Lý Trạch Vũ võ đầu, Jenny, người kia đau đến nhe răng trợn mắt. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Trần Thanh Tuyết, tạm thời không biết nên giới thiệu thế nào, vì thế hắn nói một câu đơn giản, bọn họ đều là bạn tù của tôi. Bạn tù? Trần Thanh Tuyết giật mình, nhưng cô cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao cô cũng biết Lý Trạch Vũ từng ngồi tù, hơn nữa cô cũng rõ nguyên nhân hắn phải ngồi tù. Cô tìm tôi có việc gì thế? Lý Trạch Vũ nói sang chuyện khác. Trần Thanh Tuyết bĩu môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Lý Trạch Vũ hiểu ý, biết cô khác em gái Trần Thanh Giao, da mặt mỏng hơn, vì thế hắn nói với ba gã đồng bọn, sói đen, cậu dẫn hai bọn họ đi sắp xếp trước. Được. Sói đen vẫy tay với hai người, Jenny, đi theo tôi. Khi, Jenny đi qua Trần Thanh Tuyết, anh ta dừng lại. Xin chào chị dâu, tôi là Jenny, tôi từng nghe qua một câu kinh điển của nước Hạ, là vật họp theo loài, người xinh đẹp như cô, chắc chắc bạn bè bên cạnh cũng không kém, có thể nể mặt đại đương ra giới thiệu một cô gái cho tôi không? Trần Thanh Tuyết nghe anh ta nói tiếng nước Hạ không xối, cô suýt không nhịn được cười. Mặt Lý Trạch Vũ sầm xuống, cậu muốn tôi tự tiễn cậu đi. Không không không. Jenny hoảng sợ, anh ta vội đuổi theo sói đen và gióc. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người họ. Bây giờ cô có thể nói được rồi. Lý Trạch Vũ ngồi bắt chéo chân, hắn thuận tay châm một điếu thuốc. Tạch, tạch. Trần Thanh Tuyết căn chặt răng, cô nói, buổi tối tôi có một tiệc tối thương mại, anh có thể. Đi cùng tôi không? Trần Thanh Tuyết nói xong thì cúi đầu, cô không dám nhìn thẳng vào đối phương. Lý Trạch Vũ ngẩn người, hắn chỉ vào mũi mình hỏi, cô muốn tôi làm bạn nam của cô? Ừ. Giọng Trần Thanh Tuyết thay đổi, dường như là đang nghẹn ngào. Lý Trạch Vũ vô cùng ngạc nhiên, đang êm đẹp sao lại khóc? Please, tôi cũng không làm gì cô mài. Anh có thể lựa chọn từ chối. Trần Thanh Tuyết ngẩng đầu, trong nháy mắt lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng kia, nhưng nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy hốc mắt của cô hơi đỏ. Thật ra Trần Thanh Tuyết cũng không muốn mời Lý Trạch Vũ, dù sao từ trước tới nay người ta đều muốn phân rõ giới hạn với cô. Nhưng cô thật sự không còn cách nào khác. Ở buổi tiệc thương mại có thể sẽ gặp rất nhiều ruồi bỏ có ý đồ xấu, trước kia có ông nội đi cùng, cho nên cô không cần lo lắng. Nhưng lần này cơ thể ông nội vẫn chưa hồi phục, cô chỉ có thể nghe theo em gái thử đến mời Lý Trạch Vũ. Không có hứng thú, Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn dứt khoát từ chối. Anh! Trần Thanh Tuyết nhíu mi. Cô từng nghĩ Lý Trạch Vũ sẽ từ chối, nhưng không ngờ đối phương lại từ chối thẳng thừng như vậy, hốc mắt vô thức đỏ lên. Ơ, này! Lý Trạch Vũ thấy hai mắt cô đẫm lệ, hắn nổi giận, cô đây là có ý gì? Trần Thanh Tuyết nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ, cô không nói gì, nhưng nước mắt lại lặng lẽ tràn mi. Đừng khóc nữa nhé, tôi đồng ý đi với cô là được chứ gì? Lý Trạch Vũ âm thầm thở dài. Hết cách, hắn là người mềm lòng. Không thể nhìn phụ nữ rơi lệ trước mặt hắn. Nhưng mà, cho dù hắn đã đồng ý rồi, Trần Thanh Tuyết vẫn khóc không ngừng. Tôi cũng đã đồng ý rồi, cô còn khóc cái rắm gì? Lý Trạch Vũ bực bội, hừ. Trần Thanh Tuyết dùng ống tay áo lau khô nước mắt, cô chạy ra khỏi bộ phận an ninh mà không thèm quay đầu lại. Ơ kìa, Lý Trạch Vũ hoàn toàn nghẹn họng. Quả nhiên, phụ nữ là sinh vật khó đoán nhất trên thế giới. Màn đêm dần dần buông xuống, một chiếc trực thăng đáp xuống bãi đậu máy bay của tòa nhà khoa học kỹ thuật Vân Dương. Cẩu Phú Quý và Vật Thương Vong đi theo sau lưng Lý Trạch Vũ, trên mặt cả hai người đầy vẻ nghi ngờ, không biết thiếu gia nhà mình lại chuẩn bị đi đâu. Ba người lần lượt leo lên trực thăng, Lý Trạch Vũ hỏi, tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Jock đã đi điều tra địa hình trước, Jenny cũng đã bắt đầu hành động dựa theo mệnh lệnh của anh. Sói đen ngồi trong buồng lái quay đầu nói. Vậy đi thôi. Lý Trạch Vũ ra lệnh, sói đen lại khởi động trực thăng. Vật Tương Vong không nhịn được hỏi, thiếu gia, chúng ta đang đi đâu vậy? Đi giải quyết thập tuyệt môn. Lý Trạch Vũ thản nhiên nói. Hả? Vật Tương Vong đột nhiên trợn to mắt. Khóe miệng Cẩu Phú Quý co rút mấy cái, hắn khó tin hỏi, thiếu gia, anh đang không nói đùa đấy chứ, chỉ có mấy người chúng ta mà đi đấu với thập tuyệt môn. Lý Trạch Vũ cắt lời hắn, có ý xem thường. Có vấn đề sao? Cẩu Phú Quý rất muốn nói có. Mặc dù thành viên của tổ chức thập tuyệt môn này không nhiều nhưng ai nấy đều là tinh anh trong tinh anh,
mấy người bọn họ ngang nhiên đi khiêu chiến sân nhà người ta, không khác gì tự tìm cái chết. Đúng là vô cùng điên cuồng. Thiếu gia, em lập tức gọi chị Phượng dẫn thêm người tới phối hợp cùng chúng ta. Phật Tương Vong bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có thể diệt xào huyệt của thập tuyệt môn được không thì nói sau, ít nhất bọn họ phải bảo đảm sự an toàn của Lý Trạch. Vũ cái đã. Không cần, nếu như hai cậu sợ thì tôi có thể để cho hai cậu xuống trực thăng. Lý Trạch Vũ tuét miệng cười nói. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong chố mắt nhìn nhau, dường như không biết rốt cuộc người này có sức mạnh cỡ nào. Nửa tiếng sau, trực thăng tiến vào biên giới phía nam tỉnh Quế Châu, cuối cùng đáp xuống dưới một chân núi khá lạ. Nhìn xa xa, trên đỉnh núi đèn đuốc sáng choang. Nơi đó là một sơn trang tư nhân có diện tích hơn 10.000 mét vuông, chính là xào huyệt của thập tuyệt môn. Xoạt xoạt, Lý Trạch Vũ và sói đen nhanh chóng thay đồng phục tác chiến. Thấy một màn này, Vật Tương Vong cảm giác tinh thần chấn động, thiếu gia, anh đang tính làm gì thế? Cậu bị mù hả? Lý Trạch Vũ vặn lại một câu. Cậu Phú Quý gãi đầu, ngượng ngùng hỏi, thiếu gia, anh biết sử dụng vũ khí nóng từ khi nào vậy? Nhìn những khẩu súng dài ngắn khác nhau, hai người đều có cảm giác mông lung như đang nằm mơ. Thiếu gia tôi đây biết nhiều thứ lắm, tối nay tôi sẽ để cho các cậu biết một góc về thực lực của tôi. Lý Trạch Vũ đắc ý nói. Mấy phút sau, bốn người lợi dụng bóng đêm để mò lên núi, ngay sau đó thành công tập hợp với Gióc, người đã ẩn núp khá lâu trong rừng rậm giữa sườn núi. Đại đương gia, tôi đã dò hỏi được rồi. Nhân số cụ thể bên trong sơn trang là chừng trên dưới 60 người, nhân viên âm thầm trực trạm sẽ đổi ca mỗi 2 giờ một lần, mỗi lần là 5 người, trên người họ đều có vũ khí. Gióc tỉ mỉ báo cáo, bên phía, Jenny đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng là cậu ta sẽ hack vào hệ thống của đối phương ngay. Vẻ mặt cậu Phú Quý và Vật Tương Vong đều rất chăm chú. Lúc ban đầu hai người đều cho là Lý Trạch Vũ chỉ đang đùa giỡn một chút thôi, nhưng giờ tận mắt thấy thế trận này. Họ mới biết là đánh thật. Thiếu gia, thành viên thập tuyệt môn rất thành thạo việc ám sát, hơn nữa thực lực đều không yếu, thậm chí còn có cao thủ tông sư chấn giữ đúng không? Lý Trạch Vũ khinh thường ngắt lời. Vật Tương Vong gật đầu như gà con mổ thóc, đúng vậy đúng vậy. Thiếu gia, nếu anh đã biết rõ, hay là chúng ta rút lui đi. Cậu Phú Quý cũng hùa theo lời hắn, đúng vậy thiếu gia. Uống loại rượu tốt nhất, cua cô gái đẹp nhất, sống một cuộc sống như thế không tuyệt sao. Tại sao lại muốn đến đây tìm chết? Hắn còn chưa dứt lời. Im miệng. Lý Trạch Phú nghiêm nghị ngắt lời, hai cậu cứ chờ ở đây, sau đó xem thử hành động xuất sắc của thiếu gia mình đi. Dứt lời, hắn vung tay lên, sói đen, cậu thông báo cho Jenny hành động, đồng thời ở lại đó phụ trách bảo vệ. Chờ tôi và Gióc lẻn vào sơn trang rồi, cậu dùng tên lửa để hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, để tiện cho chúng ta tàn sát. Đã biết, sói đen đưa tay ra dấu ok. Xoàn xoạt, chỉ thấy Lý Trạch Vũ và Jenny một trước một sau ra khỏi rừng rậm, chớp mắt đã biến mất trong đêm đen. Thấy cảnh tượng này, cậu Phú Quý dụi mắt một cái. Dáng vẻ như vừa gặp quỷ giữa ban ngày, Tương Vong, thiếu gia đâu rồi? Sao lại biến mất rồi? Tôi con mẹ nó cũng không thấy rõ. Vẻ mặt Vật Tương Vong đầy ngơ ngẩn. Một lát sau, khi sói đen nhận được âm thanh nhắc nhở từ máy truyền tin, anh ta mới lấy ra một tên lửa bằng đồng, đặt lên trên vai, nhắm thật chuẩn xác về phía cửa sơn trang. Một tiếng vang thật lớn phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Cùng lúc đó, bên trong sơn trang, vẻ mặt mấy người đang núp trong bóng tối đều biến đổi ngay lập tức, giống như không ngờ lại có người dám tới tập kích đại bản doanh của bọn họ. Phòng thủ. Người đàn ông mới vừa kêu lên một tiếng, đầu đã nổ tung trong nháy mắt. Mấy người còn lại phản ứng mau lẹ, lập tức lăn một vòng, thay đổi chỗ ẩn núp. Cũng ngay lúc này, tất cả những người khác trong sơn trang đều nhận ra tình hình. Là ai có lá gan như thế? Trong một ngôi biệt thự. Một cô gái có dáng vẻ quỷ quyệt ngồi trên ghế sofa, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt ma quái. Chỉ thấy da thịt cô ta trắng nõn, mặt mũi xinh đẹp, đặc biệt cặp mắt đào hoa, mê hoặc lòng người, chỉ cần nhìn một chút là có thể khiến cho bất kỳ tên đàn ông nào say đắm. Làm gì có ai tin được, cô gái trẻ tuổi đẹp đẽ quyến rũ như thế này, thế mà lại là thủ lĩnh thập tuyệt môn khiến lão làng các phe đều kiêng kỵ. Hay cho một cô nàng xinh đẹp. Đột nhiên. Một giọng nói xuất hiện bên tai cô gái, khiến cô ta biến sắc. Là yêu. Cô gái nhìn khắp bốn phía,
phát hiện một người đàn ông không biết xuất hiện từ lúc nào giữa căn phòng này. Tác phong nhanh nhẹn, diện mạo bất phàm. Cho dù đã từng gặp qua không ít đàn ông đẹp trai nhưng về cơ bản vẫn khác một trời một vực so với người đứng trước mặt đây. Cô chính là Tê Tiên Nhi. Lý Trạch Vũ hỏi với giọng điệu bề trên. Tê Tiên Nhi nhíu mày hỏi, rốt cuộc các hạ là ai? Tôi. Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười nhạt, giễu cợt nói, mấy ngày trước nhà họ Hà tìm các người tới ám sát tôi, chắc có lẽ các cô cũng có ấn tượng chứ. Ha ha ha. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là cậu ấm quần là áo lượt của đại hạ chúng ta đó ai? Tê Tiên Nhi bật cười, quyến rũ hỏi, chẳng lẽ anh nếm thử hương vị mỹ nữ số một hoàng thành rồi nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn, thế nên mới tới đây chấm mút một cô gái yếu đuối như tôi. Hiểu điệu quyến rũ thế này, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ vô cùng thích thú, tất nhiên Lý Trạch Vũ cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, hắn cười hả hả nói, mặc dù tôi đây rất phong lưu nhưng tuyệt đối không phải kẻ hạ lưu, chuyện hiếp trước giết sau kiểu này thì tôi không làm được. Nếu đã lựa chọn giết cô, tôi sẽ không ngủ với cô. Ai cũng nói đại thiếu gia nhà họ Lý chỉ biết ăn chơi phá phách, xem ra chỉ toàn là tin vịt thôi nhỉ. Trong mắt Tề Tiên Nhi lộ ra sát khí, cô ta khinh miệt nói, còn dám nói muốn giết tôi. Sợ là Lý thiếu gia chơi đàn bà. Nhiều đến mức ngu đi rồi. Nếu Lý Trạch Vũ có thể lẻn vào nơi này thì chứng tỏ hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ, thế nhưng cô ta vẫn không hề sợ hãi. Dẫu sao nơi này cũng chính là sân nhà cô tan cô không tin. Có ngu mới tin. Cô không tin thì tôi sẽ khiến cho cô tin nổ. Vừa nói hết câu, Lý Trạch Vũ đứng trên lầu đã tung người một cái, vững vàng đáp xuống trước mặt Tề Tiên Nhi. Tiểu mỹ nhân, nếu như cô còn không chịu ra tay, chờ lát nữa sẽ không có cơ hội làm gì đâu. Khắp chốn Tây Phương có tứ đế bát phương thập nhị tướng, người người đều là vương giả siêu cấp chân áp một phương. Gióc, sát thần. Ngoại trừ tứ đế bát phương thập nhị tướng ra, anh ta không hề kiêng kỵ một ai. Không có một ai. Gióc đã hoàn thành qua 9 nhiệm vụ giết người cấp SSS, nhiệm vụ cấp bậc khác thì lại không đếm xuể, mà từ khi anh ta xuất hiện tới nay chỉ thua trận duy nhất một lần. Đó chính là thua dưới tay Lý Trạch Vũ. Chỉ có điều bí mật này không mấy người biết. Cho nên trên bảng sát thủ anh ta vẫn là một sát thần hoàn mỹ. Thành viên thập tuyệt môn đều là sát thủ hàng đầu, đáng tiếc tối nay bọn họ đụng phải vị tổ sư này. Làm sao mày có thể đoán được vị trí ẩn núp của bọn tao? Một thành viên thập tuyệt môn nhìn 6-7 tên đồng bọn ngã xuống bên người, sau đó là rót với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ầm, đáp lại gã là một viên đạn lạnh như băng. Rót không ở lại đó quá lâu. Người anh ta chợt lóe rồi lần nữa biến mất trong đêm đen. Trò chơi mèo vờn chuột vẫn chưa kết thúc, anh ta cần phải tiếp tục bắt con mồi. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự, mặt Tê Tiên Nhi đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Trước 20 tuổi mà thực lực có thể đạt tới tiểu thừa, trước 30 tuổi có thể bước vào đại thừa, thì người đó chính là thiên tài võ đạo. Trước đây không lâu, thực lực cô ta đã lên được tới đại thừa, mà năm nay cô ta cũng chỉ mới 28 tuổi. Mà thời khắc này, đối mặt Lý Trạch Vũ, ngay cả dũng khí để đánh một trận mà cô ta cũng không có. Chẳng lẽ thực lực người này còn mạnh hơn cô ta? Chuyện này là không thể nào. Mới hơn 20 tuổi mà đã là cao thủ tông sư, từ xưa tới nay chưa có ai làm được như thế. Thí dụ như thủy tổ đạt ma của Thiền Lâm Tự, hoặc là tổ sư khai phái của đạo môn Trương Chân Nhân, cả hai người đều là thiên tài võ đạo xưa nay chưa từng có, nhưng cũng phải đến khoảng 40 tuổi họ mới tiến vào tông sư. Người trước mặt cô ta chẳng qua chỉ là một tên con nhà giàu đầy tiếng xấu, làm sao có thể là cao thủ tông sư được chứ? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Cô không ra tay, vậy tôi sẽ ra tay ngay đấy nhé. Lý Trạch Vũ vui vẻ cười nói. Chân mày Tề Tiên Nhi nhíu chặt thành một chữ xuyên, đột nhiên, cô ta bắt đầu chuyển động, ra thế tấn công về phía Lý Trạch Vũ. Tốc độ nhanh như chớp. Khoảng cách giữa hai người chừng 10 bước chân. Nhưng trong chớp mắt bóng người Tề Tiên Nhi đã xuất hiện ở trước mặt Lý Trạch Vũ. Bốp! Chỉ thấy ống tay áo cô ta bay lên, năm ngón tay hóa thành bàn tay như dây leo, chợt bổ về phía cổ họng Lý Trạch Vũ. Vừa ra tay đã sử dụng chiêu chí mạng. Quả nhiên là ảo giác. Sự lo âu trong lòng Tề Tiên Nhi biến mất, nhưng mà một giây sau. Xoạt! Chỉ nghe một tiếng gió chói tai nổi lên, Lý Trạch Vũ vốn vẫn còn ở trước mặt cô ta đột nhiên biến mất. Người đâu? Tề Tiên Nhi trợn to mắt, có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Thật là một cô bé ngây thơ, trong tình huống này thì đối thủ sẽ chuyển tới sau lưng của cô thôi mày.
giọng nói quen thuộc vang lên. Lách cách, Tề Tiên Nhi không hổ danh là cao thủ đại thừa, phản ứng mau lẹ vô cùng. Cô ta không hề nghĩ ngợi mà dùng bàn tay quét thật mạnh ra phía sau lưng. Vào, bàn tay lại rơi vào khoảng không lần nữa. Khi Tề Tiên Nhi xoay người lại, cô ta vẫn không thể thấy Lý Trạch Vũ. Gặp quỷ, Tề Tiên Nhi trố mắt nghẹn họng. Cô ta có thể chắc chắn 100%, với khả năng của mình, cho dù có đụng phải cao thủ tông sư thì cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà bây giờ, đừng nói tới chạm được vạt áo Lý Trạch Vũ, ngay cả bóng dáng của đối phương mà cô ta cũng bắt không được. Chẳng lẽ là võ thánh? Vậy thì càng không thể. Bị đả kích đến như vậy, Tề Tiên Nhi cảm thấy suy nghĩ của mình quả thực hoang đường. Cô ta tình nguyện tin tưởng ngày mai sẽ là ngày tận thế, nhưng cũng không muốn tin có người mới 20 nhiều tuổi đã có thể đột phá tới võ thánh. Quả thực quá hoang đường. Chậm, đúng là quá chậm. Giọng nói giễu cợt lại vang lên lần nữa. Tề Tiên Nhi dương mắt nhìn lên, phát hiện Lý Trạch Vũ lại trở về đứng trên lầu. Không, đây không phải là thật, cô ta nhất định là đang nằm mơ. Anh là ai? Anh tuyệt đối không phải cái tên con nhà giàu kia, có phải anh đã nguyền rủa gì tôi hay không? Tề Tiên Nhi hỏi liên tiếp mấy câu, hình như đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Bốp, tiếng võ lanh lảnh vang lên. Tề Tiên Nhi chỉ cảm thấy mông mình bắt đầu nóng lên hừng hực, thậm chí không nhịn được mà phải xoa xoa. Chờ một chút, ai đánh mình? Tề Tiên Nhi cố bình tĩnh lại, chỉ thấy Lý Trạch Vũ trên lầu lại biến mất, mà người mới vừa đánh mình lại chính là tên khốn đói. A, à, bà đây liều mạng với anh. Tề Tiên Nhi nổi điên. Mặc dù bề ngoài cô ta nhìn rất dâm đãng nhưng thật ra trong nội tâm vẫn là một cô gái khá bảo thủ. Hơn 20 năm qua, thân thể cô ta chưa từng bị đàn ông đụng chạm vào, Lý Trạch Vũ là người đầu tiên. Làm sao có thể không tức giận? Bộp! Lần này Lý Trạch Vũ không trêu đùa Tề Tiên Nhi nữa mà vững vàng bắt lấy hai cổ tay đối phương. CMN, cô bé này đủ đẹp đủ cay đủ cứng cáp đấy nhỉ? Trong lúc nói chuyện, Lý Trạch Vũ không khỏi liếm liếm đầu lưỡi. Khốn kiếp! Tề Tiên Nhi vừa xấu hổ vừa giận dữ, như cô ta căn bản không tránh thoát nổi cổ tay đối phương. Ha ha! Lý Trạch Vũ cúi đầu nhích tới gần cô ta, thật là thơm quá đi. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gần trong gang tấc, thậm chí Tề Tiên Nhi còn cảm nhận được tiếng hít thở của đối phương, cô ta lập tức hoảng loạn, cái đồ khốn háo sắc, anh đã nói sẽ không đụng đến thân thể tôi mài. Khu! Lý Trạch Vũ nhớ tới mấy lời ngông cuồng mình nói lúc trước. Nào là phong lưu không hạ lưu, sẽ không hiếp trước giết sau. Nếu anh giết tôi, thì tương đương với chuyện đối nghịch cùng vô số nhà quyền quý, đến lúc đó anh cũng đừng hòng sống. Nếu như anh đồng ý thả tôi ra, chuyện lớn như có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, sau này thập tuyệt môn chúng tôi sẽ là người bạn trung thành nhất của NHTL. Anh tự cân nhắc rõ ràng đi. Tề Tiên Nhi thấy Lý Trạch Vũ sửng sốt, không khỏi mở miệng uy hiếp dụ rõ. Người bạn trung thành nhất. Vậy nếu như tôi có nhu cầu, cô nhất định sẽ không từ chối đúng không? Ánh mắt Lý Trạch Vũ lóe lên ánh sáng. Tề Tiên Nhi thấy hắn có vẻ như sắp bị mình thuyết phục, vì vậy cô ta càng ra sức hùa theo, không sai, chỉ cần chúng ta trở thành bạn, tôi có thể dùng quân át chủ bài trong tay để khiến cho địa vị nhà họ Lý các anh trở nên không thể dung chuyển. Không không không, cô hiểu sai ý tôi rồi. Khóe miệng Lý Trạch Vũ nâng lên thành một cười quỷ quyệt, hắn nói. Ý tôi là nếu mọi người trở thành bạn, vật thì nên thẳng thắn với nhau, cô biết tôi dài ngắn, tôi biết cô sâu cạn, như vậy mới có thể trở thành người bạn trung thành nhất, tôi nói rất hợp lý đúng không? Không thành vấn đề, tôi có thể nói hết bí mật của thập tuyệt môn cho anh, bao gồm có những nhà quyền quý hợp tác cùng chúng tôi. Nói đến đây, Tề Tiên Nhi bỗng im miệng, chỉ vì ngay khoảnh khắc này cô ta chợt hiểu ra. Thẳng thắn với nhau, anh biết tôi biết anh, hay cho một tên khốn háo sắc. Nếu như không phải đang không thể động đậy, Tề Tiên Nhi thật sự muốn dùng cửu M bạch cốt chảo để cào chết cái đồ vô liêm sỉ trước mặt mình. Cô suy nghĩ một chút đi, nếu như cô đồng ý thì tôi sẽ bỏ qua cho cô, sau này mọi người sẽ là bạn. Lý Trạch Vũ cười ha hả nói. Đột nhiên hắn cảm thấy việc đùa giỡn với thủ lĩnh thập tuyệt môn này là một chuyện vô cùng thú vị. Phụ nữ có dã man một chút cũng không sao, chăm sóc dạy bảo lại là được. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Tề Tiên Nhi trợn mắt nhìn thẳng vào Lý Trạch Vũ, dáng vẻ muốn giết cứ giết, muốn làm gì cũng được. Tôi làm nhục cô lúc nào? Tôi không có mà. Hay là bây giờ tôi làm nhục một chút nhé? Khi thấy trêu chọc cũng đủ rồi,
Lý Trạch Vũ mới gật đầu cười nói, tôi vốn định tha cho cô một mạng, nhưng nếu cô đã một lòng muốn chết, vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng làm theo ý cô vậy. Tề Tiên Nhi nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt. Cô ta đã không còn lời nào để nói với cái tên dâm tặc háo sắc trước mắt này nữa. Theo bước chân của Lý Trạch Vũ dần dần tới gần, hô hấp của Tề Tiên Nhi cũng trở nên cực kỳ gấp gáp, con người giãn ra, rõ ràng có một nỗi sợ hãi khó tả đối với cái chết sắp đến. Dám bất kính với thánh nữ, người trẻ tuổi, cậu muốn chết như thế nào? Bỗng nhiên, một giọng già nua vang lên, Trần Lão. Tề Tiên Nhi vốn mặt xám như cho tàn đột nhiên vui mừng khôn xiết, thậm chí có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Két! Cánh cửa lớn của biệt thự mở ra, bên ngoài có tiếng súng đứt quãng truyền đến. Tề Tiên Nhi không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này tất cả lực chú ý của cô ta đều đổ dồn vào trên người ông lão đang tập tễnh đi tới. Lão già này cứu giá chậm trễ, mong thánh nữ thứ tội. Ông lão chắp tay. Tề Tiên Nhi thở phào nhẹ nhõm và nói, Trần Lão đến đúng. Lúc lắm, nhưng nếu muộn một chút thì... Cô ta không nói thêm gì nữa, nhưng hẳn là Trần Lão có thể hiểu được ý của cô ta. Người trẻ tuổi, cậu đã nghĩ xong sẽ chết như thế nào chưa? Ánh mắt ông lão giống như bọ cạp, trên người tỏa ra sát ý khiến người ta sợ hãi. Xoạch! Lý Trạch Vũ không trả lời ngay, mà không nhanh không chậm châm một điếu thuốc, nặng nề rít một hơi rồi nói, trên đời này tôi ghét những kẻ dám giả ngầu trước mặt mình nhất, dù hôm nay Phật Tổ Như Lai có đích thân tới đây thì ông cũng đừng mơ được thấy mặt trời ngày mai. Không biết xấu hổ. Tề Tiên Nhi nhìn Lý Trạch Vũ với vẻ mặt như đang nói anh chờ chết đi và châm chọc, sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, lát nữa anh sẽ phải hối hận. Cô ta nói xong lại nhìn ông lão, Trần Lão, làm phiền ông tạm thời tha cho tên khốn kia một mạng, tôi phải xả cơn giận này trước đã. Thánh nữ đã dặn dò, lão già không dám không nghe. Ông lão vừa dứt lời đã biến mất, chỉ để lại một vòng hư ảnh tại chỗ. Một giây sau, Tề Tiên Nhi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy ông lão đã xuất hiện trên gác mái, hung hăng đấm một cú về phía Lý Trạch Vũ. Một trận gió dữ dội cuốn đến, bởi vậy có thể nhìn ra cú đấm này mạnh đến mức nào. Quỳnh! Âm ầm! Sức mạnh khổng lồ đã phá vỡ một cây cột trống. A! À, ngay sau đó, một bóng người bay ngược ra sau. Phụt! Tiếng nôn ra máu vang lên. Mảnh gỗ vụn dần dần tản ra, khi Tề Tiên Nhi nhìn thấy kết quả. Cả người ngây ra như phỗng. Ông lão, cho ông giả ngầu này. Oanh, oanh. Còn giả ngầu nữa không? Người bay rớt ra ngoài không phải Lý Trạch Vũ, mà là ông lão ra sân chưa được bao lâu kia. Kính dạ yêu trẻ à? Không hề có chuyện đó. Đối với Lý Trạch Vũ mà nói, chỉ cần là người dám đối nghịch với hắn, không quan trọng là nam hay nữ, là già hay trẻ, cứ quất chết luôn. Dừng tay, dừng tay. Tề Tiên Nhi liều mạng vội vàng chạy lên gác mái, dứt khoát chắn ở trước mặt ông lão. Lúc này Lý Trạch Vũ mới ngừng quyền đấm cước đá, lạnh lùng cười nói, nào, tôi cho cô thời gian gọi người tới, gọi tất cả những người mà cô cho rằng có thể đối phó với tôi tới đây, hôm nay ông đây sẽ cho cô biết cái gì gọi là vô địch thiên hạ thực sự. Giọng nói không lớn, nhưng lại vô cùng bá đạo. Tề Tiên Nhi cảm nhận được ý chí chiến đấu kinh khủng của đối phương, trong lòng không khỏi cảm thấy kính nể. Người trẻ tuổi, sao cậu có thể mạnh đến vậy? Ông lão vừa mới dứt lời, đồng tử dần giãn ra, sau đó. Không có sau đó nữa. Trần Lão. Trong mắt Tề Tiên Nhi tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lúc trước cô ta vẫn cho rằng Lý Trạch Vũ chỉ có công pháp hơi đặc biệt, thực lực hết cỡ của hắn cũng chỉ đến đại thừa. Thôi, nhưng bây giờ. Mặc dù thực lực của ông lão chỉ là tông sư sơ kỳ nhưng cũng là một cường giả tông sư thực thụ. Thế mà lại bị một đòn tấn công của Lý Trạch Vũ giết chết. Đây thật sự không phải là ảo giác sao? Hổ nữ, cô có chắc là không còn ai tới đây nữa không? Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc, tiếp tục trêu chọc. Đại đương gia. Đúng lúc này, Dốc dính đầy máu tươi trên người đi tới. Dáng vẻ trông khá đáng sợ, nhưng số máu kia đều là của thành viên thập tuyệt môn, bản thân anh ta chỉ hao phí không ít sức lực, nhưng không hề bị thương một góc nào. Thần sát thủ. Danh bất hư truyền. Giải quyết sạch sẽ chưa? Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng hỏi một câu. Dốc nhún vai nói, 58 người, không còn ai thở được nữa. Tề Tiên Nhi cũng không ngốc, trái lại còn vô cùng thông minh. Từ cuộc trò chuyện giữa Lý Trạch Vũ và Dốc, liên tưởng với tiếng súng đứt quãng vừa mới nghe được, trong nháy mắt đã kết luận đàn em của mình đều đã chết hết.
lúc này hoàn toàn không có từ ngữ nào để miêu tả sự chấn động trong lòng cô ta. Trong thoáng chốc, cô ta phát hiện đêm nay mình đã bàng hoàng số lần, còn nhiều hơn so với hơn 20 năm cô ta sống cộng lại. Ngây người, cô ta đã hoàn toàn ngơ ngác, hức. Tề Tiên Nhi còn đang ngạc nhiên đến ngây người, đột nhiên phát hiện cổ của mình bị người bóp chặt. Lý Trạch Vũ nâng cô ta lên cao như một con gà con, nói, tôi không thích giết phụ nữ, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không giết, người đẹp, nhớ kỹ kiếp sau đừng. Hắn còn chưa dứt lời đã khẽ giật mình. Hắn chợt thấy Tề Tiên Nhi giãy giụa hơi lộ ra phần xương quai xanh, mà chỗ bên trái lại có một dấu ấn hoa mai thấp thoáng ở đó. Lý Trạch Vũ lập tức buông cô ta xuống, sau đó nhìn từ trên cao xuống, nói, tại sao trên người cô lại có dấu ấn hoa mai? Mau nói cho tôi bị. Hắn có thể khẳng định dấu ấn này không phải là bẩm sinh, mà là hình xăm. Sở dĩ hẳn lại kích động như thế, đó là bởi vì trên vai trái mẹ hắn cũng có dấu ấn hoa mai giống y như đúc. Học, học, Tề Tiên Nhi há to miệng lấy không khí để hô hấp. Mau nói cho tôi biết. Ánh mắt Lý Trạch Vũ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hẳn gầm lên một tiếng. Tề Tiên Nhi giật nảy mình, lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên nói, đây là dấu ấn đặc biệt của Vu giáo chúng tôi. Vu giáo ư? Đây là thế lực gì mà Lý Trạch Vũ chưa từng nghe tới, hắn đang tính mở miệng hỏi thăm thì. A, à, Tề Tiên Nhi đột nhiên che ngực, trông có vẻ vô cùng đau đớn. Lý Trạch Vũ đánh giá đối phương một chút, không phải giả vờ, thế là hắn ngồi xổm xuống bắt mạch cho cô ta. Trong cơ thể cô có cổ trùng à? Trần lão đến đây là để mang thuốc giải cho tôi. Chắc chắn trên người ông ta có thuốc giải, lấy giúp tôi. Vẻ mặt Tề Tiên Nhi đầy vẻ đau đớn, nói chuyện thôi cũng phí sức. Lúc này Lý Trạch Vũ đi tới tìm tòi trên người ông lão, quả thật trong người ông ta có một cái bình ngọc nhỏ, nhưng vừa rồi khi hắn tung một chưởng vỗ chết đối phương, lại trùng hợp khiến cả bình ngọc cùng vỡ vụn. Tề Tiên Nhi nhìn thấy cảnh này, cả khuôn mặt đều xám như cho tàn. Bởi vì không có thuốc giải, trong vòng 3 tiếng cô ta chắc chắn sẽ phải chết. Đại đương gia, có cần đưa cô ta đi bệnh viện hay không? Dóc ngượng ngùng dò hỏi. Lý Trạch Vũ quả quyết lách đầu từ chối, bởi vì thiết bị chữa bệnh tân tiến nhất trên thế giới cũng không kiểm tra ra được sự tồn tại của cổ trùng, càng đừng nói đến chuyện có thể trị liệu. Cậu đi tập hợp với sói đen đi, sau đó lái máy bay trực thăng đến đây. Vâng. Sói đen không dám trì hoãn, lập tức khởi hành rời đi. Mà lúc này, Tề Tiên Nhi đã đau đến mức nằm dạp trên mặt đất, cả người cũng dần dần mất đi ý thức. Lý Trạch Vũ ôm cô ta vào trong ngực, cúi đầu cười một tiếng. Nhớ kỹ, về sau cái mạng này của cô sẽ là của ông đây. Sơn Trang Nguyệt Lạc. Trong biệt thự trống rỗng, Trần Thanh Giao đi bệnh viện chăm sóc Trần Khánh An, về phần Trần Thanh Tuyết. Lúc này Lý Trạch Vũ mới nhớ tới mình đã đồng ý với người phụ nữ kia là phải cùng cô ấy tham gia tiệc thương nghiệp tối nay. Hắn lập tức ôm Tề Tiên Nhi vào phòng của mình, nhẹ nhàng đặt người lên giường, sau đó lấy bao kim từ trong tủ ra. Xoạt xoạt. Hai tay lần lượt rút ra 6 cây ngân châm và 6 cây kim châm. Vù vù vù. 12 cây châm lần lượt đâm vào các huyệt vị khác. Nhau. Tề Tiên Nhi khế AHH một tiếng, mồ hôi đầm đìa, có thể nhìn ra vẫn vô cùng đau đớn như cũ. Tôi biết cô có thể nghe thấy, cho nên cô phải nghe kỹ cho tôi. Lý Trạch Vũ hắng giọng một cái, nói, tiếp theo, tôi sẽ cởi quần áo của cô, bởi vì tôi phải dùng khí kình để bức cổ trùng trong cơ thể cô đi ra. Ông đây làm như vậy tuyệt đối không phải vì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu nhé. Dừng một lát, hắn cười hì hì nói, mà cho dù bây giờ cô có thể động đậy, nếu tôi muốn làm gì đó với cô thì cô cũng không phản kháng được. Tề Tiên Nhi đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nửa mê, những gì Lý Trạch Vũ nói rơi vào trong tai cô ta không sót một chữ, cô ta bèn nhíu mày theo bản năng. Xoạt xoạt, tổ kinh nghiệm cởi quần áo cho phụ nữ của Lý Trạch Vũ vô cùng lão luyện. Thoáng cái là Tề Tiên Nhi đã không còn mảnh vải che thân. Cơ thể trắng nõn tuyệt đẹp, đường cong hoàn mỹ, chỗ nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. Mặc dù định lực của Lý Trạch Vũ cực mạnh nhưng hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, trong lòng lập tức có hơi mất kiểm soát. Khuôn mặt Tề Tiên Nhi lặng lẽ ửng đỏ, rồi lan thẳng đến bên tai. Nếu như cô ta có thể tỉnh táo lại thì hẳn đã tìm một cái lỗ để chui xuống rồi. Lý Trạch Vũ ổn định lại tinh thần, lập tức áp lòng bàn tay. Phải lên lưng Tề Tiên Nhi, còn lòng bàn tay trái thì đặt chỗ trái tim cô ta. Đột nhiên, Tề Tiên Nhi cảm giác có một dòng nước ấm áp xâm nhập vào cơ thể mình ở hai nơi tiếp xúc.
tê tê dại dại, không khỏi làm dịu cơn đau của cô ta một chút. Tốt nhất là cô đừng chống cự khí kình trong cơ thể, nếu không, tôi lỡ tay phá vỡ kỳ kinh bát mạch của cô, đến lúc đó cô sẽ biến thành một phế vật đấy. Lý Trạch Vũ tốt bụng nhắc nhở. Tê Tiên Nhi không thể nói được nên chỉ có thể dùng ý thức khống chế cơ thể mình không phản kháng lại hắn. Chẳng mấy chốc, thời gian một chén trà đã trôi qua. Khuôn mặt vốn tái nhợt của Tê Tiên Nhi dần dần có khí sắc, đau đớn trên người cũng chậm chậm biến mất. Vù vù. Thấy thời gian đã tạm ổn, lúc này Lý Trạch Vũ nhanh nhẹn rút 12 cây ngân châm ra rồi lập tức nằm tay phải Tê Tiên Nhi, dùng ngân châm đâm một cái ở phía trên, máu tươi đen nhánh tức thì chảy ra. Hắn không dám chậm trễ, lại lập tức dùng một tay nắm lấy cổ tay Tê Tiên Nhi, tay kia vận khí kình lần nữa áp vào sau lưng cô ta. Quỳnh! Một con cổ trùng giống như ruồi ra người chui ra từ đầu ngón tay Tề Tiên Nhi. Lý Trạch Vũ tay mắt lanh lẹ, dùng một cây ngân châm đâm thẳng vào con cổ trùng, rồi lập tức rút nó ra. Việc lớn đã thành. Khách sạn Khải Á, tầng 12. Tiệc tối thương nghiệp Tuyên Thành đang diễn ra hừng hực khí thế. Các vị khách châu đầu ghé tai, hầu hết mọi người đều đang nghiên cứu thảo luận về con đường kinh doanh của nhau, thuận tiện thử một chút xem có thể hợp tác với công ty của đối phương hay không. Tuy nhiên cũng có một số người cố ý dẫn con cái mình đến, xem có đối tượng thông gia phù hợp nào hay không. Trần Thanh Tuyết không muốn quá nổi bật, yên lặng ngồi trong một góc. Nhưng không như mong muốn của cô ấy. Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, lại thêm trước đây. Không lâu khoa học kỹ thuật Vân Dương đã đánh bại tập đoàn số 1 Giang Đông trên thị trường chứng khoán, giá trị thị trường tăng gấp đôi, trở thành xí nghiệp lớn nhất Tuyên Thành. Với hai điểm này, cho dù Trần Thanh Tuyết có trốn vào một góc hẻo lánh nào đó thì cũng đã được định sẵn sẽ trở thành tiêu điểm. Tổng Giám đốc Trần, một chàng trai trẻ tuổi giơ ly sâm panh trong tay đi tới. Trần Thanh Tuyết chỉ lễ phép gật đầu. Người đàn ông cảm nhận được đối phương không muốn phản ứng lại mình nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Lúc này, sảnh lớn vang lên tiếng nhạc violin, ánh đèn dịu nhẹ cũng sáng lên. Tổng Giám đốc Trần, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Người đàn ông ra vẻ thân sĩ dò hỏi. Trần Thanh Tuyết khế lắc đầu, uyển chuyển từ chối, xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe. Sắc mặt người đàn ông hơi thay đổi, dường như anh ta muốn nói thêm gì đó. Anh Lục, Tổng Giám đốc Trần đã nói thân thể không được thoải mái rồi, anh không nên quấy rầy người ta thì hơn. Lạc Trường Thanh đột nhiên xuất hiện. Mặc dù người đàn ông không cam lòng, nhưng vẫn quay người rời đi. Lạc Trường Thanh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Thanh Tuyết. Lên tiếng hỏi, Thanh Tuyết, sức khỏe của ông nội Trần đã tốt hơn chưa? Trần Thanh Tuyết lịch sự gật đầu, ông nội tôi đang khôi phục không tệ, mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Vậy thì tốt. Trên mặt Lạc Trường Thanh treo một nụ cười thân thiết, thành chủ Tân ở bên kia, hay là chúng ta cùng nhau qua đó chào hỏi nhé? Bởi vì thành chủ Tuyên Thành đột nhiên phát bệnh qua đời nên vị trí này đã trống hơn nửa tháng, cho tới hiện tại thì đều do phó thành chủ Tống Minh Cao đại diện xử lý chuyện lớn nhỏ. Mà mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, năng lực và danh tiếng của Tống Minh Cao cũng không tệ, 8-9 phần 10 sẽ chính thức nhậm chức thành chủ. Vậy nên khi Trần Thanh Tuyết nghe thấy ba chữ thành chủ Tần, cô không khỏi sững sờ. Là như vậy, hôm nay thành chủ Tân vừa bị điều tới để tạm đảm nhiệm đại diện thành chủ. Nói đến đây, Lạc Trường Thanh thấp giọng rồi nói tiếp, tôi tiết lộ cho cô một tin tức ngầm, thành chủ Tần đến từ nhà họ Tần ở Hoàng Thành, chức thành chủ là chuyện ván đã đóng thuyền. Những xí nghiệp ở Tuyên Thành như chúng ta vẫn phải cần giữ gìn mối quan hệ. Trần Thanh Tuyết khế gật đầu, lập tức đứng dậy cùng Lạc Trường Thanh đi tới chỗ người đàn ông đang bị các ông trùm giới kinh doanh vây quanh. Người này chừng ngoài 30, dáng dấp tuấn tú, cho người ta một loại cảm giác ôn tồn lễ độ. Gã là Tân Hạo Nhiên, là người đứng đầu đời thứ ba của nhà họ Tần ở Hoàng Thành, cũng là một ngôi sao mới chói mắt nhất trong giới chính trị, sắp trở thành thành chủ trẻ tuổi. Nhất nước Hạ từ trước tới nay. Xin chào ngài, thành chủ Tân, tôi là Lạc Trường Thanh đến từ tập đoàn Hoài Nghiệp. Ngài Lạc đây đúng là tuổi trẻ tài cao. Tân Hạo Nhiên chỉ tùy ý khách sáo một câu, ánh mắt của gã vẫn luôn đặt ở trên người Trần Thanh Tuyết. Lạc Trường Thanh khế chau mày. Cùng là đàn ông, đương nhiên anh ta lo lắng Tân Hạo Nhiên có ý đồ với Trần Thanh Tuyết. Chắc hẳn vị này là Tổng Giám đốc Trần của Khoa học Kỹ thuật Vân Dương nhỉ. Tân Hạo Nhiên chủ động nâng ly sâm panh lên, trước khi đến Tuyên Thành, tôi đã nghe nói Tổng Giám đốc Trần là người đẹp số một của Giang Đông chúng ta, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, chén rượu này tôi kính cô.
Nói xong gã uống một hơi cạn sạch rượu trong ly sâm panh. Có thể khiến thành chủ tương lai tự mình mời rượu, đổi thành người bình thường thì chắc chắn sẽ lo sợ vì được ưu ái. Nhưng mà Trần Thanh Tuyết không kiêu ngạo không tự ti, nhẹ nhàng nhấp một ngụm sâm panh, cảm ơn thành chủ Tân đã ca ngợi, nhưng tử lượng của tôi không được tốt lắm, mong thành chủ Tân thông cảm. Tân Hạo Nhiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt gã lập tức trầm xuống. Gã tự mình mời rượu, hơn nữa còn uống một hơi cạn sạch, nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thế này rõ ràng khiến gã không xuống đài được. Tổng Giám Đốc Trần, ngài thành chủ đã uống xong rồi mà cô mới nhấp một ngụm, sợ là không thích hợp nhỉ. Thư ký bên cạnh Tân Hạo Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đoán được tâm tư của sếp mình. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Trần mau uống hết đi. Một ly sâm panh mà thôi, không có gì đáng ngại. Vì để lấy lòng Tân Hạo Nhiên, mấy ông lớn trong giới kinh doanh lần lượt mở miệng thuyết phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói bá đạo từ xa xa truyền đến. Thanh Tuyết đã không muốn uống, ông đây muốn xem ai dám ép cô ấy uống. Dưới ánh mắt của mọi người, một thanh niên vênh váo hung hăng bước đến, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Thanh Tuyết đã không muốn uống, ông đây muốn xem ai dám ép cô ấy uống. Một câu ngắn ngủi sao mà bá đạo thết, vốn dĩ Trần Thanh Tuyết có chút e ngại, nhưng khi nhìn thấy người đến là ai, cô lập tức cảm thấy có một cảm giác an toàn không thể giải thích được. Ánh mắt của các vị khách đều giật mình, cũng có bội phục, nhưng nhiều hơn vẫn là mỉa mai. Tần Hạo Nhiên là ai? Ngôi sao mới sáng nhất trong lĩnh vực chính trị của nước Hạ, người nối nghiệp tương lai của nhà họ Tần ở Hoàng Thành. Thằng nhóc này lại dám dõng dạc nói thế trước mặt người A, quả thực là không biết sống chết. Lý Thiếu, Lý Thiếu. Tuy nhiên, cũng có một số người có địa vị tương đối cao nhận ra thân phận của người vừa đến. Lý Trạch Vũ, Thái tử gia hào môn số 1. Người ta có năng lực nói lời này, càng có thực lực để khiêu chiến Tần Hạo Nhiên. Nhưng mà, bữa tiệc đêm nay là sân nhà của Tần Hạo Nhiên, dù sao người ta cũng là thành chủ tương lai của Tuyên Thành, bọn họ vẫn không quá xem trọng việc Lý Trạch Vũ có thể chiếm được lợi lộc gì. Lạc Trường Thanh hơi ngạc nhiên, có vẻ như anh ta không ngờ một bảo vệ trong mắt mình lại có khí thế lớn như vậy, khi anh ta đang định mở miệng. Cút sang một bên, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày. Vật tương vong phách lối hét lên. Lạc Trường Thanh sầm mặt lại, bỗng cao giọng hỏi, cậu nói cái gì? Phút, cậu Phú Quý ra tay trước, chỉ dùng một tay túm lấy Lạc Trường Thanh, sau đó bỗng nhiên ném anh ta văng ra ngoài mấy mét. Dầm, Lạc Trường Thanh rơi mạnh xuống một bàn tiệc, đột nhiên ngất xỉu. Lạch cạch, Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, vật tương vong ngầm hiểu châm lửa cho hắn. Tần Hạo Nhiên vốn đang hăng hái, giờ phút này lại căng thẳng ra mặt. Hai người đều là thái tử gia hào môn số 1 Hoàng Thành nhưng cả hai đi theo con đường hoàn toàn khác nhau. Lý Trạch Vũ thích trăng hoa uống rượu, ngợp trong vàng son, là một thiếu gia ăn chơi đầy dãy tiếng xấu. Mà Tần Hạo Nhiên thì lại khác, gã đi theo con đường nghiêm chỉnh, đồng thời cũng là người nổi bật của đời thứ ba nhà họ Tần, có khả năng sẽ tiếp quản nhà họ Tần trong tương lai. Có thể nói hai người như vậy sẽ không có bất kỳ giao thiệp nào, thế nhưng lại bởi vì một người phụ nữ. Diệp Khuynh Thành. Người phụ nữ này là nữ thần trong mộng của tất cả chàng trai quyền quý ở Hoàng Thành, đương nhiên Tân Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ. Kể từ khi nhìn thấy Diệp Khuynh Thành lần đầu tiên, gã đã yêu người phụ nữ này không cách nào tự kiềm chế. Đáng tiếc vì đại kế gia tộc nên gã phải tự tay đưa người phụ nữ mình yêu. Lý Trạch Vũ, nơi này không chào đón cậu, xin hãy lập tức rời đi. Tần Hạo Nhiên lạnh như băng mở miệng. Cho dù lòng dạ thâm sâu lại ẩn nhẫn thế nào, khi đối mặt với Lý Trạch Vũ, kẻ đã nhúng chàm người phụ nữ của mình, gã phát hiện mình thật sự không có cách nào bình tĩnh được. Con mẹ nó, mày nói cái gì? Cậu Phú Quý trợn mắt nhìn thẳng Tân Hạo Nhiên, có vẻ như chỉ cần Lý Trạch Vũ ra lệnh một tiếng, hắn sẽ không ngần ngại tiến lên cho người kế nhiệm tương lai của nhà họ Tân này vài cái bạt tai. Lý Trạch Vũ nhếch miệng lạnh lùng cười, tôi cứ đứng ở chỗ này đấy, để xem ai dám đuổi tôi đi. Vị tiên sinh này, tôi là Lưu Gia Thành, hội trưởng hội thương mại Tuyên Thành, ý của thành chủ Tần cũng là ý của tôi, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này. Một người đàn ông trung niên Âu phục phẳng phiu bước lên phía trước. Khoan đã! Đúng lúc này, Tống Minh Cao, phó thành chủ Tuyên Thành cũng đứng dậy, nói, hội trưởng Lưu, ngài Lý chính là khách quý của tôi. Ông có chắc là nhất định phải để khiến người này rời đi không? Cái gì? Lưu Gia Thành ngẩn người,
hiển nhiên ông ta cũng không ngờ chuyện Lý Trạch Vũ sẽ có dính líu quan hệ với Tống Minh Cao nên nhất thời không biết nên quyết định như thế nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Tân Hạo Nhiên. Ánh mắt Tân Hạo Nhiên âm u nói, đêm nay là tiệc tối giao lưu của giới kinh doanh Tuyên Thành, một người ngoài tới đây rõ ràng không thích hợp, chẳng lẽ một thành chủ Tuyên Thành như tôi mà còn không có quyền quyết định chuyện này hay sao? Lời này không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Lưu Gia Thành, Tân Hạo Nhiên gã mới là thành chủ, còn Tống Minh Cao chỉ là một phó thành chủ, ông ta nên lấy lòng ai cũng không cần gã phải dạy. Lưu Gia Thành ngầm hiểu trong nháy mắt, ông ta cho Tống Minh Cao ánh mắt xin lỗi, rồi lần nữa xua đuổi, ngài Lý, tôi thực sự xin lỗi, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này. Lúc này, Trần Thanh Tuyết im lặng hồi lâu chủ động kéo ống tay áo của Lý Trạch Vũ, thấp giọng nói, quên đi, chúng ta. Đi thôi, bữa tiệc tối này chẳng có gì thú vị cả. Lý Trạch Vũ mỉm cười với cô rồi nói, không cần lo lắng, cứ giao cho tôi xử lý. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Tân Hạo Nhiên, nếu như tôi nhớ không lầm, Tân Hạo Nhiên cậu chỉ là thành chủ đại diện của Tuyên Thành thôi, đúng không? Hai chữ đại diện trên đầu thành chủ Tần sẽ bị gỡ bỏ sớm thôi, chậm nhất không quá 3 ngày. Thư ký bên cạnh Tân Hạo Nhiên đắc ý mở miệng. Ha ha ha! Lý Trạch Vũ cười đầy ẩn ý. Cậu cam đoan với bên trên là sẽ thuyết phục gia tộc Pino đến Tuyên Thành đầu tư nên mới nắm chắc vị trí thành chủ như vậy, tôi nói có đúng không? Nghe hắn nói vậy, Tân Hạo Nhiên nheo mắt lại. Gã có thể được điều từ địa khu đến Tuyên Thành đảm nhiệm vị trí đại diện thành chủ, trong đó không thể thiếu được sự trợ giúp của nhà họ Tần. Nhưng quan trọng hơn là gã có thể kéo được gia tộc Pino, một trong 10 gia tộc tài phiệt hàng đầu toàn cầu đến Tuyên Thành đầu tư. Với công lao lớn như thế, đã đủ để cho gã nắm chặt được vị trí thành chủ Tuyên Thành. Thế nhưng mà, chỉ có người nhà họ Tân mới biết bí mật này, vậy tên này biết được từ đâu? Thật xin lỗi, tôi vừa nghe nói gia tộc Pino sẽ không tới Tuyên Thành đầu tư, đối phương có nói rõ là thành chủ Tống Minh Cao tài cao xuất chúng, năng lực lãnh đạo cũng cực mạnh, nếu để người này đảm nhiệm vị trí thành chủ Tuyên Thành thì có lẽ bọn họ sẽ thay đổi ý định. Lý Trạch Vũ hời hợt buông lời. Ánh mắt Tống Minh Cao đứng bên cạnh lóe sáng. Ha ha ha! Tần Hạo Nhiên khinh thường cười phá lên. Nếu như gia tộc Pino thật sự không đến Tuyên Thành đầu tư, vậy thì gã tuyệt đối sẽ là người đầu tiên được biết. Mà chuyện này chỉ đơn giản là không có khả năng. Bởi vì gã đã hứa hẹn với gia tộc Pino, một khi gã thượng vị thì sẽ cung cấp cho đối phương một chính sách phát triển mà bọn họ không thể từ chối. Mẹ nó, xem cậu cười vui vẻ chưa kìa? Lý Trạch Vũ nhếch miệng. Châm chọc, hy vọng lát nữa cậu đừng có khóc. Vừa dứt lời, cạch, cánh cửa phòng tiệc bị người đẩy ra. Chỉ thấy một ông già da trắng bước vào đầu tiên, đi theo sau là hơn chục trợ lý. Vị kia là, tộc trưởng gia tộc Pino, thát tất cả các ông trùm giới kinh doanh có mặt ở đây đều nhận ra thân phận của người đến, thoáng chốc cả đám sợ hãi. Không thôi, Tần Hạo Nhiên giật mình, rõ ràng cũng không ngờ Thát Chơ lại đích thân đến Tuyên Thành. Ngài Thát Chơ, hoan nghênh. Tần Hạo Hiên tỉnh táo lại, ngay lập tức dẫn trợ lý đến nghênh đón. Nhưng mà Thát Chơ không để ý tới gã mà bước nhanh tới trước mặt Lý Trạch Vũ, khom người 90 độ, đại đương ra, sau khi nhận được chỉ thị của ngài tôi đã lập tức đến ngay, hy vọng không làm chậm trễ chuyện lớn của ngài. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ mắt của bọn họ hỏng rồi? Cằm của các vị khách suýt nữa rơi xuống đất. Trần Thanh Tuyết cũng che miệng, si ngốc nhìn sang Lý Trạch Vũ. Đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Bởi vì cô thực sự không thể hiểu được tại sao Thát Chơ lại cung kính với người này như thế. Cho dù Lý Trạch Vũ là thái tử của gia tộc hào môn số 1 nhưng quyền thế của hắn cũng chỉ giới hạn trong nước Hạ mà thôi. Gia tộc Pino thì khác. Đây chính là một trong 10 gia tộc tài phiệt hàng đầu thế giới và có tầm ảnh hưởng nhất định ở bất kỳ quốc gia nào. Mà Thát Chơ... với tư cách là tộc trưởng cao quý lại khom người nói chuyện với một thiếu gia ăn chơi đàng điếm tựa như người hầu. Cảnh tượng này không khỏi khiến những vị khách có mặt ở đây nghi ngờ mình đang nằm mơ. Trong số đó, người bị sốc nhất không ai khác chính là Tân Hạo Hiên. Khóe miệng của gã giật giật mấy lần, thậm chí rất muốn tự vung cho mình 2 cái tát để chứng minh tất cả những gì gã vừa nhìn thấy đều là giả. Đáng tiếc không như mong muốn. Tân Thiếu, hợp tác giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Gia tộc Pino chúng tôi sẽ không bao giờ hợp tác với nhà họ Tân của cậu nữa. Thát Chơ nói một câu khiến Tân Hạo Nhiên sững lại như bị sét đánh. Điều này cũng có nghĩa là vị trí thành chủ Tuyên Thành không có liên quan gì với gã nữa,
cái gì mà thành chủ trẻ tuổi nhất nước Hạ đã hoàn toàn trở thành trò cười. Tại sao? Tân Hạo Nhiên đỏ mắt hỏi. Không cam tâm, gã vô cùng không cam tâm. Trước đó hai bên đã đàm phán rất tốt đẹp, tại sao đối phương lại đột nhiên lật lọng? Bởi vì cậu đắc tội người không nên đắc tội. Lần này Thatcher dùng tiếng nước Hạ trả lời rất lưu loát. Mà tất cả mọi người ở đây đều ngầm hiểu, người không nên đắc tội trong miệng ông ta chính là Lý Trạch Vũi. Giờ khắc này, dường như một cái tát vô hình giáng lên mặt Tần Hạo Nhiên. Im ắng, nhưng lại vô cùng đau nhức. Ha ha ha, lần này cậu thắng. Tần Hạo Nhiên giận quá hóa cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ tràn ngập oán độc, gã phất tay chuẩn bị rời đi cùng trợ lý. Bởi vì gã đã không còn mặt mũi để ở lại nữa. Thiếu gia, có cần tôi giữ gã lại không? Phật Tương Vong xoa xoa tay, không hề để thân phận của Tần Hạo Nhiên để ở trong lòng chút nào. Lý Trạch Vũ khẽ lắc đầu. Đối với một số người, tra tấn thân thể còn không bằng phá hủy tâm trí của kẻ đó. Hiển nhiên, Tân Hạo Nhiên thuộc về loại sau. Thiếu gia muốn làm gì vậy? Cậu Phú Quý biết thiếu gia nhà mình sẽ không bỏ qua Tần Hạo Nhiên, chắc chắn hắn còn có ý khác. Lý Trạch Vũ không nói gì, mà vẫy tay gọi Tống Minh Cao. Lý Thiếu. Tống Minh Cao hấp tấp chạy tới. Lý Trạch Vũ chỉ vào Thatcher rồi giới thiệu. Ông ta là ai thì không cần tôi phải giới thiệu nhiều nữa, về phần Tuyên Thành cần đầu tư gì thì các ông cố gắng thương lượng, Thatcher sẽ thỏa mãn hết thảy nhu cầu của ông. Cảm ơn Lý Thiếu, Tống Minh Cao vui mừng khôn xiết. Nếu công lao lớn như thế được tính trên đầu của ông ta, thì chức thành chủ này sẽ chạy không thoát. Ông ta cảm kích Lý Trạch Vũ từ đáy lòng. Chúng ta đi thôi, Lý Trạch Vũ nhìn về phía Trần Thanh Tuyết. Cô vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Đột nhiên cảm thấy một bàn tay vòng quanh eo mình thì đột nhiên tỉnh táo lại. Nhưng mà cô cũng không kịp làm cái gì, đã bị Lý Trạch Vũ ôm eo rời đi dưới con mắt của tất cả mọi người. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong rất thức thời, cố ý không theo kịp tốc độ của cả hai. Bên trong thang máy, Lý Trạch Vũ tự châm một điếu thuốc. Trần Thanh Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong miệng phun ra hai chữ, cảm ơn. Nếu không phải tối nay Lý Trạch Vũ xuất hiện thì với tính cách của cô, nhất định sẽ đắc tội thành chủ tương lai Tân Hạo Nhiên đó. Mà Lý Trạch Vũ cũng vì cô nên mới hoàn toàn trở mặt với Tân Hạo Nhiên. Điều này khiến lòng cô hơi khó chịu. Dường như Lý Trạch Vũ nhìn ra sự lo lắng của cô, thế là hắn ra vẻ ung dung cười nói, Tân Hạo Nhiên kia là tên ma cả bông tôi muốn xử lý từ lâu rồi, chuyện này không liên quan gì đến cô. Trần Thanh Tuyết hơi cúi đầu im lặng. Thấy cô như vậy, Lý Trạch Vũ cũng không nói thêm gì nữa. Một lát sau, một chiếc Maserati màu xanh ngọc vừa mới lái ra khách sạn, lập tức có hai chiếc Passat theo sau. Bíp bíp, lúc này Lý Trạch Vũ dừng xe ở ven đường. Có chuyện gì? Trần Thanh Tuyết biến sắc, cô còn tưởng rằng Tân Hạo Nhiên tìm người đến báo thù. Cô đừng lo lắng, là một người bạn của tôi. Lý Trạch Vũ trấn an cô, nói, cô ở trong xe chờ tôi. Dứt lời hắn mở cửa xe và đi xuống một mình. Lúc này, trong một chiếc Passat cũng có một người đàn ông bước xuống, chính là Long Vương Long Thiên Quân. Hai người rất ăn ý đi sang một bên. Hang ổ của Thập Tuyệt Môn bị người ta phá, chẳng lẽ là cậu làm? Vẻ mặt Long Thiên Quân căng thẳng. Lý Trạch Vũ hào phóng thừa nhận nói, không sai, chính là bản thiếu rồ. SSSS. Thấy hắn thẳng thắn, Long Thiên Quân thở sâu một hơi, cậu thật sự đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, Thập Tuyệt Môn. Được rồi, được rồi. Lý Trạch Vũ hơi không kiên nhẫn cắt ngang, sau đó lấy ra một ổ USB và một chồng thư từ trong ngực ra đưa cho đối phương, nên xử lý như thế nào thì chính các anh quyết định. Nói xong, hắn rời đi luôn. Long Thiên Quân lập tức mở một bức thư trong đó ra, thứ được ghi lại trong đó chính là thông tin giao dịch của một người có thế lực quyền quý nào đó và Thập Tuyệt Môn. Hắn ta lập tức quay trở lại xe và yêu cầu cấp dưới lấy ra một máy tính xách tay. Sau khi cắm USB vào, một loạt các bản ghi được hiển thị trên màn hình. Long Vương, những thứ này là... Một thành viên Long Tổ trợn tròn mắt. Long Thiên Quân không trả lời cấp dưới, mà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về hướng chiếc Maserati đang dần biến mất. Hắn ta thực sự không thể tin được, át chủ bài đã trèo chống Thập Tuyệt Môn sừng sững không ngã, thế mà lại bị Lý Trạch Vũ lấy được dễ như trở bàn tay. Mười mấy phút sau... Khi Lý Trạch Vũ đưa Trần Thanh Tuyết trở lại Sơn Trang Nguyệt Lạc, hắn phát hiện cửa lớn biệt thự rộng mở, mà sói đen và gióc thì đang nằm trên mặt đất. Con mẹ nó! Lý Trạch Vũ ngay lập tức kiểm tra tình trạng cơ thể cho hai người,
phát hiện bọn họ chỉ ngất đi và không bị thương quá nặng, hắn mới không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn lại xông vào phòng của mình, phát hiện quả nhiên yêu nữ kia đã biến mất. Chết tiệt, cậu thả rồi. Lý Trạch Vũ thầm mắng một tiếng trong lòng. Một lát sau, dưới sự điều trị của Lý Trạch Vũ, sói đen và dốc lần lượt tỉnh lại. Đại đương gia, thực lực của người phụ nữ kia quá mạnh, chúng tôi không phải đối thủ của cô ta. Sói đen có chút hổ thẹn, dốc thì không phục, nói, đó là bởi vì chúng ta sợ làm cô ta bị thương, cho nên mới không dùng súng, nếu không thì. Cô ta không nhất định có thể làm gì được chúng ta. Không sao cả, chỉ cần cô gái kia còn ở nước Hạ, thì đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Lý Trạch Vũ xua tay, trấn an nói, các cậu đi về trước đi. Sói đen và dốc khẽ gật đầu, sau đó sóng vai rời đi. Lý Trạch Vũ ngồi ở trên ghế sofa châm một điếu. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng xoay chuyển, khi đang định lấy điện thoại di động ra thì ngũ quan nhạy cảm của hắn lại phát hiện có người đang tới gần nơi này. Tiếng bước chân lộn xộn. Hắn lập tức phán đoán có không ít người đang tới đây, nhưng tất cả đều là người bình thường. Tìm chết. Tâm trạng hắn vốn không vui, đang không có chỗ để xả đây. Vù vùi. Trần Thanh Tuyết vừa tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, thì nhìn thấy Lý Trạch Vũ không có ý tốt nhìn mình chằm chằm. Anh muốn làm gì? Vút. Lý Trạch Vũ không trả lời, mà vọt người tới. A. À, Trần Thanh Tuyết còn tưởng rằng tên cầm thú trước mắt này đang muốn làm gì mình, nhưng lại không nghĩ rằng cái tên này còn không bằng cầm thú, nhanh chóng lách qua cô rồi nhảy khỏi cửa sổ. Phù phù. Trần Thanh Tuyết vỗ võ lồng ngực, trong lòng cảm thấy hoảng sợ một hồi. A. À, Đại Hiệp tha mạng, Đại Hiệp tha chúng tôi đi, chúng tôi sai rồi. Tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp vang lên. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ đứng trong gió lạnh, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười quỷ quyệt. Tên khốn Khương Như Phong này, đúng là đang chơi với lửa. Sáng sớm hôm sau, từng sự kiện lần lượt càn quét toàn bộ nước Hạ. Đầu tiên là Thập Tuyệt Môn khiến người nghe tin đã sợ mất mật đã bị người hủy diệt. Nhưng không ai biết là thần thánh phương nào đã ra tay. Cuối cùng nó chỉ có thể quy cho chính phủ. Dù sao thì ngoại trừ chính phủ, sẽ không có cá nhân nào hoặc là thế lực phương nào có thể lặng yên không một tiếng động xóa sổ hoàn toàn tổ chức sát thủ số 1 này. Chuyện thứ hai thì có liên quan đến thái tử gia tộc Hào Môn số 1 mới trở về trước đây không lâu. Tại bữa tiệc giao lưu thương nghiệp Tuyên Thành, tộc trưởng của gia tộc Pino nói gì nghe nấy với vị thiếu gia chơi bời tráng táng này, tựa như người hầu. Không chỉ như thế. Vị thiếu gia này còn giận dữ vì Hồng Nhan trong bữa tiệc, đối chọi gay gắt với người đứng đầu của đời thứ ba nhà họ Tần, đồng thời phá nát giấc mộng làm thành chủ của đối phương. Có rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là tín hiệu khai chiến của nhà họ Lý với nhà họ Tần hay không. Kết quả khiến người ta mở rộng tầm mắt. Gia chủ nhà họ Tần, nguyên soái của quân đoàn Thiên Long, Tần Chấn đã chủ động mời quân đoàn hổ khiếu của Lý Định Quốc tiến hành một cuộc tập trận quân sự chung trong hội nghị. Hai nhà chẳng những không có dấu hiệu bất hòa, ngược lại nhìn qua có vẻ rất hòa thuận. Đến thời điểm này, lời đồn hai nhà muốn khai chiến tự sụp đổ. Tới gần giữa trưa, Lý Trạch Vũ từ Tuyên Thành về tới Hoàng Thành. Vu giáo. Mặc dù hắn chưa từng nghe nói về thế lực này nhưng hắn tin tưởng chắc chắn Long Tổ sẽ biết. Hắn vừa dẫn cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ra khỏi lối đi đặc thù, thì một chiếc xe Việt giã có biển số quân sự xuất hiện trước mặt ba người họ. Hả? Vật Tương Vong lẩm bẩm, chẳng lẽ ông cụ biết thiếu gia trở về, nên đặc biệt phái người tới đón chúng ta. Cốp, cậu Phú Quý gõ đầu của gã một cái, tức giận nói, mẹ nó chứ, mắt cậu mù rồi à. Vật Tương Vong đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng cũng kịp nhận ra biển số xe không phải là của quân đoàn Hổ Khiếu, mà là quân đoàn Huyền Vũi. Ngay lập tức, cậu Phú Quý và Vật Tương Vong đều biến sắc. Bởi vì quân đoàn Huyền Vũ chính là quân đoàn dưới trướng nhà họ Diệp. Kẻ trồ cánh cửa xe mở ra. Một người phụ nữ mặc quân trang, đầu đội nón lính, trên mặt theo kính râm đi xuống. Đối phương có vòng eo thon khiến tất cả phụ nữ đều ghen di, một cặp đùi đẹp thon dài đeo ủng quân đội, chỉ có thể dùng một câu hiên ngang lãm liệt để hình dung. Lại nhìn lên trên, ngũ quan thanh tú, làn da màu lúa mạch và chùm tóc đuôi ngựa ở phía sau đầu. Nhìn qua chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác trưởng thành và ổn định. Người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp, mà còn rất có sức hấp dẫn. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô ấy, có lẽ trong lòng đều sẽ dâng trào dục vọng chinh phục. Nhưng mà Lý Trạch Vũ thấy đối phương sụ mặt,
trong nháy mắt đoán được kẻ đến không có ý tốt, không khỏi mở miệng nói, cô là ai, chó ngoan không cản đường, mau tránh ra cho ông đây. Thiếu gia, Phật Tương Vong kéo Lý Trạch Vũ lại, ghé vào bên tai hắn nói thầm mấy câu. Cái quái gì? Sắc mặt Lý Trạch Vũ đột nhiên thay đổi, không thể tin nổi nhìn chằm chằm người phụ nữ hỏi, cô chính là cô nhỏ của Diệp Khuynh Thành, nữ chiến thần số 1 Diệp Khinh Nhu của quân đoàn Huyền Vũ. Mấy năm trước hắn đã nghe nói ông cụ nhà họ Diệp tuổi già sinh con gái, chỉ là chưa từng gặp bao giờ, không ngờ đối phương lại trẻ tuổi như vậy. Chậc chậc, ông cụ Diệp đúng là, càng già càng dẻo dai, ha ha ha. Lý Trạch Vũ không nhịn được nhếch miệng cười khẽ. Sắc mặt Diệp Khinh Nhu lập tức trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng nói, háo sắc vẫn mãi là háo sắc, trong đầu không có nổi thứ gì đứng đắn. Đứng đắn hay không thì có liên quan gì đến cô? Lý Trạch Vũ khó chịu đáp lại, nói, ông đây ăn gạo nhà cô. Hay là ngủ giường nhà cô, thế mà quản rộng như vậy. Khụ khụ, thiếu gia, cậu ngủ cháu gái của người ta. Cốp, cậu Phú Quý vừa mở miệng đã bị Lý Trạch Vũ gõ cho một phát, khiển trách, thì làm sao? Ông đây đã vì cô ấy ngồi tù 3 năm, còn muối gì nữa? Ngay sau đó hắn lại nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Nhu với nụ cười xấu xa, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không thể ngồi tù vì một người phụ nữ, thì còn có tư cách gì để nói yêu người ta? Cô nhỏ, tôi nói có đúng không? Một tiếng cô nhỏ vang lên, Diệp Khinh Nhu nghe mà nổi da gà, cô ấy nhíu mày quát, miệng chó không phun được ngà voi. Lý Trạch Vũ nhún vai, nói, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Vì cháu gái của cô mà tôi sẵn lòng đi tù, chẳng lẽ còn chưa xứng gọi cô một tiếng cô nhỏ. Tôi không muốn nói nhảm với cậu, lên xe. Diệp Khinh Nhu hừ một tiếng, lập tức trở lại trên xe trước. Lý Trạch Vũ quét mắt nhìn lần lượt cậu Phú Quý và Vật Tương Vong, khó hiểu nói, hai người các cậu có biết người. Phụ nữ này tìm tôi làm gì hay không? Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong đều lắc đầu, dáng vẻ em không biết gì đâu. Nuôi các cậu đúng là phí cơm. Lý Trạch Vũ trừng mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó hắn chuẩn bị đi theo lên xe. Vật Tương Vong lập tức níu hắn lại, có ý tốt khuyên nhủ, thiếu gia, anh không thể đi với cô ấy, sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm, không tồn tại, Lý Trạch Vũ lạnh lùng cười trong lòng. Nếu người phụ nữ này chọc giận hắn, cùng lắm thì lại ngồi tù thêm 3 năm nữa ồ. Không thành vấn đề, dù sao ở đây cũng có mấy trăm cặp mắt nhìn thấy thiếu gia lên xe, nếu cô ấy dám làm gì thiếu gia. Hừ hừ, ông cụ nhà chúng ta sẽ không tha cho cô ấy đâu. Cậu Phú Quý bá đạo nói. Lý Trạch Vũ võ võ bờ vai của hắn, lập tức khiển trách Vật Tương Vong, vẫn là ánh mắt Phú Quý nhìn được xa, cậu phải học tập theo hắn nhiều vào. Dứt lời, hắn mở cửa ghế lái phụ chui lên. Mắt thấy xe Việt dã dần dần rời đi, Vật Tương Vong đắc ý nhìn cậu Phú Quý. Cậu ra vẻ cái lông gì, hại ông đây bị thiếu gia giáo huấn. Đáng đời. Ai bảo ánh mắt cậu nông cạn? Gần nhất cậu càng ngày càng yếu, nào, tìm một chỗ luyện một chút. Ai sợ ai? Mười mấy phút sau, chiếc xe Việt dã xuất hiện trên một con đường mòn trên núi ở ngoại ô. Diệp Khinh Nhu nghiêng đầu nhìn về phía Lý Trạch Vũ, dùng một loại giọng điệu không cho phép người khác từ chối, ra lệnh, xuống xe. Cô muốn làm gì? Thành thật khai báo, đưa tôi đến nơi núi non hoang dã này là vì nảy sinh ý đồ xấu với tôi phải không? Lý Trạch Vũ giả trang thành dáng vẻ ông đây hơi sợ. Diệp Khinh Nhu nhíu mày lại, tức giận trách mắng, nếu cậu còn không xuống xe thì tôi sẽ ném cậu xuống. Tôi cảnh cáo cô, cho dù cô chiếm được thân thể của tôi thì cũng đừng nghĩ đến chuyện chiếm được trái tim tôi. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt nói, Diệp Khinh Nhu âm thầm nắm chặt nắm đấm, ép buộc bản thân kiềm chế cảm xúc, không được phá vỡ mục đích của chuyến đi này. Cô ấy cố gắng hết sức để giữ giọng điệu nhẹ nhàng một chút, nói. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, yên tâm, tôi sẽ không ra tay làm cậu bị thương. Hả? Thấy thái độ của cô ấy thay đổi lớn như vậy, Lý Trạch Vũ suy đoán chắc là đối phương đang muốn cậu cạnh mình, thế là cười hề hề nói, có chuyện gì thì cô nói thẳng đi, xuống xe làm gì? Nghe hắn nói vậy, Diệp Khinh Nhu cảm thấy cũng đúng, nói chuyện trên xe cũng được. Tôi hỏi cậu, cậu có thừa nhận mình đã khiến Khuynh Thành phải chịu thiệt thòi hay không? Thiệt thòi cái rắm. Mặc dù đúng là trong lòng Lý Trạch Vũ cảm thấy thẹn với người phụ nữ kia, nhưng thấy thái độ Diệp Khinh Nhu cường thế, hắn cũng không muốn mình rơi vào thế bị động. Cậu! Diệp Khinh Nhu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhưng nhất thời lại không nói nên lời. 3 năm, Lý Trạch Vũ giơ 3 ngón tay lên, trưng ra dáng vẻ đau lòng.
Vì cô ấy, tôi đã ngồi tù ròng rã 3 năm, cô có biết 3 năm nay tôi sống thế nào không? Diệp Khinh Nhu nhìn vào vẻ mặt u uất và ánh mắt sầu muộn của Lý Trạch Vũ, nhất thời không biết phản bác thế nào. Một tên con cháu nhà giàu vốn được dâng cơm tận miệng, hầu quần áo tới tận tay bỗng bị đưa đến nhà ngục giam giữ những tên tội phạm hung ác tàn bạo nhất thế giới. 3 năm trời, cô ấy thật sự không dám nghĩ đối phương đã bị giày vò ra sêu. Cô nghĩ tôi còn mắc nợ cháu gái cô điều gì nữa? Lý Trạch Vũ có vẻ đã khá nhập vai, càng diễn càng thống thiết. Cuối cùng, Diệp Khinh Nhu không còn dũng khí nhìn vào mắt hắn, thậm chí gương mặt cô ấy còn để lộ nét áy náy. Khi đó nhà họ Lý bọn tôi đã bồi thường cho nhà họ Diệp, nhưng lão già nhà mấy người. À không, ông nội các người vẫn nhất quyết không buông tha ông đây. Ái ra, Lý Trạch Vũ thở dài, nói tiếp, tôi chẳng những không nợ gì cháu gái cô, mà tính kỹ ra thì cô ấy mới là người nợ tôi. Diệp Khinh Nhu không cầm lòng được mà gật đầu, xong ngay sau đó lại lắc lắc. Dù sao đi nữa thì cậu vẫn là kẻ làm tổn thương Khuynh Thành, cậu cho rằng 3 năm nay nó sống tốt lành lắm ư. Cậu biết ngoài kia có bao nhiêu lời bẩn thỉu đồn thổi về nó không? Nếu không phải do cậu thì Khuynh Thành đâu bị gắn mác hoa tàn liễu héo. Tên khốn nhà cậu. Khi nói tới câu cuối cùng, Diệp Khinh Nhu không khỏi gầm lên. Lý Trạch Vũ cũng rơi vào trầm mặc. Một cô gái mất trinh không phải điều gì lạ lắm, dù sao thế giới này cũng càng ngày càng cởi mở. Nhưng Diệp Khuynh Thành không phải con gái của gia đình bình thường, cô xuất thân từ nhà họ Diệp quyền quý. 3 năm trước, sau sự việc kia, hắn đã rời khỏi vùng đất thị phi này, nhưng Diệp Khuynh Thành lại không thể chạy trốn. Hắn có thể hiểu những năm qua đối phương đã bị coi khinh ra sao, uất ức thế nào. Soạt, Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, rít sâu mấy hơi, trầm ngâm lên tiếng, nói đi, cô tới tìm tôi vì mục đích gì? Lúc ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, chân mày Diệp Khinh Nhu càng nhíu chặt hơn, trầm giọng nói, nếu cậu còn là đàn ông, hãy cứu Khuynh Thành ra khỏi bể khổ đi. Là sao? Lý Trạch Vũ nhíu mày. Chắc cậu cũng đã nghe nói cha tôi gả Khuynh Thành cho Khương Như Phong của nhà họ Khương. Nói đến đây, Diệp Khinh Nhu liếc nhìn Lý Trạch Vũ bằng ánh mắt đầy thâm ý, bổ sung thêm, nếu Khuynh Thành thật sự phải cưới tên phế vật kia thì cuộc đời nó sẽ không thể hạnh phúc nổi. Hây hây hây! Lý Trạch Vũ bất mãn ngắt lời. Cô mắng tên kia là phế vật thì được, nhưng ánh mắt cô nhìn tôi là sao đây? Hừ! Diệp Khinh Nhu khinh bỉ nói, tên phế vật kia suốt ngày lưu luyến trốn ong bướm, chỉ giỏi phá cô chứ chẳng biết làm gì, ngược lại rất giống tính tình của những người nào đó. Nghe cô chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Lý Trạch Vũ càng thêm khó chịu, đừng tự cho là mình giỏi. Thế tại sao người đàn bà ngực to mà óc như quả nho nào đó còn muốn đến cầu xin lão đại quần là áo lượt tiếng tăm lẫy lừng nhỉ? Cậu nói ai ngực to nhưng óc như quả nho. Ai mắng tôi thì tôi mắng kẻ đó. Cậu, chán sống rồi. Diệp Khinh Nhu thẹn quá hóa giận, đột nhiên đấm một cú về phía bụng Lý Trạch Vũ. Cú đấm này không nhắm trúng chỗ hiểm, điều đó cho thấy cô ấy chỉ muốn dạy dỗ đối phương một chút mà thôi. Nhưng, một giây sau. Bụp, Lý Trạch Vũ ra tay nhanh như sấm sét, năm ngón tay tay hắn bao lên nắm đấm của Diệp Khinh Nhu một cách chuẩn xác. Diệp Khinh Nhu đứng người. Hoàn toàn không ngờ người đối diện lại có thể tiếp được cú đấm của mình. Chậc chậc, cô nhỏ, không ngờ cô lăn lộn trong quân ngũ quanh năm nhưng vẫn có thể chăm sóc cho bàn tay nhỏ bé này mềm mại đến vậy. Lý Trạch Vũ buông lời chòng ghẹo. Diệp Khinh Nhu bất ngờ thu nắm đấm, nhưng ngay sau đó lại vung dao về phía phần vai của Lý Trạch Vũ. Cạch, kết quả không hề bất ngờ, con dao trên tay Diệp Khinh Nhu chưa kịp nhích đến gần ống tay áo Lý Trạch Vũ thì cổ tay đã bị tóm chặt. Lần này Diệp Khinh Nhu không thể rút tay về nữa, cô ấy cảm thấy cổ tay mình như đang bị một gọng kìm siết chặt, không thể nhúc nhích chút nào. Cậu, sao có thể? Diệp Khinh Nhu biến sắc, gương mặt tỏ rõ vẻ khó tin đây là sự thật. Kẻ trước mặt chỉ là một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi đàng điếm, ăn diện bảnh chọe, làm sao có thể chịu được? Một đòn toàn lực của mình. Một vừa hai phải thôi, bằng không đừng trách tôi ra tay độc địa. Lý Trạch Vũ cảnh cáo bằng giọng điệu lạnh như băng. Nhưng, Diệp Khinh Nhu vẫn chưa từ bỏ ý định. Soạt một tiếng. Nhân lúc Lý Trạch Vũ gảy tàn thuốc, cô ấy lại tung cú đấm về phía mặt hắn, đồng thời thúc chân lên bụng đối phương. Trên dưới cùng tấn công. Mẹ kiếp. Lý Trạch Vũ nghiêng người qua một bên, dễ dàng tránh khỏi cú đấm, tiếp đó dùng khuỷu tay bên còn lại đè lên bắp. Đùi đối phương. Diệp Khinh Nhu muốn đổi sang chiêu khác, tiếc là đã chậm.
năm ngón tay của Lý Trạch Vũ đã túm vào cổ họng cô ấy. Tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Khinh Nhu hoàn toàn không kịp trốn tránh, thoáng chốc không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Soạt. Lý Trạch Vũ vươn tay vỗ lên bắp chân Diệp Khinh Nhu, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, khiến đối phương chuyển sang tư thế ngồi ngược lại. Bép bép bép. Những cú tét mông tàn nhẫn giáng xuống. Khi cảm nhận được cơn nóng rát truyền đến từ cặp mông, Diệp Khinh Nhu mới ý thức được việc bản thân bị người ta đánh, hơn nữa còn bị đánh vào bộ phận nhạy cảm kia, cô ấy lập tức vừa thẹn vừa giận. Khốn kiếp, có gan thì thả tôi ra. Bốp bốp bốp. Đáp lại cô ấy là từng cú tát vô tình. Màu đỏ lặng lẽ tràn lên gương mặt Diệp Khinh Nhu, trông hệt như mông khi. Nữ chiến thần của quân đội đúng không? Chát chát chát. Đừng có được nước lấn tới, xem lời ông đây nói ra như gió thoảng bên tai phải không? Chát chát chát. Diệp Khinh Nhu cắn chặt răng, muốn phản kháng. Xong, Lý Trạch Vũ lại nhanh hơn cô ấy một bước, trực tiếp đè nghiến đối phương dưới thân như thể Thái Sơn áp đỉnh. Vân định phản kháng, hừ. Lý Trạch Vũ càng áp chặt hơn. Khốn kiếp, buông ran. Diệp Khinh Nhu thực sự muốn giết người lắm rồi, còn dám uy hiếp ông đây hừm. Bốp bếp. Lý Trạch Vũ chẳng hề sợ lời uy hiếp của đối phương, tàn nhân vỗ mông, không đau không lấy tiền. Mông của Diệp Khinh Nhu sưng lên với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Tuy cách một lớp quần nhưng chỉ đoán cũng biết hai cánh mông chắc chắn đã đỏ bừng rồi. Qua một hồi lâu, Diệp Khinh Nhu từ bỏ việc chống cự, cô ấy mặc kệ cái mông đau nhức, quay đầu lườm Lý Trạch Vũ một cách khó khăn, buông. Cô cầu xin tôi đi, xin rồi tôi sẽ tha cho cô. Lý Trạch Vũ nhếch mép cười đều. Cậu. Diệp Khinh Nhu hít một hơi, cố nén giận, xin. Xin cậu. Lý Trạch Vũ nhơn nhơn đắc ý, nói, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu lần sau cô vẫn động tay chân với tôi thì sẽ không chỉ là hình phạt kiểu này đâu. Dứt lời, hắn nhích người trở lại ghế phụ. Diệp Khinh Nhu lập tức ngồi thẳng người, nhưng cái mông vừa đặt lên ghế đã đau tới nỗi giật nảy mình. Thấy cảnh này, Lý Trạch Vũ chỉ có thể cố nhịn cười. Cạch. Diệp Khinh Nhu vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, quay người trừng mắt với Lý Trạch Vũ. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ cô ấy đã lăng trì xử tử đối phương 100 lần. Không phục à, có phải vẫn muốn tập luyện với tôi một chút hay không? Lý Trạch Vũ cười sâu xa, lập tức nhảy khỏi xe. Sau bài học trước đó, Diệp Khinh Nhu rõ ràng đã lành hơn rất nhiều, song ánh mắt cô ấy nhìn Lý Trạch Vũ vẫn tràn đầy phức tạp. Phần lớn trong đó là sự hoài nghi và khó hiểu. Nếu không phải đã tự mình kiểm chứng, cô ấy chắc chắn sẽ không tin nổi tên khốn nạn trước mắt lại mạnh đến như vậy. Lý Trạch Vũ, nếu cậu là đàn ông thì không được từ chối tôi. Dứt lời Diệp Khinh bỗng phát hiện mấy câu này có hơi mập mờ, bèn vội vàng nói thêm, mau cứu Khuynh Thành khỏi biển khổ đi. Ngoại trừ nhà họ Lý đang lên như mặt trời ban trưa, cô ấy thật sự không nghĩ ra được ai có thể đắc tội cùng lúc hai con quái vật lớn là nhà họ Diệp và nhà họ Khương này. Và Lý Trạch Vũ chính là người phù hợp duy nhất. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Lý Trạch Vũ hỏi với giọng đầy ẩn ý. Diệp Khinh Nhu cau mày, đáp, nếu cậu dám không đồng ý, tôi thề sẽ trả lại gấp bội những thương tổn mà cậu đã mang tới cho Khuynh Thành. Cô có năng lực đó hả? Lý Trạch Vũ cười khẩy, khinh thường nói. Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng... Nếu tôi nhờ anh hai ra mặt thì sao? Diệp Khinh Nhu lạnh lùng đe dọa. Con trai thứ nhà họ Diệp Diệp Cường, người được tôn là cao thủ đứng đầu quân đoàn huyền võ. Lý Trạch Vũ cũng từng nghe nói qua cái tên này, nếu là lúc trước, chắc hắn sẽ sợ vỡ mật, nhưng bây giờ hả? Ha ha, nếu cô đã tự tin như vậy, tôi thật sự không ngại cho cô chút thời gian để gọi anh hai tới đây đâu, đúng lúc tôi cũng muốn xem thử cao thủ đứng đầu quân đoàn Thiên Long mạnh tới cỡ nào. Lý Trạch Vũ nở nụ cười đầy khinh miệt. Nhìn thấy sự tự tin vô hạn trên người ha, Diệp Khinh Nhu không khỏi giật mình. Người này thật quá cản rỡ. Cậu đừng có ép tôi. Diệp Khinh Nhu lạnh giọng quát. Lý Trạch Vũ bật cười khoái chí, tôi cứ muốn ép cô đó, cô mau gọi anh hai của mình tới lẹ đi, ai lùi bước chính là con rùa rụt đầu nhá. Cậu. Diệp Khinh Nhu trầm tư một lúc, sau đó thở dài, cuối cùng vẫn không gọi anh hai mình tới. Không phải cô ấy lo Diệp Cường đấu không lại Lý Trạch Vũ, mà vì kiêng kỵ chỗ dựa phía sau của hắn. Bởi một khi ông cụ nhà họ Lý nổi trận lôi đình thì tới cả cha của cô ấy cũng phải nhượng bộ mà lùi bước. Xem như tôi cầu xin cậu được không? Chỉ cần cậu đồng ý cứu Khuynh Thành ra khỏi biển khổ giúp tôi, hễ là chuyện trong khả năng của mình, tôi sẽ nghe theo cậu hết, kể cả.
bảo tôi lăn giường với cậu ngay lúc này cũng được. Dứt lời, Diệp Khinh Nhu không kiềm được mà nở nụ cười tự giễu. Ngay cả chính cô ấy cũng không hiểu nổi sao bản thân có thể thốt ra những lời kinh thiên động địa như lăn giường với cậu ngay lúc này được. Cô nói thật không? Lý Trạch Vũ xoa xoa tay, ra chiều vui vẻ lắm. Đôi mắt Diệp Khinh Nhu dần mất đi ánh sáng, nhưng vẫn kiên định trả lời, thật, chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ thuộc về cậu. Là tự cô nói đấy nhé. Dứt lời, Lý Trạch Vũ sải chân bước nhanh tới bên cạnh Diệp Khinh Nhu, dùng sức kéo người ta vào lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận nhịp thở ấm nóng của đối phương. Trái tim Diệp Khinh Nhu nảy lên thình thịch, cơ thể yếu mềm cũng run run. Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười, chọc ghẹo nói, hai ta như vậy có phải không đúng lắm không? Dù sao cô cũng là cô nhỏ của Khuynh Thành mà. Hai chữ cô nhỏ lập tức khiến tâm trí của Diệp Khinh Nhu chấn động, xấu hổ tới không ngóc đầu dậy nổi. Lý Trạch Vũ nhân cơ hội này sờ soạng cơ thể nóng bỏng của cô ấy vài cái, rồi nói, cô thật sự sẽ không hối hận. Diệp Khinh Nhu chỉ cảm thấy cả người như bị điện giật, vội đẩy hắn ra, nói, cậu còn chưa cứu Khuynh Thành thoát. Khỏi bể khổ nên tạm thời không thể chạm vào tôi. Ha ha ha, không đùa cô nữa. Lý Trạch Vũ bỗng thu lại dáng vẻ bất cần đời, bình tĩnh. Nói, yên tâm đi, hôn nhân của Diệp Khuynh Thành, ngoại trừ cô ấy thì không một ai có thể quyết định thay cả. Trái tim Diệp Khinh Nhu rung lên, dù giọng Lý Trạch Vũ không lớn, nhưng cô ấy lại cảm nhận được rất rõ sự khí phách trong đó. Một tiếng sau, xe Việt Dã chạy tới bên ngoài nhà họ Lý. Lý Trạch Vũ một mình bước xuống xe, còn Diệp Khinh Nhu lập tức nhấn mạnh chân ga, nghênh ngang rời đi. Thiếu Dồ, thiếu gia, anh không sao chứ? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đã đứng chờ ngoài cửa từ lâu. Thấy mặt mũi sưng vù của hai người, Lý Trạch Vũ cau mày mắng, mẹ kiếp, các cậu lại choảng nhau đấy hả? Vật Tương Vong trừng mắt với Cẩu Phú Quý, nói, là do. Tên này quá ngạo mạn, em phải thay thiếu gia dạy dỗ gã một trận. Có cái đầu ấy, rõ ràng là tao dạy dỗ mày mới đúng. Cẩu Phú Quý không phục phản bác. Câm miệng lại hết cho tôi. Lý Trạch Vũ tức giận ngắt lời họ, đã nói với hai người bao nhiêu lần rồi, anh em không được động tay động chân với nhau, sau này hai người mà còn dám đánh nữa, tôi sẽ vất hai người xuống hầm phân nhốt 3 ngày 3 đêm. Nghe thấy vậy, khóe miệng Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong khế run run. Bị nhốt dưới hố phân 3 ngày 3 đêm, họ thật sự không có gan tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Quá cay mắt. Thiếu gia, ả đàn bà kia không làm gì anh đúng không? Cẩu Phú Quý vội vàng đánh trống lảng. Lý Trạch Vũ hừ khẽ, đắc chí khoe khoang, cô ta có thể làm gì được tôi? Còn xém nữa là bị ông đây nuốt vào bụng rồi đấy. Thiếu gia à, anh đã ăn cháu gái người ta rồi, giờ còn muốn thịt cả người ta, có phải hơi quá đáng rồi không? Cẩu Phú Quý chề môi hỏi. Vật Tương Vong lại không hùa theo, thiếu gia là dùng bản lĩnh giành được tới tay, có gì mà quá đáng. Hình như cũng đúng, vừa nghe vậy, Cẩu Phú Quý bỗng cảm thấy cũng có lý lắm. Đủ rồi đó, hai cậu theo tôi tới Long Tổ một chuyến đi. Lý Trạch Vũ không muốn lãng phí thời gian. Thiếu gia, Vật Tương Vong mím môi, ra chiều muốn nói lại thôi. Lý Trạch Vũ nhướng mày, có dám mau thải. Là như vậy, Vật Tương Vong ghé lại sát bên tai của hẳn. Nhỏ giọng báo, lúc vừa về đến, hai bọn em tình cờ nhìn thấy Lý Tông Bình, hình như tên kia đến tìm ông cụ. Thật không, Lý Trạch Vũ híp mắt. Cẩu Phú Quý lo lắng nói, có lẽ tên kia đã sinh lòng nghi ngờ rồi. Đã liên tục mấy ngày mất liên lạc với Lý Tu, hẳn Lý Tông Bình cũng đoán được khả năng cao là con trai mình đã gặp chuyện, có khi còn đang hoài nghi Lý Trạch Vũ nữa kìa. Lý do là vì thằng danh này vừa trở về, con trai ông ta lập tức bốc hơi khỏi thế gian. Bất kể là ai cũng sẽ nghi ngờ ha thôi. Các cậu đợi ở đây, tôi vào chào hỏi ông cụ Lý một tiếng trước. Lý Trạch Vũ bỏ lại một câu rồi hiên ngang vào trong một mình. Vài phút sau, ngay lúc Lý Viễn Sơn ngồi thủng thẳng trong sân uống trà thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng cà lơ phất phơ đang đi về phía mình từ đằng xa. Thằng nhóc thối, thấy ông lừa cháu bao giờ không, cô gái nhà họ Trần kia đủ xinh chưa? Lý Viễn Sơn mỉm cười chọc ghẹo hẳn. Cũng được. Tạm đạt chuẩn, Lý Trạch Vũ không muốn nói nhiều về chủ đề này, lập tức bẻ lái, ông cố Lý, ban nãy bác cả tới tìm ông làm gì vậy ạ? Hửm, ánh mắt sắc bén của Lý Viễn Sơn hướng thẳng về phía Lý Trạch Vũ, trầm giọng hỏi, nhãi danh, mau thành thật khai báo, có phải cháu đã gạt ông chuyện gì không? Hi hi, Lý Trạch Vũ gãi đầu, cười khi bảo, ông cố Lý đúng là đoán trước như thần,
chút bí mật của cháu cũng bị ông xem thấu rồi. Lý Viễn Sơn bình thản hỏi, nói đi, cháu đã làm gì tiểu tu? Làm thịt ạ. Lý Trạch Vũ trả lời một cách bâng quơ. Dầm. Nghe vậy, Lý Viễn Sơn cau mày, gằn từng chữ một, cháu nói cái gì? Ông cố à, ông đừng kích động. Thấy ông cụ nổi giận thật, Lý Trạch Vũ vội vàng dỗ dành, ông nghe cháu nói rõ đầu đuôi trước đã, đến lúc đó nếu ông vẫn còn muốn đánh, cháu sẽ không oán hận dù chỉ nửa lời. Lý Viễn Sơn đặt chén trà trong tay xuống, thở dài một hơi, cháu có thể bắt đầu ngụy biện, nhưng hôm nay, dù cháu có nói đến nước cả trời, ông cũng sẽ không buông tha cho cháu dễ dàng đâu. Người thế hệ trước thường trọng tình trọng nghĩa, Lý Viễn Sơn cũng không ngoại lệ. Ông ấy vốn tưởng rằng Lý Trạch Vũ chỉ bắt Lý Tu lại dạy dỗ một trận, nhưng không ngờ hắn lại to gan, dám giết người. Sao ông ấy có thể không giận được? Nếu Lý Tông Bình và Lý Tu chỉ hại cháu, nhắc đến tình thân có lẽ cháu sẽ tha cho bọn họ, thế nhưng... hai cha con bọn họ không nên cấu kết với người ngoài. Phản bội là chuyện có thể xảy vô số lần, mặc dù lần này cháu buông tha cho bọn họ, ai dám cam đoan lần sau bọn họ không làm vậy nữa. Lý Trạch Vũ cũng không thêm mắm dặm muối, hắn nó rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện mình điều tra được ra. Vẻ tức giận trên mặt Lý Viễn Sơn dần biến mất, nhưng nhìn ra được ông ấy vẫn còn khó chấp nhận được. Cháu đã nói hết rồi, ông cố Lý muốn đánh hay phạt cháu đều không oán hận nửa câu. Lý Trạch Vũ bày ra dáng vẻ thấy chết không sợ. Thôi. Lý Viễn Sơn thở dài, ông ấy nói, dù sao bọn họ cũng là người nhà họ Lý chúng ta, hơn nữa nếu năm đó không có ông cố lớn của cháu liều mạng cứu giúp. Được rồi. Lý Trạch Vũ xua tay cắt ngang, ông nhớ kỹ ân tình của ông cố lớn không hề sai, nhưng cho dù là ông hay lão Lý làm gì có lỗi với cha con Lý Tông Bình sao? Là bọn họ không nhớ đến tình cảm anh em trước đây, như vậy không trách cháu được. Lý Trạch Vũ nói vậy, Lý Viễn Sơn không nói gì được nữa. Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc, hắn cũng im lặng. Hắn không phải không hiểu đạo lý vốn là người cùng dòng máu, có gì mà không tha thứ được cho nhau, nhưng sở dĩ hắn phải làm vậy thật ra còn có một nguyên nhân khác. Súng ngoài sáng dễ tránh, hắn có thể không sợ, nhưng hắn lo lắng cho Lý Định Quốc và Lý Viễn Sơn. Một nhỡ hai người thân này của hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Chuyện này dừng lại ở đây, cháu không được động vào Tông Bình nữa. Giọng Lý Viễn Sơn không cho từ chối. Không, gã ta phải chết. Thái độ Lý Trạch Vũ cũng kiên định như vậy. Cháu. Lý Viễn Sơn nhìn Lý Trạch Vũ trước mặt, ông ấy bỗng phát hiện đứa cháu trai này thật sự thay đổi rồi. Trưởng thành sao? Trong nháy mắt, ông ấy lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Ái đan. Lý Viễn Sơn thở dài, ông ấy vẫy tay nói, đi ra ngoài đi, ông muốn ở một mình. Lý Trạch Vũ gật đầu, hắn lập tức đứng dậy rời đi. Lý Viễn Sơn châm một điếu thuốc, cả người lại rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, bỗng có một lão già xuất hiện, ngồi ở chỗ Lý Trạch Vũ vừa ngồi. Lý Viễn Sơn nhìn hắn ta, ông ấy vẫn tiếp tục hút thuốc. Lão già cũng không tức giận, hắn ta tự mình rót một chén trà, rồi mở miệng nói, thật sự không ngờ nhà họ Lý mấy người lại có rồng. Lý Viễn Sơn nghe vậy thì chấn động. Ông vừa mới nói gì? Tôi nói nhà họ Lý mấy người có rồng, hơn nữa còn là rồng hoang. Kinh Tây Viên, Long Tổ. Nơi này nhìn qua thì là một tòa nhà kiến trúc màu đỏ khiêm tốn, nhưng bên trong để phòng nghiêm ngặt như thế nào thì người thường không phát hiện ra được. Cậu Phú Quý dừng xe lại, hắn nhìn bốn phía xung quanh, rồi nhắc nhở nói, thiếu gia, ít nhất đang có 10 ánh mắt bí mật nhìn chằm chằm chúng ta. Chính xác là có 16 ánh mắt. Lý Trạch Vũ rõ ràng hơn bọn họ, nhưng hắn cũng không nói ra, hai người ở trên xe chờ tôi tự vào là được rồi. Thiếu gia, nơi này chính là Long Tổ, anh đừng quá làm càn. Vật Tương Vong cũng lo lắng nhắc nhở. Lý Trạch Vũ không đáp lại bọn họ, hai tay đút túi quần, hắn đi thẳng vào tòa nhà màu đỏ. Bịch, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lý Trạch Vũ như một bóng ma, gã ta lạnh lùng cảnh cáo, địa bàn của Long Tổ, người ngoài không được tới gần, hãy rời đi ngay lập tức. Tôi và Long Vương của mấy người là bạn, anh chỉ cần nói với hắn là Lý Trạch Vũ đến. Hắn chắc chắn sẽ đích thân ra nghênh đón tôi. Lý Trạch Vũ cười thản nhiên nói. Người đàn ông lắc đầu từ chối, tỏ vẻ bản thân không thể tự ý rời khỏi vị trí làm việc. Thế nhưng nhìn gã ta rõ ràng là không tin lời của Lý Trạch Vũ. Một khi đã như vậy thì tôi đành phải gả bài, tôi là Lý Trạch Vũ của nhà họ Lý, thân phận này có đủ tư cách đi vào không? Lý Trạch Vũ làm sáng tỏ thân phận của mình.
Người đàn ông vẫn lắc đầu như cũ, hơn nữa gã ta còn thúc giục, xin hãy nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Con mẹ nó, Lý Đại Quan là người có thân phận gì, nào có thể chịu được người khác không cho mặt mũi như vậy? Nếu đã vậy, thì để ông đây thỉnh giáo thực lực của Long Tổ mấy người. Uinh uinh uinh, hắn vừa dứt lời, lập tức có hơn 10 người xuất hiện. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong cách đó không xa đều hoảng sợ. Mau lên, hình như thiếu gia lại gặp rắc rối rồi. Đã nhắc thiếu gia đừng quá kiêu ngạo rồi mà, nhưng lại cố tình không nghe. Hai người xuống xe, định tiến lên, nhưng mà đúng lúc này, dừng tay. Một tiếng hét lớn làm không khí dương cung bạt kiếm biến mất, chỉ thấy Long Thiên Quân khoanh tay đi ra. Long Vương! Long Vương! Hơn 10 thành viên của Long Tổ cung kính tránh ra ảo thành một đường đi nhỏ. Ai về chỗ nấy? Uinh uinh uinh! Long Thiên Quân chỉ nhẹ nhàng phân phó một câu, tất cả thành viên Long Tổ đều nhanh chóng biến mất. Lý Trạch Vũ bĩu môi, hắn khó chịu nói. Uy quyền của Long Vương thật lớn. Đi vào rồi nói. Long Thiên Quân làm động tác mời. Hai người đi vào bên trong. Có một ông lão 80-90 tuổi xuất hiện trước mặt Lý Trạch Vũ. Mặt ông ấy có không ít nếp nhăn, nhưng gần như lại không có lốm đốm nào. Tình huống này chỉ có thể có hai khả năng. Một là chăm sóc cực kỳ tốt, hai là nội công thâm hậu đến nỗi có thể đẩy được tạp chất ra bên ngoài cơ thể. Nhìn khí thế của ông lão thì có thể biết được, ông ấy thuộc về khả năng sau. Thằng nhóc cậu là người nhổ tận gốc thập tuyệt môn. Ông già bình tĩnh mở miệng, giọng điệu không giận tự uy. Lý Trạch Vũ nhíu mày, hắn hỏi Long Thiên Quân, ông già này là ai? Sắc mặt Long Thiên Quân sầm xuống, hắn ta cảnh cáo, đây là sư phụ, cậu tôn trọng một chút. À, Lý Trạch Vũ kéo dài, hắn bực bội nói, thì là sư phụ của Long Vương, thảo nào lại căng thẳng như vậy? Mặt Long Thiên Quân đanh lại, hắn ta đang định cảnh cáo thì lại thấy ông cụ vẫy tay. Lão già này là Long Thanh Phong, cậu chính là cháu trai của Lý Soái sao? Ông cụ cười khẽ. Người kính ta một thước, ta kính lại một trượng. Tính cách của Lý Trạch Vũ là như vậy. Lý Trạch Vũ thấy thái độ của ông già trở nên hòa ái, hắn cũng chắp tay cười nói, thì ra chính là tiền bối Long Thanh Phong một tay thành lập nên Long Tổ, thất kính thất kính. Được rồi, đứng khua môi múa mép trước mặt lão già này, cậu đột nhiên đến Long Tổ bọn tôi là muốn làm gì? Ánh mắt Long Thanh Phong liên tục đánh giá Lý Trạch Vũ. À, tôi vốn là đến tìm Long Vương, thế nhưng Long Tiền Bối ở đây thì tốt quá. Lý Trạch Vũ xoa tay, nói, kiến thức Long Tiền Bối uyên bác, tôi muốn hỏi ông một số việc. Việc gì? Long Thanh Phong làm vẻ chăm chú lắng nghe. Xin hỏi Long Tiền Bối có từng nghe qua thế lực Vu giáo không? Tại sao cậu lại hỏi chuyện này? Vẻ mặt Long Thanh Phong thay đổi. Lý Trạch Vũ thấy vậy thì biết chắc chắn đối phương có biết phụ giáo, hắn thản nhiên nói, có lẽ Long Tiền Bối không biết, thật ra thủ lĩnh của thập tuyệt môn chính là người của Vu giáo. Còn người Long Thanh Phong có rút mạnh mẽ. Điều đó là không có khả năng, mười mấy năm trước Vu giáo đã bị tam đại thế lực tiêu diệt. Có vô số môn phái võ đạo ở nước Hạ, nhưng thế lực võ lâm chân chính chỉ có ở tam đại thánh địa. Lần lượt là Thiền Lâm Tự Phương Trường Sơn. Đạo môn Long Hổ Sơn và Tiêu Giao Cung Tiểu Tu Di Sơn. Nhưng mà từ xưa đến nay có chính ất có tà, mười mấy năm trước Vu giáo chính là tổ chức tài phái gây ra gió tanh mưa múa trong chốn võ lâm. Năm đó, Tam Đại Thánh Địa liên thủ với mười mấy đạo môn chính phái tập hợp ở Thập Vạn Đại Sơn, chém giết hơn 1000 đệ tử của Vu giáo, kể từ đó Vu giáo hoàn toàn biến mất trong giang hồ. Vậy nên bây giờ nghe thấy có một người lần nữa nhắc đến Vu giáo, Long Thanh Phong mới thất thố như vậy. Sư phụ, không chừng năm đó Vu giáo có không ít cá lọt lưới, mấy năm nay bọn họ ẩn náu âm thầm, rất có thể chính là. Long Thiên Quân còn chưa nói xong. Nhưng Lý Trạch Vũ và Long Thanh Phong đã có thể đoán được hắn ta muốn nói gì. Vu giáo muốn ngóc đầu trở lại. Nếu thằng nhóc này không nói dối, vậy chuyện này cần phải được bàn bạc kỹ hơn. Vẻ mặt Long Thanh Phong nghiêm trọng. Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn nói, hai người có cần phải căng thẳng vậy không? Cậu nhóc à, cậu không biết Vu giáo cho nên mới không rõ. Long Thanh Phong nghiêm túc nói, nếu tà giáo này thật sự niết bàn sống lại, sự yên bình của võ lâm chắc chắn bị phá vỡ, thậm chí dân chúng bình thường cũng sẽ bị liên lụy, chúng tôi không thể không khẩn trương. Cuộc chiến năm đó chính là đại chiến, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt và cường giả công thành danh toại đã hy sinh. Một khi nhớ lại, đến chính Long Thanh Phong vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Lý Trạch Vũ không cho là đúng. Ở trong mắt hắn, Vu giáo cũng được, Cẩu giáo cũng thế, cùng lắm thì giết bọn họ một lần nữa là được. Thiên Quân, con tự mình đi điều tra, nếu thằng nhóc này không nói sai, cho dù phải đào ba thước đất cũng phải bắt được tà ma ngoại đạo này. Long Thanh Phong ra lệnh. Long Thiên Quân gật đầu xác nhận, tuân mệnh. Long Vương, nếu các người điều tra được tin tức của Vu giáo, nhớ báo với tôi trước tiên. Lý Trạch Vũ cũng nói ra yêu cầu. Long Thanh Phong nghỉ hoặc nhìn về phía hắn, ông ấy khó hiểu hỏi, sao cậu lại muốn tìm người của Vu giáo? Lý Trạch Vũ gật đầu nói, tạm thời tôi không thể nói chuyện này được, dù sao tôi sẽ không để mọi người phí công giúp đỡ, coi như tôi nợ Long Tổ mấy người một ân tình. N tình của cậu rất đáng giá sao? Long Thanh Phong hỏi đầy thâm ý. Sư phụ, hẳn, con không cần nhiều lời. Long Thiên Quân còn chưa nói xong, đã bị Long Thanh Phong xua tay cắt ngang, ông ấy hứng thú nhìn Lý Trạch Vũ, nghe nói thân thủ của cậu không tồi, có thể thể hiện mấy chiêu cho ông già này nhìn không? Thôi bỏ đi, tôi sợ không cẩn thận sẽ đánh chết ông. Lý Trạch Vũ uyển chuyển từ chối. Nhưng mà ai nghe thấy lời này cũng đều coi là khiêu khích. Khóe miệng Long Thanh Phong giật giật, ông ấy không giận, ngược lại cười nói, cậu tự tin có thể đánh bại ông già này. Chắc chắn là có tự tin rồi. Lý Trạch Vũ cười ha ha, mặc dù thực lực của Long tiền bối không tồi, thế nhưng nếu tôi thật sự nghiêm túc, một tay thôi cũng đủ đối phó với ông. Chà! Long Thiên Quân hít sâu một hơi. Sư phụ Long Thanh Phong của hắn ta là ai? Chính là người thành lập Long Tổ, hơn 10 năm trước là cường giả cảnh giới tông sư danh chấn bốn phương, bây giờ ông ấy nhiều tuổi rồi, thực lực đã sớm đạt đến cảnh giới thâm sâu khó lường được. Thằng nhóc này lại nói dùng một tay cũng thu thập được. Người tan. Long Thiên Quân cảm thấy bản thân đã đủ ngông cuồng, nhưng đứng trước mặt Lý Trạch Vũ thì quả thực là gặp sư phụ. Được, được, được. Long Thanh Phong nói ba tiếng được liên tiếp, ông ấy cười lạnh nói, nếu cậu có thể đánh bại lão già, như vậy nếu Long Tổ chúng tôi tra được Vu giáo, chắc chắn sẽ thông báo cho cậu đầu tiên. Nếu lão già ông đã muốn bị đánh, vậy tôi đây sẽ thỏa mãn. Dứt lời, chỉ thấy Lý Trạch Vũ vẫn đứng tại chỗ, nửa giây sau, hắn đã vọt đến trước mặt Long Thanh Phong. Còn chưa nói bắt đầu, cậu không tuân thủ quy tắc. Binh bất hiếm trá, hãy nhận lấy một quyền của tôi. Trong nháy mắt, Long Thanh Phong vận hồi công lực, đánh ra một quyền rất mạnh. Bốp, hai nắm đấm va chạm vào nhau, lực mạnh dao động khiến khuôn mặt Long Thiên Quân đứng bên cạnh vặn vẹo, cả. Người không khỏi lùi về sau chục bước. Bộp, một trong hai người ra tay đã bị đánh bay ra, người còn lại thì nguyên vẹn đứng tại chỗ. Sau khi bụi bặm bay đi, khi Long Thiên Quân nhìn thấy rõ kết quả thì hoảng sợ, suýt rơi cắm xuống đất. Cậu nhóc khá lắm. Long Thanh Phong ôm ngực, gót chân tì mạnh xuống đất mới ổn định được cơ thể, lúc này miệng của ông ấy chảy máu tươi. Ông ấy bị thương. Lý Trạch Vũ phủi bụi trên người, hẳn thản nhiên nói, tôi còn chưa dùng lực, ông đã không được. Dứt lời, hắn nghênh ngang đi ra cửa chính. Sư phụ, ngài không sao chứ? Long Thiên Quân đi đến chỗ Long Thanh Phong, hẳn ta lo lắng hỏi. Long Thanh Phong hít một hơi, ông ấy hoảng sợ nói, thời khắc mấu chốt thằng nhóc kia lưu tình, nếu không vi sư sợ không nhìn được mặt trời ngày mai. Sư phụ, hẳn mới hơn 20 tuổi, sao lại có thể mạnh như vậy? Long Thiên Quân nuốt nước miếng. Hắn ta biết Lý Trạch Vũ rất mạnh, nhưng không ngờ người này lại khủng bố như vậy. Đến cả sư phụ hẳn ta cũng không chịu được một chiêu. Long Thiên Quân nhớ lại lúc ở Kim Lăng, không khỏi cảm thấy may mắn vì mình không động thủ với Lý Trạch Vũ, nếu không thì chắc 4-9 ngày của hắn ta vừa qua không lâu. Thằng nhóc đó quả thật chính là yêu nghiệt. Phụt, tạm thời đừng nói nữa, mau đỡ vi sư đi chữa thương. Vẻ mặt Long Thanh Phong đầy đau đớn. Cùng lúc đó, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong chờ trên xe thấy Lý Trạch Vũ nghênh ngang đi ra, nhìn qua có vẻ kiêu ngạo, bọn họ cũng phải lau mồ hôi thay cho hẳn. Dù sao đây cũng là địa bàn của Long Tổ, kiêu căng như vậy không sợ bị đánh sao? Dầm. Lý Trạch Vũ chui vào xe, hắn gật đầu phân phó, lái xe, về nhài. Dừng dừng. Vật Tương Vong lập tức nhấn chân ga, chỉ sợ đi chậm thành viên Long Tổ sẽ đuổi theo. Cẩu Phú Quý quay đầu lại, hắn ngượng ngùng nói, thiếu gia, nếu lần sau anh còn đến những nơi nghiêm túc như vậy, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút cho an toàn. Vì sao? Lý Trạch Vũ khó hiểu hỏi ngược lại. Bọn em sợ anh bị đánh. Đánh tôi, bọn họ không có gan đó, cũng không có thực lực. Chậc. Ban đêm,
nhà họ Diệp. Diệp Khinh Nhu vốn ở trong quân đội hiếm khi mới về nhà, nhưng cô ấy lại không bước chân ra khỏi cổng, chỉ ở trong nhà một mình. Cốc cốc cốc, cô nhỏ, có một giọng nói ngọt ngào ở cửa truyền vào. Diệp Khinh Nhu đứng trước gương ổn định lại cảm xúc, cô ấy rửa mặt, xác định không có gì khác thường rồi mới đi ra mở cửa. Cót két, có một cô gái trẻ tuổi đứng ngoài cửa. Đôi môi đỏ tươi, hàm răng trắng sáng, ngũ quan tỉnh xảo giống như đúc. Ánh mắt của cô toát ra linh khí khác hoàn toàn những người phụ nữ bình thường, trong mắt ẩn chứa sự ưu sầm. Càng khiến người ta rung động hơn. Khuôn mặt xinh đẹp nhã nhặn, giống như vẻ đẹp của xử nữ trinh trắng. Có được dung nhan tuyệt thế như vậy, cho dù phụ nữ nhìn thấy cũng phải động lòng, càng đừng nói đến đàn ông. Cô là Diệp Khuynh Thành. Quả nhiên là Khuynh Quốc Khuynh Thành, không phụ danh xưng mỹ nữ đẹp nhất Hoàng Thành. Cô vốn là thiên chỉ kiều nữ được vạn người chú ý. Nhưng qua một đêm thanh danh lại gắn liền với bẩn thỉu, người phụ nữ dâm đãng, hoa tường liễu ngỡ. Bởi vậy có thể thấy được, cuộc phóng đãng 3 năm trước mang đến tổn thương sâu đậm cho Diệp Khuynh Thành như thế nào. Thế theo thời gian, cô dần dần cũng thoát ra được. Thậm chí Diệp Khuynh Thành còn nghĩ, mặc dù nhìn thấy người đàn ông kia, tâm cô vẫn bình yên không gợn sóng. Yên tâm đi, cô nhỏ chắc chắn sẽ không để cháu phải cưới thằng khốn nhà họ Khương kia. Diệp Khinh Nhu cam đoan nói, cô nhỏ, cô đã làm rất nhiều cho cháu rồi. Diệp Khuynh Thành thở dài, cô nói, cứ để như vậy đi. Giọng cô vô cùng phức tạp, giống như con chim khát vọng tự do, nhưng lại mãi mãi không thể thực hiện được giấc mộng. Không cam lòng, bất đắc dĩ, chấp nhận số mệnh. Tên kia đã đồng ý với gì, nhất định sẽ cứu cháu ra khỏi bể khổ. Diệp Khinh Nhu nhìn cháu gái như vậy, cô ấy vô cùng đau lòng. Diệp Khuynh Thành nghe vậy thì nhíu mày, cô nói, Lý Trạch Vũ. Diệp Khinh Nhu gật đầu, cô ấy nói, đúng, hôm nay cô gặp anh tai. Nói đến đây, cô ấy không khỏi nhớ đến thủ đoạn độc ác của Lý Đại Quan, trên mặt hiện lên sự giận dữ. Diệp Khuynh Thành thấy vậy thì mắt tối sầm lại, cô lo lắng hỏi, cô nhỏ, người kia có bắt nạt cô không? Còn nữa, cô đã đáp ứng điều kiện gì của anh ta? Không có. Diệp Khinh Nhu phủ định. Cháu cũng không phải không biết thực lực của cô, người nào có thể chiếm tiện nghi được trước mặt cô. Mặc dù giọng điệu có vẻ chưa tới, nhưng cô ấy vẫn phô bày ra dáng vẻ kiên định. Cô ấy dừng lại một lát, rồi nói tiếp, về phần điều kiện. Hừ, anh ta dám nhắc đến với cô sao? Anh ta mắc nợ cháu cả đời này cũng không trả đủ. Diệp Khuynh Thành nửa tin nửa ngờ. Quả thật cô rõ ràng thực lực của cô nhỏ, cho nên sẽ không lo lắng bị hại, thế nhưng... Lý Trạch Vũ vô pháp vô thiên có tiếng ở Hoàng Thành, nếu tên kia biết kiêng dè, lúc trước làm sao có lá gan làm vậy với cô. Cô nhỏ, cô hãy nói thật với cháu, có phải cô và anh ta đã giao dịch gì đúng không? Diệp Khuynh Thành bỗng cao giọng nói. Mặc dù cô và Diệp Khinh Nhu cách nhau thế hệ, nhưng hai người lớn lên từ nhỏ với nhau, nhìn qua càng giống chị em hơn, cho nên cũng rất hiểu biết đối phương. Diệp Khinh Nhu thấy ánh mắt cháu gái thì hơi chột dạ. Nhưng cô ấy cũng không thể nói ra lời hứa của mình với Lý Trạch Vũ. Rất xấu hổ. Không chỉ vậy, nếu để Diệp Khuynh Thành biết việc này, cô chắc chắn sẽ lo lắng cả đời. Cô đồng ý với tên kia rằng, chỉ cần anh ta nguyện ý ra tay ngăn cản mối liên hôn này, cô sẽ cho anh ta một cơ hội theo đuổi. Diệp Khinh Nhu trả lời nửa thật nửa giả. Diệp Khinh Nhu thấy Diệp Khuynh Thành càng lo lắng hơn, cô lại bổ sung, cháu không cần lo lắng, dù sao cô chỉ nói cho anh ta một cơ hội theo đó. Đến lúc đó từ chối hay không là quyền của cô. Cô nhỏ. Mũi Diệp Khuynh Thành chua xót, cô cảm động đến rơi nước mắt, thật ra cô không cần thiết phải đi tìm anh ta, cho dù anh ta đồng ý cũng vô dụng, bởi vì anh ta hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Không. Diệp Khinh Nhu lắc đầu phủ định, cô ấy nói như chém đỉnh chặt sắt, cháu biết không, tên kia dường như hoàn toàn thay. Đổi thành một người khác, đến cả cô cũng. Nói đến đây cô ấy vội ngậm miệng lại, cố gắng nuốt. Không phải đối thủ của anh ta, xuống. Dù sao Diệp Khinh Nhu cũng vừa mới khoe thực lực của mình với cháu gái, chớp mắt lại nói mình bị người ta đánh bại. Đây không phải là tự vả vào mặt mình sao? Đến cả cô cũng cái gì? Diệp Khuynh Thành vô cùng tò mò hỏi. Nói tóm lại cháu đừng hỏi nhiều như vậy, tin tưởng tên kia có năng lực giúp cháu là được. Diệp Khinh Nhu mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ kiên định. Trong một biệt thự tư nhân ở chỗ giao ngã ba và ngã tư, Lý Tông Bình buông thõng điện thoại xuống, cả người không có sức lực dựa vào sofa.
Đây đã là lần thứ 100 Lý Tông Bình không gọi được cho con trai mình, bởi vậy có thể khẳng định, 89 phần con trai gã ta đã gặp chuyện không may. Lý Trạch Vũ. Lý Tông Bình cắn chặt răng đến sắp gãy, vẻ mặt âm trầm có chút dọa người. Bác cả, bác đang tìm tôi sao? Một giọng nói trêu tức bỗng vang lên. Lý Tông Bình sửng sốt, gã ta lập tức trừng to mắt, con người co rút mạnh. Chỉ thấy một bóng người quen thuộc không biết xuất hiện ở đại sảnh từ khi nào, đúng là Lý Trạch Vũ trong miệng gã ta gọi. Sao, sao cháu lại ở đây? Vẻ mặt Lý Tông Bình rất căng thẳng. Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, tôi đã đến từ lâu rồi, chỉ là bác cả không chú ý đến mà thôi. Cháu trai, muộn vậy rồi mà cháu vẫn đến tìm bác là có chuyện quan trọng gì sao? Lòng dạ Lý Tông Bình thâm sâu, trong chớp mắt, gã ta cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Lý Trạch Vũ ngồi xuống đối diện gã ta, hắn bắt chéo nhân, bất cần đời nói, sáng nay tôi đi gặp ông cố tôi, nghe nói anh họ mất tích, nên tôi mới cố ý đến gặp bác cả. Cháu có biết Tu Nhi ở đâu không? Lý Tông Bình híp mắt lại, mặc dù trong lòng chắc chắn chuyện con trai mất tích không thể không liên quan đến Lý Trạch Vũ, nhưng lúc này gã ta vẫn lựa chọn giả ngốc. Dù sao bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xé rách mặt nhau. Tôi biết. Lý Trạch Vũ làm ra vẻ, bác thật thông minh. Tu Nhi ở đâu? Lý Tông Bình bất thốt hỏi. Bác cả muốn đi gặp anh họ, vậy tôi tiễn bác đi gặp được không? Lý Trạch Vũ đề nghị nói. Trong lòng Lý Tông Bình có linh cảm không tốt, nhưng gã A nghĩ lại có vẻ là do mình suy nghĩ nhiều. Nơi này là nhà của gã ta, mà Lý Trạch Vũ chỉ có một mình. Có cái gì mà phải lo lắng? Vậy cháu đưa bác đi đi. Lý Tông Bình gật đầu đồng ý. Lý Trạch Vũ lại lắc đầu nói, tôi không thể đưa bác đi. Chỉ có thể tiễn bác thôi. Cái gì? Lý Tông Bình nghe vậy thì như lọt vào sương mù, hoàn toàn không hiểu đối phương nói vậy là có ý gì, thế nhưng gã ta vẫn đồng ý nói, vậy cháu tiễn bác đi cũng được. Ok. Lý Trạch Vũ khoa tay làm một động tác, sau đó hắn lấy một con dao găm trong người ra. Trong phút chốc, Lý Tông Bình biến sắc, cháu muốn làm gì? Tiễn bác đi gặp anh họ đó. Trên mặt và cả người Lý Trạch Vũ lộ ra nụ cười vô hại. Cuối cùng Lý Tông Bình cũng hiểu tại sao đối phương lại nói chỉ có thể tiễn gã ta đi. Thì ra là muốn giết gã ta. Lý Trạch Vũ mày vô liêm sỉ, vô pháp vô thiên thì thôi, bây giờ còn không nhận người thân sao. Lý Tông Bình vô cùng tức giận. Cút con mẹ ông đi, bác có coi ông đây là cháu trai không? Lý Trạch Vũ lạnh như băng hỏi lại một câu. Lý Tông Bình cau mày, gã ta nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Một lát sau. Ha ha ha. Lý Tông Bình bỗng cười ta, gã ta lạnh lùng nói, xem ra ngồi tù 3 năm khiến mày thông minh hơn. Tất cả cũng là nhờ cha con hai người ban tặng, dù sao tôi cũng phải cảm ơn mấy người. Lý Trạch Vũ còn nghiêm túc đáp lại. Tao vốn muốn lợi dụng nhà họ Khương để diệt trừ mày, nhưng mày đã vội vã muốn chết như vậy, tao đây cũng hết cách. Bốp bốp, Lý Tông Bình nói xong, gã ta vỗ tay. Nhưng mà vệ sĩ lại không vọt vào như dự đoán. Trái lại Lý Trạch Vũ lại từng bước đi đến trước mặt gã ta. Tất cả 16 vệ sĩ nhà bác đều bị treo cổ rồi, bây giờ tôi sẽ tiễn bác đi gặp Lý Tu. Tuyên thành, bầu trời bắt đầu xuất hiện mưa phùn lất phất. Vừa xuất viện không lâu, lúc này Trần Khánh An đang ngồi trên ghế sofa, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, có thể thấy tâm trạng ông không tệ. Ông nội, ông ăn chút trái cây đi ạ. Trần Thanh Giao đặt một đĩa trái cây tươi đã được cắt sẵn lên bàn uống trà nhỏ. Giao Giao, sao không thấy Trạch Vũ đâu cả? Còn những người khác đi đâu rồi? Trần Khánh An tò mò hỏi. Trần Thanh Giao nghiêng đầu nhìn chị gái đang bận rộn làm việc dù đã về đến nhà, tỏ ý bảo ông cụ đi hỏi người sau. Kết quả, Trần Khánh An lại vẫy vẫy tay, hô lên, Thanh Tuyết, Trạch Vũ đâu rồi? Con không biết. Trần Thanh Tuyết cũng không thèm ngẩng đầu, lên tiếng trả lời, vẫn một lòng giải quyết công việc. Con tới đây, lúc này, Trần Khánh An đột nhiên cất cao giọng. Trần Thanh Tuyết nói với vẻ cầu xin, ông nội, ông cho con xin mấy phút, con sẽ xử lý ngay. Chuyện công việc cứ để sang một bên trước đi, bây giờ con tới đây đã, ông nội có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Trần Khánh An không cho cô cơ hội từ chối, lên tiếng sắp xếp. Do dự mãi một lúc, cuối cùng Trần Thanh Tuyết vẫn đặt bút xuống, đứng dậy đi tới chỗ ông cụ. Trần Khánh An thấp giọng hỏi, có phải con đang trách ông nội vì đã thay con sắp xếp cuộc hôn nhân này đúng không? Ông nội, mấy người trẻ bây giờ đều chú trọng việc tự do yêu đương. Con chỉ cần trả lời có phải hay không là được.
Trần Khánh An lên tiếng ngắt lời. Trên mặt Trần Thanh Tuyết hiện vẻ buồn bực, thế nhưng vẫn khẽ gật đầu. Thế ông nội hỏi lại cháu cảm thấy tính cách của Trạch Vũ thế nào? Trần Khánh An hỏi lại lần nữa. Anh ta, Trần Thanh Tuyết ngẩn người. Mặc dù có rất nhiều lời đồn thổi liên quan tới Lý Trạch Vũ, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết ngay. Thế nhưng trải qua mấy ngày chung sống, thậm chí cô lại còn có ảo giác, những tin tức mà lúc trước cô nghe được đều là tin vịt. Chị, anh rể hoàn toàn không giống những gì mà người ngoài đã đồn thổi. Trần Thanh Giao ngồi bên cạnh lên tiếng. Trần Thanh Tuyết liếc nhìn em gái một cái, giận dỗi nói, ai biết được anh ta có đang ngụy trang hay không? Không, một người cho dù có ngụy trang giỏi cỡ nào cũng sẽ để lộ sơ hở. Trần Thanh Giao phản bác, tính cách cởi mở của anh rể chắc chắn không phải là giả vờ. Cho là mấy cái em nói đều đúng đi, thế nhưng... Trần Thanh Tuyết nói đến đây, có hơi oán trách nhìn về phía Trần Khánh An, ông nội, con và anh ta mới quen nhau được mấy ngày chứ. Hôn nhân cũng không phải chuyện đùa, sao có thể qua loa như thế? Trần Khánh An cười nhạt đáp lời, năm đó, ông và bà nội con quen nhau chắc được một ngày, gặp nhau được một lần, ngày hôm sau bà ấy đã gả cho ông rồi đấy. Cháu đã nói rồi, bây giờ không thể so sánh với thời của ông được. Một tiếng động thật lớn đột nhiên truyền tới, ba người đang ngồi trong nhà đều sợ hết hồn. Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy cánh cổng căn biệt thự ngã xuống cái rầm. Người nào dám tới đây làm càn? Cùng lúc đó, chị Phượng âm thầm mang theo 9 tên phượng vệ xuất hiện. Một tên đàn ông tóc xoăn, mùa đông thế này mà chỉ mặc. Cộc một chiếc áo lót bước vào sân nhà, ánh đèn chiếu xuống. Đôi tay không cân xứng của gã khiến người khác chú ý. Kỳ Lân thủ Tả Kinh Vân. Chị Phượng vừa nhìn đã nhận ra thân phận của người kia. Mấy năm không xuất hiện trên giang hồ, không ngờ còn có người có thể nhận ra tôi đây. Người đàn ông ngông cuồng cười một tiếng. Chị Phượng cùng một nhóm phượng vệ đều lên tinh thần. Bởi vì tên Kỳ Lân thủ Tả Kinh Vân trước mặt này đã vang. Danh trong giới giang hồ từ mấy năm trước, là cường giả đứng đầu, bọn họ không thể khinh thường. Hoàng Thành, nhà họ Lý. Lý Trạch Vũ vừa về đến nhà đã bị lão quản gia dẫn đến nhà thờ tổ. Giờ phút này Lý Viễn Sơn đang đứng trầm tư trước một hài bài vị, còn Lý Định Quốc đang đứng bên cạnh chờ đợi. Tới đây, quỳ xuống. Nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của cháu trai mình, Lý Định Quốc sụ mặt quát lên. Em eo Lý Trạch Vũ nghiêm chỉnh quỳ xuống. Lý Viễn Sơn xoay người lại, Lý Định Quốc vội vàng đi tới đỡ ông cụ, cha cẩn thận. Không có gì đáng lo. Xương cốt trong người Lý Viễn Sơn cũng xem như cường tráng, cúi đầu nhìn về phía Lý Trạch Vũ, mau đến thắp cho đại thái gia của cháu một nén nhang đi. Vâng, Lý Trạch Vũ làm theo. Lý Viễn Sơn thở dài, hốc mắt ửng đỏ, chắc hẳn đã nhớ tới chuyện xưa. Cha, con dự định sẽ đưa thằng nhóc này vào quân đội. Lý Định Quốc thấp giọng lên tiếng. Nghe thấy câu này, Lý Trạch Vũ giật mình, nói, lão Lý, ông không nói đùa đó chứ. Im miệng, quỳ cho đàng hoàng đi, Lý Định Quốc lên tiếng mắng. Lần này Lý Viễn Sơn cũng không thiên vị hắn nữa, khẽ gật đầu, tính tình của tên nhóc này quá ngang tàng, cho vào quân đội rèn luyện một chút cũng tốt. Không đi, cháu không rảnh đâu, Lý Trạch Vũ gần như là gào lên từ chối. Kỷ luật trong quân đội rất nghiêm khắc, một người được nuông chiều từ nhỏ đến lớn như hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi sự ràng buộc như thế. Muốn đưa hắn vào quân đội thế chẳng bằng cho hắn quay lại tử tù còn thoải mái hơn. Lý Định Quốc đá hắn một cái, hừ một tiếng, đi cũng phải đi, không muốn cũng phải đi. Ai thích đi thì cứ đi, nói thế nào cháu cũng không đi. Lý Trạch Vũ khinh thường nói. Chuyện này cũng không do cháu. Con im miệng trước đi. Lý Viễn Sơn lên tiếng ngắt lời, nhìn sang Lý Trạch Vũ nói, nếu không muốn vào quân đội thế cháu muốn làm gì? Tiếp tục là một thiếu gia con nhà giàu. Mặc quần là áo lụa là được à? Lý Trạch Vũ mặt không đỏ, tim không đập cười nói, người khác muốn còn không có tư cách làm nữa kìa. Đây chắc chắn không phải là một lời nói dối. Người bình thường có ai không muốn được ngậm thìa vàng chứ? Chỉ là không có số mệnh đó mà thôi. Vô liêm sỉ, Lý Đình Quốc giận không có chỗ phát tiết. Vô liêm sỉ, cha bảo con im miệng mà con không nghe thấy sao? Lý Viễn Sơn cũng quát một tiếng. Tính cách muốn bao che cho con cháu lại nổi lên rồi. Lý Định Quốc bị dọa rụt cổ lại, vội vàng im miệng. Ông cố, ông nội, nên làm gì tự bản thân cháu sẽ có quyết định, hai người không cần phải lo cho cháu. Lý Trạch Vũ lên tiếng trấn an. Lý Định Quốc ngượng ngùng nhìn cha mình một cái,
sau đó lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trợn mắt nhìn cháu trai, sau này, khi ông và ông cố của cháu không còn nữa, cháu sẽ làm gì đây? Nên làm gì thì làm cái đó thôi, dù sao tiền nhà ta cháu xài 10 đời cũng không hết. Hơn nữa, Lý Trạch Vũ nhìn chăm chăm Lý Viễn Sơn, cười nói, cơ thể của ông cố Lý vẫn còn cường tráng lắm, sống thêm 18 năm nữa cũng không thành vấn đề. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Lý Đình Quốc, còn ông nội Lý, he he ha, ông vẫn còn sống. Cháu, nghe thấy thế, Lý Viễn Sơn và Lý Đình Quốc cũng không biết nên khóc hay nên cười. Được rồi, còn chuyện gì khác không ạ? Nếu không thì cháu đi ngủ đi, ngày mai cháu còn chuyện quan. Trọng cần làm. Lý Trạch Vũ tỏ ra thiếu kiên nhẫn, lòng bàn chân như được bôi dầu. Cháu thì có thể có chuyện quan trọng gì chứ? Dường như Lý Định Quốc đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ánh mắt phát sáng, có phải tên nhóc con cháu muốn? Ông nội, ông đã đoán đúng rồi đó, ngày mai cháu phải đi cướp hôn. Lý Trạch Vũ trả lời thẳng thắn không chút kiêng dè. Đúng là tên nhóc con. Lý Viễn Sơn giơ ngón cái lên, tán thưởng lên tiếng, không hổ là người của nhà họ Lý, cũng mang dòng máu này. Cũng vào lúc này, thiếu gia, chỉ thấy cậu Phú Quý hốt hoảng lao vào. Lý Trạch Vũ khẽ nhíu mày, chuyện gì lại khiến cậu gấp gáp thế này? Chị Phượng, chị ấy. Cậu Phú Quý ghé vào tai hắn nói nhỏ. Dần dần, nụ cười trên mặt Lý Trạch Vũ cũng biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ tức giận lạnh như băng. Cả người chị Phượng bị thương nặng, hai chị em nhà họ Trần bị bắt đi. Điều tra, mau điều tra cho ông đây. Lý Viễn Sơn tức giận quát lên, cho dù đối phương có là ai, nghiêm trị không thai. Giờ phút này, trên người ông cụ chỉ cần dậm chân một cái đã khiến nước hạ chấn động, đang tản ra sự tức giận ngút trời. Cha đừng kích động, con sẽ lập tức bảo Long Tổ đi thăm dò. Lý Định Quốc cũng tức giận không nhịn nổi. Ngay cả cháu dâu tương lai cũng ông cũng dám động đến, đúng là tự tìm đường chết. Không cần điều tra, Lý Trạch Vũ hờ hững lên tiếng ngắt lời. Chỉ thấy ánh mắt hắn híp lại như hạt đậu, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Chuyện này cứ giao cho cháu xử lý. Thành phố Tân, tại khách sạn quốc tế Feston. Trong phòng tổng thống cao cấp nhất, hai chị em Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao đều đang bị trói lại bằng một sợi dây. Cót két, một thanh niên thần thái sáng sủa đẩy cửa bước vào. Anh là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Trần Thanh Giao cảnh giác hỏi. Người thanh niên lững thững đi tới trước mặt hai chị em. Nở nụ cười lịch sự, xin tự giới thiệu về tôi một chút, tôi tên Khương Như Phong, chắc hẳn hai cô đã nghe qua tên của tôi rồi nhỉ. Nhà họ Khương là một gia tộc vô cùng giàu có trong giới kinh doanh ở nước Hạ, đương nhiên hai chị em đã từng nghe qua danh của Khương Như Phong. Anh làm gì ông nội tôi rồi? Trần Thanh Tuyết có vẻ bình tĩnh hơn, hỏi. Lão già đó ấy à? Hẳn là chết rồi, Khương Như Phong chẳng thèm quan tâm, trả lời. Trong phút chốc, tên xúc sinh, tôi liều mạng với anh. Hai hàng nước mắt trong suốt chảy ra từ trong mắt Trần Thanh Giao, thế nhưng cho dù cô có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc. Hai mắt Trần Thanh Tuyết đỏ lên, điên cuồng gào thét, chính phủ sẽ không bỏ qua cho anh đâu, chắc chắn sẽ không. Số phụ nữ bị tôi đùa giỡn không được 100 thì cũng được khoảng 80, trong số những người đó có không ít người bị ép buộc, thế nhưng cô nhìn đi chẳng phải tôi vẫn hiên lành đứng ở đây sao? Khương Như Phong nhún nhún vai. Hồn nhiên chẳng thèm để tâm tới lời uy hiếp của đối phương. Bốp bốp, anh ta vỗ tay một cái. Cót két. Cửa phòng lại bị đẩy ra, một tên người làm bưng hai ly rượu vang vào. Cậu Khương, tên người làm đặt ly rượu lên bàn, cung kính nói, tôi đã làm theo lời dặn của cậu, bỏ đồ chơi kia vào trong rồi. Khương Như Phong hài lòng gật đầu, nói, ra ngoài lấy tiền thưởng đi. Vâng, cảm ơn cậu Khương. Vẻ mặt tên người hầu vô cùng hưng phấn. Cung kính lui ra ngoài. Khương Như Phong liếc nhìn hai cô gái một cái, lạnh lùng nói, biết tại sao tôi lại muốn bắt hai người không? Khốn khiếp, chính nghĩa vĩnh viễn không biến mất, ông trời sẽ không bỏ qua cho trò vặt này của anh đâu. Trần Thanh Giao vẫn không ngừng gào thét. Khương Như Phong cũng chẳng thèm để ý, vẫn tươi cười lên tiếng, ngày mai tôi phải kết hôn rồi, cô dâu còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thế nhưng tôi lại chẳng vui vẻ nói. Nói đến đây, anh ta nhíu mày, bởi vì bắt đầu từ ngày mai trên đầu tôi sẽ đội cái mũ xe nhổ. Trần Thanh Tuyết nhìn chằm chằm đối phương. Trước đó cô đã điều tra tài liệu về Lý Trạch Vũ, nhân tiện cũng biết một chút về nữ chính trong câu chuyện ngoại tình, thế nên cô biết chính là người phụ nữ đáng thương gả cho tên xúc sinh trước mắt này.
Người đội cho tôi cái mũ xanh đó tên là Lý Trạch Vũ, chắc hẳn hai cô cũng chẳng xa lạ gì nhỉ. Nhận mà không đáp lại thì đúng là vô lễ, tôi cũng phải cho anh ta nếm thử mùi vị đội mũ xe nhồ. Chậc chậc, chỉ là tôi không ngờ hai chị em các cô lại sinh đôi, ha ha ha. Nếu như thế thì tôi cũng không mất mát gì. Nói đến đây, mặt Khương Như Phong vô cùng tà ác. Trần Thanh Tuyết dùng hết sức bình sinh cũng không thể thoát khỏi sợi dây trói, hung hăng cảnh cáo lên tiếng. Tên xúc sinh, anh không được động vào em gái tôi. Khốn nạn, nếu như anh dám động vào chị gái tôi sẽ liều mạng với anh. Trần Thanh Giao tức giận, không nhịn được mắng. Khương Như Phong nào để tâm tới sự uy hiếp của hai chị em cô chứ? Hai tay anh ta cầm hai ly rượu vang, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, nói, yên tâm đi, chỉ cần hai người uống hết hai ly rượu này, đợi lát nữa sẽ cầu xin tôi. Anh ta còn chưa dứt lời. Cửa phòng đã đổ rầm xuống. Chỉ thấy một bóng người thẳng tắp xuất hiện trước mắt ba người. Anh rể. Thấy rõ mặt mũi người đến, Trần Thanh Giao kích động không thôi. Trần Thanh Tuyết ở bên cạnh cũng vui như thế, tựa như nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối. Ngay cả bản thân cô cũng không biết, vì sao khi nhìn thấy Lý Trạch Vũ cô lại thấy an tâm như thế. Kẻ thù mặt đối mặt, vô cùng hấp dẫn. Vẻ mặt Khương Như Phong tràn đầy hung tợn, gắn từng chữ, Lý. Trạch, Vũ, cha mày tới đây, bây giờ mày nói cho tao biết, mày muốn chết như nào? Lý Trạch Vũ bước từng bước áp tới, giọng nói rét lạnh khiến người nghe cảm thấy không rét mà run. Khương Như Phong không nhịn được lùi về sau hai bước, thế nhưng ngay sau đó trong lòng lại dâng lên cảm giác xấu hổ. Tại sao ở trước mặt người này, anh ta lại thụt lùi? Cho dù đối phương là người nhà họ Lý thì thế nào? Ở đây là thành phố Tân, là sân nhà của anh ta. Ha ha ha, chỉ bằng một mình mày. Khương Như Phong cười to, ngay sau đó hưng phấn la lên, Vân Sư Huynh, giúp tôi bắt tên nhóc này lại. Phong Sư Đệ, ta, phụt, chỉ thấy Tả Kinh Vân bò trên đất hệt như một con chó chết, cánh tay kỳ lân khiến hắn kiêu ngạo đã bị gấy, còn chưa bò đến dưới chân Khương Như Phong đã chẳng còn chút khí thế nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Khương Như Phong biến sắc. Vân Sư Huynh chết rồi. Không thể nào, chắc chắn không thể nào. Vân Sư Huynh là cường giả nửa bước tông sư đấy, ở phái Thanh Thành, ngoại trừ sư phụ của gã ra, có thể nói là không. Còn đối thủ, một tên thiếu gia quần là áo lụa như Lý Trạch Vũ, sao có thể giết được Vân Sư Huynh chứ? Mày không muốn chết đúng không? Được thôi, thế tao sẽ để mày sống. Lý Trạch Vũ cười tà mị. Mày muốn làm gì? Nhìn nụ cười trên mặt đối phương, trong lòng Khương Như Phong có cảm giác chẳng lành. Mặc dù anh ta là đệ tử phái Thanh Thành. Thế nhưng cũng chỉ được cái tiếng mà thôi, bản thân anh ta hoàn toàn chẳng có tí võ công nào. Hơn nữa cho dù có biết võ công thì thế nào. Dù sao Vân Sư Huynh của anh ta cũng chết rồi. Lý Trạch Vũ tung người bay tới, Khương Như Phong còn chưa nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, lập tức cảm nhận trong miệng vừa được đổ thứ gì đó. Sau khi định thần, hai ly rượu anh ta cầm vừa nãy chẳng biết đã vào tay Lý Trạch Vũ từ lúc nào. Còn anh ta vừa mới uống rượu trong hai ly đó. Học, học, chẳng lãng phí chút rượu nào, toàn bộ rượu đều được đổ vào miệng Khương Như Phong. Lý Trạch Vũ buông đối phương ra, xoay người đi tới bên cạnh Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao, cởi sợi dây đang trói hai chị em. Tên khốn, tao liều mạng với mày. Việc đầu tiên Trần Thanh Giao muốn làm lúc này là liều mạng với Khương Như Phong, nhưng lại bị Lý Trạch Vũ cản lại. Anh rể, tên khốn này hại chết ông nội tôi. Trần Thanh Giao đỏ mắt nói. Yên tâm đi, ông nội Trần không sao. Lý Trạch Vũ lên tiếng trấn an, sau đó đảm bảo, hai chị em về Tuyên Thành trước đi, mấy tên lang thang này cứ giao cho tôi xử lý. Giao giao, chúng ta về nhà trước đi. Trần Thanh Tuyết nhìn tình hình ở đây, cũng biết nơi đây không thích hợp để ở lại lâu. Đợi hai chị em rời khỏi, Lý Trạch Vũ lại nhìn Khương Như Phong lần nữa. Mày đừng tới đây, ở đây là thành phố Tân, là địa bàn của nhà họ Khương. Mặc dù không ngừng uy hiếp, thế nhưng Khương Như Phong vừa nghĩ tới Vân Sư Huynh của anh ta cũng đã chết, nói thế nào cũng không giữ được tỉnh táo. Lý Trạch Vũ dùng tay đánh anh ta bất tỉnh, sau đó lại vác lên vai, thoáng một cái đã biến mất không còn thấy đâu. Nửa tiếng sau, trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Khi Lý Trạch Vũ dẫn theo Khương Như Phong đến nơi này, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đã chờ ở đó. Thiếu gia! Đồ tôi bảo các cậu chuẩn bị đâu? Nhốt ở trong phòng.
Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong đều rất khó hiểu, không biết tại sao nửa đêm Lý Trạch Vũ lại bảo hai người bọn họ tìm một con heo nái đến làm gì. Bộp! Chỉ thấy Lý Trạch Vũ ném một cái túi vào mặt Khương Như Phong. Ai Khương Như Phong từ từ tỉnh lại, anh ta nhìn ba người Lý Trạch Vũ không có ý tốt, anh ta bất an nói, Lý Trạch Vũ, anh thả tôi đi, cùng lắm thì tôi không quan tâm cái mũ xanh anh đội cho tôi. Bây giờ biết hối hận rồi. Lý Trạch Vũ nghiền ngẫm cười nói, xin lỗi, muộn rồi. Vẻ mặt Khương Như Phong hoảng sợ, anh ta nói, anh muốn làm gì tôi? Còn chưa dứt lời, anh ta có cảm giác cả người mình nóng lên. Trong phút chốc, anh ta nhớ tới lúc trước khi hôn mê, mình có uống hai ly rượu vang kia. Xong rồi, tác dụng của thuốc phát tác rồi. Khương Như Phong hoảng sợ. Một khi uống thuốc kích dục, nếu trong một giờ không phát tiết, như vậy cả người sẽ nổ tan mà chết. Tha cho tôi, để tôi đi tìm phụ nữ, nếu không tôi sẽ chết. Khương Như Phong quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong nhìn nhau, rốt cuộc cũng hiểu tại sao hơn nửa đêm thiếu gia lại bảo bọn họ tìm một con heo nái. Thì ra là chuẩn bị cho người kia ồ. Yên tâm, được rồi, sao tôi có thể để cho Khương Đại Thiếu chết như vậy được? Lý Trạch Vũ Trần An nói, tôi đã chuẩn bị thứ anh cần rồi, cứ tha hồ mà phát tiết đi. Nơi này có phụ nữ, đương nhiên Khương Như Phong không thể tin được đối phương lại có lòng tốt như vậy, thế nhưng anh ta rất không ngờ. Rằng, thì ra Lý Trạch Vũ không dám để anh ta chết. Mau vào đi, bên trong có mỹ nữ tuyệt thế, đang chờ anh đó. Không tồi đâu, chúng tôi cam đoan cả đời này anh sẽ khó quên được. Dưới sự xô đẩy của cậu Phú Quý và Vật Tương Vong, Khương Như Phong sắp mất lý trí bị đẩy vào phòng. Cạch! Ngay sau đó vang lên tiếng Vật Tương Vong khóa cửa. DML! Lý Trạch Vũ, anh mau thả tôi ra ngoài. Trong phòng, Khương Như Phong đối mặt với heo nái, cuối cùng anh ta cũng hiểu được tại sao Vật Tương Vong lại nói cả đời này khó quên. Anh ra sức gõ cửa phòng. Lý Trạch Vũ, tôi sai rồi, cầu xin anh hãy buông tha cho tôi. Anh thả tôi ra, đến khi tôi cưới Diệp Khuynh Thanh. Sau này anh vẫn có thể tiếp tục ngoại tình với vợ tôi. Cầu xin anh thả tôi ra. Khu khụ khu, khụ khụ. Đầu lưỡi của heo nái liếm lên mặt Khương Như Phong. Rất rõ ràng là con heo nái này cũng ăn phải thứ gì đó đặc biệt. Dần dần, Khương Như Phong không nhận được lời đáp lại, mặt anh ta xám như cho tàn, mà hai mắt anh ta cũng bắt đầu phiếm hồng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía con heo nái. Ông đây không nhịn được. Tao đâm chết mày. Khương Như Phong hoàn toàn không kiểm soát được. Lúc này bên ngoài, ba người Lý Trạch Vũ đứng bên ngoài hút thuốc. Cậu Phú Quý nhìn thoáng qua căn phòng nhỏ hẹp, hắn tiếc hận nói, ái ra, một hoàng hoa khuê heo cứ như vậy bị trà đạp. Chế tử hoàng hoa khuê nữ, ý chỉ những cô gái trẻ vẫn chưa lấy chồng. Vật Tương Vong cười ha ha, chỉ có thiếu gia mới nghĩ ra biện pháp lợi hại như vậy. Cảm ơn đã khen. Lý Trạch Vũ không biết xấu hổ nói. Trong hai người ai vào chụp ảnh đi, tôi muốn ngày mai tên kia được lên đầu đề. Nghe vậy, miệng cậu Phú Quý giật mạnh vài cái. Nếu ảnh chụp này bị tung ra ngoài, có lẽ Khương Như Phong sẽ muốn chết. Quả thật là đâm một phát vào tim. Lý Trạch Vũ sờ mũi, hắn hỏi hai người, có phải là tàn nhãn quá không? Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong cùng gật đầu. Vậy làm mờ mặt heo nái đi, dù sao người ta vẫn là hoàng hoa khuê heo, chắc da mặt sẽ mỏng. Mẹ nó, cậu Phú Quý và Vật Tương Vong suýt ngã quỵ trên mặt đất. Hơn nửa tiếng sau, trong phòng dần không còn động tĩnh. Hu hu hiu, bỗng có tiếng khóc truyền ra. Là Khương Như Phong, anh ta khóc. Cạch, cậu Phú Quý mở cửa, lôi Khương Như Phong ra ngoài. Lý Trạch Vũ, tao sẽ nhớ kỹ mối thù hôm nay. Ánh mắt Khương Như Phong hung dữ giống như muốn ăn thịt người. Anh ta nằm mơ cũng không ngờ rằng. Có ngày bản thân sẽ xảy ra quan hệ với một con heo nái. Ghê tởm hơn chính là, lúc vừa mới hành động, ấy thế mà trong lòng anh ta lại sinh ra suy nghĩ lần sau còn muốn thử lại. Cho dù nguyên nhân là tại thuốc, nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất ghê tởm. Mà kẻ đầu sỏ gây nên hết thảy, chính là tên chết tiệt trước mặt này. Có tin không ông đây sẽ khiến anh quỳ xuống cầu xin tôi trong một giây không? Lý Trạch Vũ cười nghiền ngẫm, hắn nói. Cầu xin. Nằm mơ đi. Khương Như Phong khinh thường cười lạnh. Bây giờ thuốc đã hết tác dụng, anh ta không hề sợ hãi con heo nái kia, hơn nữa anh ta cũng chắc chắn Lý Trạch Vũ không dám giết mình. Người anh em, xem đây là thứ gì?
Phật Tương Vong võ võ bả vai Khương Như Phong, gã chìa màn hình điện thoại cho anh ta xem. Bịch, một tiếng, mặt Khương Như Phong biến sắc, anh ta quỳ xuống, đại ca, là tôi có mắt như mù, tôi cầu xin anh, đừng để những tấm ảnh đó lọt ra ngoài. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng anh ta lại nhắc nhở chính mình. Đàn ông có được giãn được, chỉ cần giải quyết ổn thỏa chuyện này, sau này nhất định sẽ trả lại nhục nhã gấp trăm ngàn lần hôm nay cho đối phương. Trong mắt Lý Trạch Vũ tràn đầy khinh thường, hắn cảm thấy Diệp Khinh Nhu hình dung người này không sai một từ. Phế vật! Chúng ta đi thôi! Lý Trạch Vũ vẫy tay, dẫn theo Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong rời đi. Khương Như Phong xác nhận bản thân an toàn, anh ta thở phào, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cấp dưới đến đón. Ngay sau đó, anh ta cũng không quên chỉnh lại mặt mũi, âm thầm nhắc nhở bản thân không thể để người khác nhìn ra manh mối. Một tiếng sau, Khương Như Phong về đến nhà. Anh ta vọt vào phòng tắm đầu tiên, tắm đi tắm lại mấy lần. Đáng tiếc cho dù khi đến chảy ra, thì cũng không rửa sạch được nỗi sỉ nhục tâm hồn của anh ta. Cốc cốc cốc, thiếu rồ. Giọng lão quản gia bên ngoài truyền vào. Khương Như Phong lau mặt, lúc này anh ta mới quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm. Hắt xì, có chuyện gì? Vẻ mặt Khương Như Phong cực kỳ khó coi. Lão gia nói cậu nên đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai là ngày vui của cậu. Lão quản gia dặn dò nói. Rầm. Khương Như Phong không quan tâm, anh ta dứt khoát đóng rầm cửa lại. Khương Như Phong nằm trên sofa, anh ta càng nghĩ càng cảm thấy tức giận không chịu được, vì thế anh ta lấy ra một chai rượu, uống liên tục mấy ngụm. Cốc cốc cốc. Thiếu gia. Giọng của lão quản gia lại truyền đến. Khương Như Phong khó chịu quát, con mẹ nó ông dám quấy rầy bổn thiếu gia nữa xem, có tin ông đây ném ông cho chó ăn không? Lời này làm lão quản gia hoảng sợ, ông ta lui về sau vài bước theo bản năng, ngượng ngùng nói, thiếu gia, là lão gia bảo tôi gọi cậu qua, hình như là xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn? Có thể xảy ra chuyện lớn gì được chứ? Trong lòng Khương Như Phong có linh cảm không tốt, anh A nhanh chóng mặc quần áo vào, đi theo lão quản gia vào từ đường. Chát! Thằng nghịch tử, mày làm mất hết mặt mũi của nhà họ Khương chúng ta rồi. Vừa mới đi vào cửa, một người đàn ông trung niên đã cho Khương Như Phong một cái tát. Cha, cha đánh con làm gì? Khương Như Phong choáng váng đầu óc. Mày còn mặt mũi hỏi. Khương Chính Hoàng tức giận đến mặt trắng bệch, ông ta trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt con trai. Khương Như Phong nhìn chằm chằm, tin tức đầu đề lọt vào mắt anh ta đầu tiên. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là suy đồi đạo đức, Khương đại thiếu tập kích Hoàng Hoa Khuê Heo vào ban đêm. Sơn Trang Nguyệt Lạc. Nhìn thấy hai cô cháu gái bình an trở về, trái tim treo lơ lửng của Trần Khánh An cuối cùng cũng có thể buông xuống. Trần Thanh Tuyết lập tức cho người tăng cường an ninh trong Sơn Trang, ngay trong đêm điều thêm cả chục vệ sĩ từ công ty bảo an uy tín tới. Chị mau nhìn xem. Trần Thanh Giao đột nhiên chạy ra từ trong phòng. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Trần Thanh Tuyết cầm lấy điện thoại từ tay em gái, lúc đọc xong nội dung thì bật cười một tiếng. Nhất định là anh dễ làm. Trần Thanh Giao nói đầy chắc chắn, nỗi buồn trong lòng bỗng chốc biến mất. Trần Thanh Tuyết cũng cảm thấy tức giận, để em gọi điện thoại hỏi anh dễ. Không cần gọi, Trạch Vũ về rồi. Trần Khánh An cười ngắt lời. Hai chị em cùng đồng thời quay ra nhìn phía cửa sổ, thấy Lý Trạch Vũ đang nghênh ngang đi vào. Ông Trần, ông không sao chứ? Vừa vào cửa, Lý Trạch Vũ đã quan tâm hỏi. Trần Khánh An cười lắc đầu, nói, ông không sao, con không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Anh rể. Trần Thanh Giao hưng phấn đi tới, chỉ vào tin tức trong điện thoại, hỏi, cái này có phải là do anh làm không? Lý Trạch Vũ nhếch môi, đắc ý nói, tôi làm như vậy thì có tính là đang chút giận thay mọi người không? Thật sự quá hả giận. Trần Thanh Giao múa may tay chân. Lý Trạch Vũ quét mắt qua Trần Thanh Tuyết. Người phía sau cũng đang nhìn hẳn. Hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng không ai mở miệng nói câu nào. Khụ khụ. Lý Trạch Vũ lập tức thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, vậy nếu không có chuyện gì thì con xin phép về trước. Đi đâu hả, hôm nay con ở lại đây cho ông. Trần Khánh An khế cười nói, ngày mai là ngày hoàng đạo, ông tính là sẽ định ra hôn sự cho con và Tuyết Nhi. Lý Trạch Vũ và Trần Thanh Tuyết cùng há hốc mồm. Vẻ mặt ngạc nhiên. Trần Khánh An cười nói, mấy hôm trước ở bệnh viện, ông đã nhờ người đi xem kỹ rồi, ngày mai chính là ngày đẹp nhất của năm nay. Ông nội, không thể như vậy được.
Sao con lại không nghe lời thế hả? Trần Khánh An căn bản không cho cháu gái mình có cơ hội nói chuyện, mà nhìn về phía Lý Trạch Vũ, dò hát hà, con cảm thấy thế nào? Cái này, cái kia. Lý Trạch Vũ gãi gãi gáy, mặt không đổi sắc đi đến bên cạnh Trần Thanh Tuyết, thấp giọng nói, còn không mau thể sống chết phản kháng đi. Nói xong hẳn còn âm thầm chọc chọc ngón tay vào lưng người sau. Trần Thanh Tuyết hừ một tiếng, tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn căng ra đầu nói với Trần Khánh An, ông nội, ông đừng chọn bừa hôn sự cho con như thế chứ. Nghe xong lời này, sắc mặt Trần Khánh An càng thêm khó coi. Ông nội, ý chị là muốn từ bạn bè đi lên, dù sao thì chị và anh rể còn phải tìm hiểu nhau nữa chứ ạ. À? Trần Thanh Giao vừa nói vừa âm thầm nháy nháy mắt với Trần Thanh Tuyết vài cái. Phải, đúng là Thanh Giao thông minh. Lý Trạch Vũ bèn giành trước nói, bọn con vừa mới quen nhau được có mấy ngày, dù sao cũng cần phải vài năm mới có thể thấu hiểu đối phương. Sắc mặt Trần Khánh An lúc này mới hòa hoãn lại, nhưng thái độ vẫn không thay đổi, thấu hiểu đối phương không phải vấn đề, ông chỉ mới định ra hôn sự cho các con thôi, khi nào tình cảm của hai đứa đủ lớn rồi thì tính đến hôn lễ. Nói xong ông ấy dứt khoát lên tầng, hoàn toàn không cho. Hai người trẻ tuổi cơ hội cự tuyệt. Cái này thực sự khiến Lý Trạch Vũ không biết phải làm sao. Trần Thanh Tuyết cũng khóc không ra nước mắt. Nhìn ý Trần Khánh An thế này thì e là sẽ quyết tâm không thay đổi. Chị, anh rể, hay là bây giờ cứ định hôn sự đi đã, làm như vậy thì ông nội cũng có thể an tâm. Trần Thanh Giao hì hì khuyên nhủ. Trần Thanh Tuyết lặng lẽ nhìn về phía Lý Trạch Vũ, thấy hắn có vẻ không có ý kháng cự. Không thể được. Lý Trạch Vũ bật thốt lên cự tuyệt, tôi là một người đàn ông quá ưu tú, thế gian này có mấy người phụ nữ có thể cự tuyệt được tôi chứ? Bây giờ mà ở bên nhau một thời gian thì chắc chắn chị của cô sẽ càng không thể rời khỏi tôi. Tôi sẽ không rời khỏi anh. Trần Thanh Tuyết chỉ vào cái mũi của mình, vẻ mặt không phục. Lý Trạch Vũ lại không biết xấu hổ mà gật đầu. À, Trần Thanh Tuyết cười lạnh, tôi không rời khỏi anh, ha ha. Anh đi mà nằm mơ đi. Dứt lời thì xoay người rời đi. Nhưng Lý Trạch Vũ lại túm lấy tay cô, nói, cô không thể đi được, cô phải đi thuyết phục ông nội cô đi chứ. Muốn khuyên thì anh tự đi mà khuyên. Trần Thanh Tuyết trực tiếp hất tay ra. Anh rể à, anh cũng thật là, mới chỉ là đính hôn thôi mà, anh kháng cự như vậy làm gì chứ? Trần Thanh Giao trợn tròn mắt, tức giận nói, anh không thấy chị của tôi cũng đồng tình sao? Nhóc con, mấy lời mà tôi nói là thật lòng đấy, người đàn ông ưu tú như tôi. Được rồi, bổn tiểu thư biết anh rất ưu tú, nhưng, anh không thể khiêm tốn, rụt rè một chút sao? Ông đây có phải con gái đâu, rụt rè làm gì? Lý Trạch Vũ giữ chặt Trần Thanh Giao, vẻ mặt nghiêm túc, Giao Giao, chị của cô không chịu đi khuyên ông Trần, vậy cô đi khuyên giúp tôi đi, nếu nhất định phải đính hôn thì cứ nói là đổi sang ngày khác, bởi vì ngày mai tôi còn có chuyện quan trọng phải làm. Anh có chuyện gì mà phải đổi sang ngày khác vậy? Trần Thanh Giao rất có hứng thú nói. Ngày mai tôi đi cướp hôn, nếu đổi sang ngày khác thì không cướp được. Để lại một câu như vậy, Lý Trạch Vũ xoay người rời đi. Hai má Trần Thanh Giao như bị tát hai cái, cả người dở khóc dở cười. Cái tên này, tự nhiên lại muốn đi cướp hôn. Cùng lúc đó, trong phòng. Tuy đã hơn 12 giờ, nhưng Trần Thanh Tuyết lại không buồn ngủ chút nào. Cô ngồi trước cửa sổ, trong đầu nghĩ lại thái độ của Lý Trạch Vũ lúc nãy, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Đồ khốn, tôi mà không rời được anh sao? Thật sự nghĩ mình là kim cương, ai gặp cũng yêu quý. Không rời. Tự nói thầm với bản thân, nước mắt không tự chủ được. Mà tràn khỏi khóe mi. Cốc 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 y tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là một tiếng kẽo kẹt. Trần Thanh Tuyết lập tức lau khô nước mắt, giả vờ như không có gì xảy ra. Chị à, chị không sao chứ? Trần Thanh Giao quan tâm hỏi. Trần Thanh Tuyết lắc đầu nói, chị thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chị nghe em nói này. Thật ra không phải là anh rể không muốn đính hôn với chị đâu mà là do ngày mai anh ta có. Chuyện quan trọng mà thôi. Trần Thanh Giao an ủi. Trần Thanh Tuyết hừ một tiếng, nói, em đừng có nói đỡ cho anh tai. Trong mắt cô thì Lý Trạch Vũ là tên công tử ăn chơi không học vấn, không nghề nghiệp, người như vậy thì có thể có chuyện quan trọng gì chứ? Em gái rõ ràng là đang an ủi cô. Chị à, ngày mai anh rể muốn đi. Trần Thanh Giao nói đến đây thì im bặt lại. Nếu để chị biết sự thật là ngày mai Lý Trạch Vũ đi cướp hôn thì trong lòng nhất định sẽ rất tức giận. Nghĩ vậy, cô lại càng sợ hơn, may mà mình chưa nói gì.
Ngày mai anh ta muốn đi đâu? Trần Thanh Tuyết tò mò hỏi. Trần Thanh Giao nhoẻn miệng cười, nói sang chuyện khác nói, chị đừng hỏi nữa mà, tóm lại ngày mai anh rể thật sự có chuyện quan trọng. Trần Thanh Tuyết sụ mặt, khoanh tay trước ngực, soi xét nhìn em gái, em cứ hở tí là nói đỡ cho anh ta, có phải đã bị anh ta mua chuộc rồi không? Em đâu có. Trần Thanh Giao tủi thân mím môi. Em chỉ cảm thấy anh rể thật sự rất ưu tú, cả thôn này e là không có ai sánh bằng được, chị nhất định phải giữ cho. Chắc vào đấy. Hoàng Thành, nhà họ Diệp. Cha, anh cả, hai người xem cái tên phế vật của nhà họ. Khương đã làm chuyện tốt gì này? Nếu hai người vẫn muốn gả Khuynh Thành cho hẳn ta, nhà họ Diệp ta nhất định cũng sẽ biến thành trò cười thôi. Diệp Khinh Nhu khấp khởi mừng thầm. Khương Như Phong đã làm ra một chuyện khiến 18 đời tổ tông cũng phải ê mặt, thế thì cha cô ấy có lẽ sẽ thay đổi quyết định. Cứ như vậy, giao ước giữa cô ấy và Lý Trạch Vũ cũng có thể trở nên vô hiệu. Đúng là một mũi tên bản hạ hai con chim nhạn. Nếu Khương Như Phong xuất hiện trước mặt cô ấy ngay lúc này, có lẽ cô ấy sẽ nhìn hẳn ta bằng ánh mắt tán thưởng, sau đó khen một câu, phế vật, anh làm chuyện này tốt lắm. Tiếc rằng đời không như mơ. Khuynh Thành nhất định phải được gả đi. Kết quả mà Diệp Chính Bình đưa ra thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Điều này không chỉ làm Diệp Khinh Nhu ngẩn người mà ngay đến Diệp An cũng phải nhíu mày. Cha, như vậy liệu có? Vẻ mặt Diệp An có phần u ám. Trước kia, dù tên Khương Như Phong là một cục bùn không thể dính lên tường thì ông ta cũng có thể chấp nhận việc gả con gái cho đối phương, suy cho cùng thì hẳn ta vẫn có chỗ dựa to lớn là nhà họ Khương. Nhưng bây giờ, tên xúc sinh kia lại làm ra chuyện khiến người ta đều cảm thấy nhục mặt. Nếu ông nhất quyết gả con gái cho hẳn ta thì ông ta cũng sẽ phải nếm trải cảm giác không ngóc đầu lên được. Cha, có phải cha già rồi nên lú lẫn hay không? Tính tình Diệp Khinh Nhu thẳng như ruột ngựa, trực tiếp bày tỏ sự bất mãn của mình. Các con tưởng tim cha là sắt thép ư? Ái ra! Diệp Chính Bình thở dài rồi quay sang nhìn con trai Diệp An, mùa xuân sang năm sẽ có một cuộc cải tổ. Khi ấy, việc có thể tiến thêm một bước nữa hay không sẽ liên quan đến tương lai nhà họ Diệp ta. Đám cưới với nhà họ Khương chính là hy vọng duy nhất. Nghe vậy, Diệp An nín thỉnh. Diệp An giữ chức thống đốc ở Tây Bắc đã 8 năm trời. Nếu năm tới không thể tiến xa hơn, điều đó đồng nghĩa với việc cả đời này anh ta cũng sẽ không có cơ hội trèo lên kim tự tháp quyền lực. Đến khi ông nội anh ta rời xa nhân thế, chuyện nhà họ Diệp suy tàn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Diệp Khinh Nhu gầm lên với đôi mắt đỏ hoe, cha, nếu vì nhà họ Diệp mà phải hy sinh hạnh phúc đời này của Khuynh Thành thì quá bất công rồi. Trên đời này có công bằng hay sao? Khuynh Thành ngậm thìa vàng của nhà họ Diệp ta từ lúc mới lọt lòng. Kể từ khoảnh khắc ấy, nó đã sở hữu cuộc đời mà người bình thường chỉ biết ao ước. Cho dù nó được gả vào nhà họ Khương thì cuộc sống mai này cũng vẫn sẽ là tốt đẹp nhất đời. Nói đến đây, Diệp Chính Bình bỗng cất cao giọng. Chỉ là cho nó cưới người nó không yêu thôi mà, đâu phải giáng nó xuống địa ngục chứ. Nghe vậy, Diệp Khinh Nhu chợt có cảm giác cổ họng bị chặn cứng, không thể bật ra dù chỉ là nửa chữ. Nếu cô ấy không nỗ lực hơn người bình thường, gia nhập quân đội kiến công lập nghiệp, mang về nhiều lợi ích cho nhà họ Diệp thì số phận của cô ấy rồi cũng sẽ giống hệt cháu gái mà thôi. Lúc rời khỏi thư phòng, Diệp Khinh Nhu cứ như một kẻ mất hồn. Cô ấy tới phòng Diệp Khuynh Thành. Ôm chầm sau lưng đối phương ngay khi cánh cửa mở ra. Khuynh Thành, cô nhỏ vô dụng, không thể bảo vệ cháu. Cô xin lỗi, xin lỗi. Đôi mắt Diệp Khinh Nhu ngập tràn nước mắt, chỉ khế chớp mắt là giọt lệ lại trào ra. Cô nhỏ. Diệp Khuynh Thành cố gắng gượng cười, an ủi ngược lại cô mình, cô nhỏ nhất định không được nói vậy. Cô đã làm. Cho cháu đủ nhiều rồi. Đây là số mệnh của cháu, tất cả đã được định đoạt xong. Soạt. Diệp Khinh Nhu đột nhiên đẩy cháu gái ra, ánh mắt bỗng sáng bừng lên, không, vẫn còn hy vọng đấy. A, à, Diệp Khuynh Thành ngơ ngác. Hy vọng đang nằm trên người tên kia ổ ý cô là. Đúng, chính là hắn, Lý Trạch Vũ. Sáng hôm sau, khách sạn Hòa Bình tại Hoàng Thành. Chỉ trong một đêm, Khương Như Phong suýt nữa đã trở nên suy sụp không gượng dậy nổi. Đầu tiên là hấp diêm hoàng hoa khuê heo, sau nữa lại bị bêu danh lên trang nhất. Có thể nói là mất sạch mặt mũi. May mà cha báo rằng đám cưới hôm nay vẫn sẽ được cử hành đúng hạn. Cưới được mỹ nữ số một Hoàng Thành luôn là mơ ước xưa nay của hắn ta, dù rằng đối phương đã không còn trinh trắng nữa. Và lại, điều quan trọng nhất là việc này chứng tỏ gia tộc vẫn chưa bỏ mặc hắn ta.
thay một bộ Âu phục cao cấp, chải mái tóc đen có vẻ phấn chấn hơn hẳn. Như thể đã hồn nhiên quên đi chuyện tối qua. Lúc này, một ông cụ trống ba tong tiến vào khách sạn giữa vòng vây của mọi người. Tuổi tác đã hơn thất tuần, trông cũng già yếu rồi. Tuy nhiên, nếu quan sát cẩn thận, người ta sẽ có thể nhận ra ánh mắt ông vẫn trong sáng minh mẫn, không hề có chút vẩn đục nào, hơn nữa khí chất bề trên của ông cũng thể hiện ra rất rõ ràng. Nhắc tới tên người này, không ai trong giới kinh doanh của nước Hạ là không biết Khương Thượng Đức. Nhân vật phong vân gây dựng đế chế kinh doanh khổng lồ từ hai bàn tay Tràng Đông, cũng có người ca tụng ông ta là siêu nhân của giới kinh doanh. Ông nội, Khương Như Phong nhanh chân tiến lên trước. Khương Thượng Đức nghiêm mặt, chỉ khẽ gật đầu một cái. Xốc lại tinh thần cho cha, người của nhà họ sẽ tới ngay thôi, đừng làm mất thể diện của nhà họ Khương ta. Khương Chính Hoàng đứng bên cạnh nghiêm nghị nhắc nhở. Mặc dù nhà họ Diệp là phú hộ hàng đầu nhưng nhà họ Khương cũng là gia tộc lớn không thể khinh thường. Ông ta không muốn người khác nói nhà họ Khương trèo cao. Trong cuộc hôn nhân hôm nay, địa vị giữa đôi bên là bình đẳng. Khương Như Phong gật đầu, nói, cha yên tâm đi, con sẽ không để cha và ông nội thất vọng đâu. Cùng lúc đó, đoàn xe xa hoa của nhà họ Diệp sắp tới khách sạn Hòa Bình. Trong một chiếc Maybach màu bạc, Diệp An ngồi trên ghế phụ lái. Ở hàng ghế phía sau là Diệp Khuynh Thành, Diệp Khinh Nhu và một quý bà sang trọng. Đó là bà Lưu Thu Yến, mẹ ruột Diệp Khuynh Thành. Con à, tươi tỉnh lên đi. Thật ra Lưu Thu Yến cũng cảm thấy rất sầu não. Cùng là phái nữ, đương nhiên bà cũng có thể thấu hiểu tâm tình của con gái. Song, bà lại bất lực trong việc thay đổi số phận con mình. Mẹ, con ổn mà, mẹ đừng lo lắng. Diệp Khuynh Thành khẽ mỉm cười. Thấy con gái còn phải an ủi ngược lại. Trong lòng Lưu Thu Yến càng khó chịu hơn, nước mắt như trực trào ra. Khóc gì mà khóc, đây là ngày bục hỷ, em muốn làm mất mặt nhà họ Diệp ta hay sao? Diệp An có chút không vui, trách cứ vợ. Lưu Thu Yến lập tức lau khô nước mắt, gắng gượng nở nụ cười. Anh cả, con gái sắp thành gia thất, người làm mẹ tất nhiên sẽ thấy đau lòng. Đàn ông các anh không hiểu được đâu. Diệp Khinh Nhu hờn mắt thay chị dâu. Diệp An bĩu môi, không nói nữa. Dù sao em gái nhỏ của ông cũng là người không sợ trời không sợ đất, dám hơn thua với bất cứ ai trong nhà, ông. Không muốn tự chuốc thêm phiền phức vào người. Rất nhanh, đoàn xe dừng trước cửa lớn khách sạn Hoàn Bình. Người nhà họ Khương, đứng đầu là Khương Thượng Đức đã trực chờ từ lâu. Người đầu tiên xuống xe là Diệp Chính Bình. Chào xui rồ, chào xui rồ. Khương Thượng Đức và Diệp Chính Bình cùng chào hỏi lẫn nhau, năm tay ra vẻ hữu hảo. Lúc này, Khương Như Phong cũng dẫn theo vài người nhà, đích thân nghênh đón xe cô dâu. Cạch, Diệp Khinh Nhu mở cửa xe, bước xuống trước tiên. Khương Như Phong lập tức đứng núi này trông núi nọ, không khỏi tơ tưởng nếu có thể hút được cả người cô nhỏ này thì tốt biết mấy. Nhận thấy ánh mắt bất hảo của đối phương, Diệp Khinh Nhu không khỏi cà khịa. Cậu Khương, cảm giác chị heo nái như thế nào vậy? Toàn trường ồ lên. Tất cả người nhà họ Khương đang ở đây đều biến sắc. Kẻ khó coi nhất cũng chính là Khương Như Phong, nam chính trong vai người chơi heo. Khinh Nhu, con qua đây cho cha. Thấy con gái không nói lời hay mà chỉ biết cạnh khóe cái dở, Diệp Chính Bình cũng biến sắc. Diệp Khinh Nhu nhún vai, không hề quan tâm. Chúng ta mau vào đi thôi, giờ lành sắp tới rồi. Khương Chính Hoàng cười ha hả, lái sang chuyện khác, phá vỡ cục diện xấu hổ này. Đúng vậy, không được để muộn giờ lành. Khương Thượng Đức cười, ra dấu mời. Cùng lúc đó, Diệp Khuynh Thành cũng được Lưu Thu Yến đỡ xuống xe. Ăn vận trang nhã, dung nhan thanh lịch, tiên nữ. Khương Như Phong vốn đang xanh mặt lập tức ngắm nhìn tới ngây người, trong đầu không khỏi bật ra hai chữ này. Nhưng, nghĩ đến việc người đàn bà này chưa bước chân vào nhà đã công khai cắm cho mình cặp sừng, trong lòng anh. À bỗng nổi lên một ngọn lửa giận khó hiểu. Điều đáng ghét hơn là kẻ tặng cặp sừng cũng chính là tên đứng đằng sau hãm hại mình chơi heo nái. Lý Trạch Vũi. Lửa giận trong lòng Khương Như Phong đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Anh ta hận không thể chém đối phương ngàn vạn lần. Thiếu gia, làm người hay làm việc đều cần giữ sự bình tĩnh. Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn. Một lời nhắc nhở vang lên sau lưng hắn ta. Khương Như Phong quay người lại, gật đầu, bác phúc. Sau này cháu sẽ tìm cơ hội, bác nhất định phải giết chết thằng nhãi kia cho cháu. Vâng, bác phúc cười nhận lời. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Lưu Thu Yến và Diệp Khinh Nhu đứng ở hai bên,
nắm tay Diệp Khuynh Thành bước vào khách sạn. Dung nhan tuyệt trần của cô dâu khiến ai nấy đều kinh ngạc, phong thái điềm tĩnh tự nhiên của cô lại chinh phục nữ giới đang có mặt ở đây. Khương Như Phong lóng ngóng hấp tấp đuổi theo sau, nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy đây là phong thái của chú rể. Nói thế nào nhỉ, trông giống tiểu thái giám cun cút bám sau đuôi chủ tử hơn. Trên bục cao của khách sạn, người dẫn chương trình bước lên đầu tiên, cầm mic tuyên đọc theo bản thảo vốn đã học thuộc lầu lầu. Tiếp sau đây xin mời cô dâu chú rể hôm nay. Nhà họ Lý. Lý Viễn Sơn tưới nước cho đám rau dưa trong vườn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sáng tỏ. Mặt trời đã treo cao quá ba sào mà thằng nhóc kia vẫn chưa rời giường à. Ông vừa tự hỏi vừa nhíu mày. Người cảnh vệ há to miệng, khó khăn nói, thiếu gia đã dậy rồi, nhưng mà không ra ngoài. Chưa ra ngoài, tên nhãi kia đang làm gì vậy? Lý Viễn Sơn trầm ngâm hỏi, tiểu thiếu gia đang ở. Nhìn thấy vẻ ấp a ấp úng của người cảnh vệ, Lý Viễn Sơn bỏ dở việc đang làm. Cùng lúc ấy, một con bốn, lên đi. Lý Trạch Vũ vứt lá bài trên tay xuống, có vẻ nắm chắc phần thẳng rồi. Vật tương vong liếc con ca bích và hai con hai trong tay, khẽ lắc đầu, hay là lên đi. Cẩu Phú Quý vẫn ra vẻ nhơn nhơn, trong tự diễu, trong tay thiếu gia nhất định là con ca cơ, bài này có đỡ cũng vô dụng, không cần. Nghe thế, trên mặt vật tương vong lập tức hiện lên chữ phục. Trên tay ba người đều không đủ bốn lá bài, điều đó nói rõ là sẽ không có ủ. Nếu Lý Trạch Vũ cầm quân ca thì bài của hắn sẽ là bài thối. Có muốn nịnh hót cũng đừng mù quáng như thế. Ha ha ha, một con mười, xì tiền xì tiền. Lý Trạch Vũ dương dương đắc ý xào bài, vừa xào vừa dạy dỗ hai tay sai, đánh bài thì phải đánh vào tâm lý. Kỹ thuật chơi bài của thiếu gia đúng là đỉnh cao. Nếu tham gia so tài trong thần bài thì cao tiến cũng phải chào thua ồ. Phải đấy, ở nước hạ này ai dám tranh ngôi thần bài với thiếu gia. Cẩu Phú Quý và vật tương vong kẻ tung người hứng cùng nịnh chủ. Xoẹ chi Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc vào miệng, đắc y nó. Chỉ là tôi khiêm tốn thôi, các cậu không biết, lúc ở trong tù, không tên nào trong đó thẳng được tiền của tôi. Hình như người này không biết người ta đang. Ý nhường hắn thắng, trái lại còn nghĩ kỹ thuật chơi bài của mình là đỉnh cao. Quả thực là một kẻ nâng tầm khái niệm không biết xấu hổ. Thằng nhãi kia, cháu còn lòng dạ ngồi đây bài bạc à? Một tiếng quát đầy giận dữ vọng tới. Lý Trạch Vũ ngẩn người, vừa nghiêng đầu đã thấy Lý Viễn Sơn đang đùng đùng lửa giận bước tới chỗ mình, trong tay ông còn cầm theo một cây côn thiếu lâm. Vãi trưởng! Cảnh này thiếu chút nữa đã làm ba người kia sợ kinh hồn bạt vía. Cụ Lý, ông bình tĩnh nào, ông muốn làm gì đây? Lý Trạch Vũ vừa nói vừa lùi về sau. Trong trí nhớ của hẳn, lần cuối cùng Lý Viễn Sơn phẫn nộ như vậy là khoảng 6, 7 năm trước. Cơ mà người giáo huấn lần đó là Lý Định Quốc, còn dám hỏi ông làm gì hả? Lý Viễn Sơn càng tức điên lên, chất vấn, thằng nhãi nhà cháu đã quên hôm nay là ngày mấy ư? À, Lý Trạch Vũ chẳng hiểu gì, quay lại nhìn hai tùy tùng, dường như đang hỏi, hôm nay là ngày gì? Vật tương vong cười khổ, thiếu gia, cái đó. Hôm nay là ngày hai nhà Diệp Khương liên hôn. Mẹ kiếp, ông quên khuấy mất. Lý Trạch Vũ tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi thắng tiền sướng người quá, và lại Cẩu Phú Quý và vật tương vong còn tâng bốc câu này nghe lọt tai hơn câu. Trước, khiến hắn quên mất chuyện lớn này. Cụ Lý đừng kích động, cháu sẽ đi ngay bây giờ, chắc vẫn tới kịp thôi. Lý Trạch Vũ dập tàn thuốc, nhấc chân ra vẻ đi luôn. Không ngờ Lý Viễn Sơn lại cản đường hắn, nghiêm mặt hỏi, cháu định đi một mình à? Bằng không thì là mấy mình? Lý Trạch Vũ hỏi vặn lại. SSSS, Cẩu Phú Quý và vật tương vong hoảng ra mặt. Hai nhà Diệp Khương đều không phải hạng tầm thường, chỉ một thân một mình mà dám đến ngăn cả đám cưới nhà người ta. Thế chẳng khác nào chán sống rồi. Xong, Lý Viễn Sơn cũng bật ngón cái lên, khen ngợi, gan thật đấy. Đúng vậy. Mọi người đều biết cháu của ông cố gan dạ mà Lý Trạch Vũ nói với vẻ kiêu ngạo. Nhưng chỉ có sự can đảm là chưa đủ đâu. Lý Viễn Sơn bình thản ra lệnh, đi, lấy đồ tôi đã chuẩn bị tới đây. Vâng, lính cảnh vệ cung kính đáp. Cụ Lý, ông mang cho cháu cái gì thế? Lý Trạch Vũ chẳng hiểu gì. Lý Viễn Sơn làm bộ thần bí, cười bảo, cháu sẽ biết ngay thôi. Một lát sau, người cảnh vệ kia quay lại. Trên tay bưng một chiếc hộp đựng quần áo bằng gỗ. Két. Lý Viễn Sơn tự tay mở hộp,
cẩn thận lấy ra một chiếc áo khoác quân đội xỉn màu có khoảng mười mấy vết thủng lỗ chỗ. Lý Trạch Vũ chỉ thoáng nhìn qua đã nhận ra ngay, đây chính là chiếc chiến bào năm đó Lý Viễn Sơn mặc khi hành quân đánh giặc. Qua đây, mặc nó vào. Lý Viễn Sơn trầm giọng nói. Lý Trạch Vũ bước lên mấy bước, đưa hai tay nhận lấy áo khoác nói, cụ Lý, thật ra không cần làm vậy đâu. Cho cháu mặc thì mặc luôn đi, còn lề mề có tin ông đánh cháu không? Lý Viễn Sơn không nhịn được mà thúc giục. Lý Trạch Vũ cuối cùng cũng không thể lay chuyển đối phương, hắn khoác áo lên người. Lý Viễn Sơn nhìn dáng vóc hiên ngang kia, nước mắt tuôn đầy mặt, dường như ông cụ nhớ về cái thời bản thân bễ nghễ khoác quân phục trên chiến trường năm xưa. Được rồi, không còn sớm nữa, cháu phải đi ngay đây. Lý Trạch Vũ sờ lên chiếc áo khoác trên người, trăm mối cảm xúc đan xen trong lòng. Mặc lên chiếc áo này, có thể nói không một thanh đao lưỡi kiếm nào trên khắp nước Hạ này dám chĩa vào người hẳn. Khách sạn Hòa Bình, quan khách đã ngồi kín. Sau khi mấy vạn quả pháo được đốt lên, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. Khi MC xứng lời mời, cô dâu chú rể lần lượt bước lên bục cao. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Không hổ là mỹ nữ số một hoàng thành. Thật sự rất xinh đẹp. Cô dâu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, so ra thì chú rể trông đến là đần đụt. Tối nay là ngày vui của thiếu gia nhà họ Khương và thiên kim nhà họ Diệp. Đầu tiên, xin mời hai vị cảm ơn thân bằng hảo hữu đã đến đây chung vui. MC đưa mắt ra hiệu cho đôi tân nhân. Khương Như Phong ngầm hiểu, lập tức sáo lại định năm tay Diệp Khuynh Thành. Không ngờ Diệp Khuynh Thành không cho anh ta cơ hội, tự cúi chào với quan khách bên dưới trước. Khương Như Phong có phần lúng túng, song phản ứng của anh ta cũng khá nhanh, lập tức khom người cúi theo. Bộp bộp bộp, chàng pháo tay lại vang lên, bên dưới bục. Khương Thượng Đức và Diệp Chính Bình ngồi cạnh nhau, hai bên luôn nở nụ cười nhã nhặn. Mấy ngày nữa tôi sẽ để Chính Hoàng đưa người đi khảo sát ở Tây Bắc, nhiều nhất trong vòng một tháng là có thể định ra hạng mục đầu tư tốt nhất. Đến lúc đó nhà họ Khương chúng tôi sẽ đầu tư số vốn không dưới con số này. Khương Thượng Đức hạ giọng nói nhỏ, từ từ giơ lên một ngón tay. Thấy vậy, Diệp Chính Bình nheo mắt. 100 tỷ. Công trạng này để đủ con ông giành được cái ghế thủ phụ. Nếu vậy, dù cha ông ta có rời bỏ nhân gian thì nhà họ Diệp cũng vẫn được đảm bảo sẽ đứng vững thêm ít nhất 20 năm nữa. Thương mại ở Tây Bắc phát triển chậm chạp, không thể đi lên quy mô lớn. Một phần là vì nguyên nhân địa lý, phần khác là do chịu ảnh hưởng từ quy tắc. Diệp Chính Bình cười nói, khi ấy tôi sẽ dặn Diệp An nới lỏng quy tắc một chút. Câu nói này khá dễ hiểu, các ông tới đây đầu tư, chúng tôi sẽ phối hợp thật tốt. Đôi bên cùng hưởng lợi. Khương Thượng Đức hài lòng bật cười. Lúc này, MC đọc theo kịch bản đã thuộc lòng. Diệp Khinh Nhu ngồi bên cạnh Diệp An, cô siết chặt nằm đấm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn cửa lớn ngoài kia. Diệp An phát hiện điều này, không khỏi hỏi, Tiểu Nhu, em nhìn gì thế? Không liên quan đến anh. Diệp Khinh Nhu đốp chát thẳng mặt. Diệp An không muốn làm căng, vậy nên mặc kệ Diệp Khinh Nhu. Sau đây xin mời cô dâu chú rể bước lên trên. MC trên bục hắng giọng hô lớn. Khương Như Phong đi trước, bước một bước về một bên chiếc bục. Diệp Khuynh Thành hơi do dự, rốt cuộc cũng phải đi theo. Cùng với những tràng pháo mừng và âm nhạc rộn ràng, một đôi tân nhân lại nằm tay nhau vào cung điện hôn nhân. Sau đây xin hỏi chú rể, anh có bằng lòng cưới người phụ nữ bên cạnh làm vợ không? Vĩnh viễn yêu thương tôn trọng và chở che cô ấy. Tôi bằng lòng. MC chưa kịp dứt lời thì Khương Như Phong đã tỏ thái độ cắt ngang. Bốp bốp bốp. Hành động làm giấy lên một tràng pháo tay của quan khách dưới bục. MC mỉm cười, nhìn sang Diệp Khuynh Thành, nói, thưa cô có bằng lòng cưới người đàn ông ở bên cạnh làm chồng không? Dù là nghèo hèn hay giàu sang, cho đến vĩnh viễn về xô. Diệp Khinh Nhu ngồi dưới căng thẳng tột độ. Tên khốn kia vẫn chưa mò tới. Nếu hẳn thật sự không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ là muộn màng. Khốn kiếp, xin cậu mau xuất hiện đi. Trên bục, Diệp Khuynh Thành cúi đầu, nước mắt trào ra như đê vỡ. Cô vốn cho rằng bản thân có thể vui vẻ tiếp nhận mọi điều, nhưng đến tận bây giờ cô mới phát hiện bản thân đang lừa mình dối người mà thôi. Cô thực sự rất muốn được làm một người bình thường, ít nhất cô có thể định đoạt vận mệnh của mình. Diệp Khuynh Thành ngước lên, nhìn thoáng qua ông nội và cha. Hai người loa đều đang cau mày, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn. Chứng kiến cảnh này, lòng cô càng tuyệt vọng hơn. Nhắm mắt,
rồi lại mở mắt. Diệp Khuynh Thành gạt hết những giọt lệ nơi khóe mắt, dường như cô đã chấp nhận số phận rồi. Tôi phản đối. Một giọng nói vang dội và mạnh mẽ cất lên. Proto. Diệp Khinh Nhu là người đứng dậy đầu tiên, không thể che giấu vẻ kích động của mình. Ngoài cô ấy, thân thể thướt tha của Diệp Khuynh Thành đang đứng trên bục cao hình như cũng vừa khẽ run lên. Bởi vì tiếng nói vừa vang lên là thứ cô quen thuộc đến nỗi cả đời này cũng không quên được. Toàn trường đồng loạt xoay người nhìn ra cửa lớn, một thanh niên mặc chiến bào cũ nát hiện ra trong mắt tất cả mọi người. Thanh niên này đút hai tay vào túi, thản nhiên tiến vào. Cái tên ăn chơi trác táng. SSS, sao hẳn dám ló mặt ở đây? Chán sống rồi hả? Hiển nhiên, đa số khách mời đều nhận ra thân phận của người này. Lý Trạch Vũ, người không nên xuất hiện ở nơi này nhất. Diệp Chính Bình híp mắt lại. Khương Thượng Đức ở bên cạnh cũng biến sắc, nhưng vẫn cố nén cơn tức giận. Lý Trạch Vũ, mày tới đây làm gì? Người đâu, ném thằng kia ra ngoài cho tôi. Khương Như Phong đứng trên bục cao như sắp nổi điên. Nếu được hỏi người mà bây giờ anh ta không muốn gặp nhất là ai, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Lý Trạch Vũ mới lộ diện. Khương Chính Hoàng lập tức dẫn một đám bảo an mặc đồ đen chặn trước mặt Lý Trạch Vũ, nơi này không hoan nghênh cậu, xin hãy rời đi ngay. Lý Trạch Vũ thả tay ra, ngông cuồng cất giọng, tôi cứ đứng đây đấy, các người có gan đụng vào tôi không? Hắn vừa nói vừa sửa sang chiếc quân phục khoác trên người. Diệp Chính Bình thấy tình cảnh này, lập tức đứng bật dậy, cất tiếng nhắc nhở, chớ manh động. Ông thông gia, ông có ý gì đây? Khương Thượng Đức cau mày khó hiểu. Chiếc áo thăng nhãi kia đang mặc chính là chiến bào của ông cụ Lý. Diệp Chính Bình giải thích. Nghe vậy, Khương Thượng Đức càng nhíu mày chặt hơn. Diệp An cũng dẫn vài người nhà họ Diệp tiến lên thương lương, ôn tồn thuyết phục, Lý Trạch Vũ ư, nếu hôm nay cậu không tới uống rượu mừng thì hai nhà Diệp Khương có thể dành mốt ghế cho cậu. Nhưng hy vọng cậu có thể biết điều một chút. Lý Trạch Vũ mà biết điều à? Biết điều thì hôm nay hắn đã chẳng mò đến đây. Hắn liếc nhìn đối phương, hờ hững nói, ông đây không muốn nói chuyện với kẻ bán con gái cậu Vinh. Cậu nói gì? Diệp An trợn trừng mắt. Lý Trạch Vũ đưa mắt nhìn thoáng bốn phía, hô lớn, ông đây nói là không muốn nói chuyện với kẻ bán con gái cậu Vinh. Những lời này giống như một cái bạt tai vô hình, tát mạnh vào mặt người nhà họ Diệp. Không vang dội nhưng đau điếng. Ngay cả Diệp Chính Bình cũng uất nghẹn tới đỏ mặt. Lý Trạch Vũ mặc kệ phản ứng của người khác, ánh mắt hắn nhảm thẳng vào Diệp Khuynh Thành đang ở trên bục cao, người mà lúc này cũng đang chăm chú theo dõi hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Trạch Vũ đưa tay chỉ vào Khương Như Phong trên bục, hỏi thẳng, cô muốn cưới tên phế vật kia chứ? Lý Trạch Vũ, bị mắng là phế vật trước tất cả mọi người, Khương Như Phong giận đến mức mặt mũi vặn vẹo. Ông đã cho phép mày nói chưa, mày mà dám nói thêm chữ nữa thì ông đập gãy một chân mày. Ánh nhìn hung ác của Lý Trạch Vũ khiến Khương Như Phong kinh hãi đến mức không dám hé răng nói nửa chữ. Vẻ mặt Diệp Khuynh Thành có phần phức tạp, 3 năm đã qua, 5 tháng phí hoài. Bản thân cô không còn là thiếu nữ nữa, người đàn ông trước mắt cũng không còn là chàng thiếu niên ngây ngô thuở nào. Vốn cho rằng cả đời này hai người sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa, ai mà ngờ tạo vật trêu người. Hẳn thật sự đến đây vì mình ư? Diệp Khuynh Thành âm thầm tự hỏi chính mình, đồng thời cũng khẽ lắc đầu. Tôi hiểu rồi. Lý Trạch Vũ lại một lần nữa liếc nhìn mọi người xung quanh. Bây giờ tôi muốn đưa cô ấy đi. Người nào tán thành, kẻ nào phản đối. Ai tán thành, ai phản đối. Giọng nói không lớn nhưng lại có lực xuyên thấu, đi thẳng vào tai những người có mặt tại hiện trường. Giờ phút này, chẳng biết Lý Trạch Vũ đã đi đến trên đài cao từ lúc nào. Anh không nên tới đây. Khương Như Phong lảo đảo lùi về sau mấy bước, ngay cả chính bản thân anh ta cũng không biết tại sao mình phải sợ Lý Trạch Vũ như thế. Có thể là có bóng ma tâm lý. Vèo. Một tiếng động vang lên. Một bóng người đứng ngăn trước mặt Khương Như Phong. Chính là bác Phúc. Khương Như Phong nhanh chóng mừng rỡ, vô cùng phấn khích nói, Lý Trạch Vũ, anh lập tức cút đi cho tôi, nếu không anh chắc chắn sẽ hối hận. Lý Trạch Vũ tuét miệng. Nở nụ cười lạnh, khinh thường nói, ông đây đã nói rồi, nếu như anh còn dám nói một chữ, tôi sẽ chặt đứt một chân của anh, xem ra tai anh bị điếc rồi sao? Cậu thanh niên, bác Phúc nheo mắt lại, trầm ngâm nói, cậu đang mặc bộ chiến phục của anh hùng nên tôi không thể ra tay tổn thương cậu được, thế nhưng cậu có tin tôi có trăm phương ngàn kế để cởi bộ chiến phục đó của cậu xuống không?
Bác Phúc, mau chặt đứt chân của anh ta đi. Khương Như Phong điên cuồng. Vừa nghĩ tới những sỉ nhục mà Lý Trạch Vũ mang đến cho mình, anh ta giống như không có cách nào bình tĩnh được nữa. Ai dám động đến thiếu gia nhà chúng tôi? Vào vèo vèo. Một tiếng nói ngang ngược truyền tới, ngay sau đó chừng 6, 7 người lần lượt tiến vào. Cẩu Phú Quý, Phật Tương Vong, Sói Đen, Jenny cùng với sát thủ Gióc đều có mặt. Cầm đầu là một ông lão với mái tóc dài, đang mặc một bộ trang phục thời đường. Tiêu Cửu Minh, ông cũng tới quậy đục nước chỗ này sao? Lại một tiếng nói ngang ngược khác vang lên. Chỉ thấy ông lão tâm thường ngồi kế bên Diệp Chính Bình đi tới trước mặt mọi người. Ha ha ha! Tiêu Cửu Minh cười khẩy, Tống Tử Thiềm, từ biệt nhiều năm, không ngờ ông vẫn còn sống đấy. Có vẻ như hai người là người quen cũ. Sư phụ, lão già kia giao cho ngài đối phó nhé, còn những tên cóc ké kia cứ giao lại mấy người bọn con là được. Phật Tương Vong ma sát quyền trưởng, dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Tiêu Cửu Minh vui vẻ đồng ý, đã nhiều năm rồi sư phụ chưa đụng phải địch thủ, chắc chắn hôm nay có thể đánh thật sảng khoái. Bầu không khí nhanh chóng trở nên đối chọi gay gắt. Dừng tay. Diệp Chính Bình lớn giọng quát lên, ngài Tiêu, xin hỏi hôm nay ngài tới đây có phải là ý của Lý Định Quốc không? Tiêu Cửu Minh đang định lên tiếng. Chắc chắn là không rồi. Trên đài cao, Lý Trạch Vũ lớn tiếng giành trước. Anh vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn về anh. Ngài Diệp, tiền bối Tiêu cùng với mấy người anh em này của tôi chỉ đến xem kịch vui thôi. Lý Trạch Vũ cười ha ha, hôm nay phải đưa được Diệp Khuynh Thành đi là ý của tôi, tất cả hậu quả sẽ cho Lý Trạch Vũ này chịu trách nhiệm. Nhìn thấy người này tách bỏ hoàn toàn trách nhiệm với nhà họ Lý, Khương Chính Hoàng ngồi bên dưới không nhịn được cười lạnh, nói, cậu lấy cái gì chịu trách nhiệm? Tôi lấy cái gì sao? Lý Trạch Vũ chậm rãi giơ một cánh tay lên, giơ lên trước mặt mọi người, bằng cái này có đủ hay chưa? Ha ha ha! Khương Như Phong ôm bụng cười to, chỉ bằng cậu. A An! Anh ta còn chưa dứt lời, anh ta lập tức phát ra một tiếng kêu rên bi thảm nhất trần gian. Sắc mặt của bác Phúc đang đứng trước mặt anh ta thay đổi, một giọt mồ hôi lạnh nhanh chóng rỉ ra trên trán ông ta. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, chỉ thấy Lý Trạch Vũ giơ chân đạp vào đùi phải của Khương Như Phong. Còn về phòng anh đi vòng qua bác Phúc thế nào, không ai có thể thấy rõ. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, cho anh xem lời của ông đây như gió thoảng bên tai này. Răng rắc, lại là tiếng xương nứt, chân còn lại của Khương Như Phong cũng bị đạp gấy. A, ui ra, cha, cứu con. Khương Như Phong tựa như một con chó chết nằm trên đất, trong mắt toàn là vẻ kinh hoàng. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra một cái xẹt, khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Thằng nhãi danh, mày tự tìm đường chết. Bác Phúc tung người lao thẳng tới, vận kinh khí đánh ra sau lưng Lý Trạch Vũ. Đại đương gia, cẩn thận. Gióc đứng bên dưới phản ứng nhanh lẹ, lập tức móc súng ra nham thẳng vào bác Phúc đang ở trên đài cao, ngay khi anh ta định bóp cò. Ầm ầm. Lý Trạch Vũ xoay người sang chỗ khác, chỉ tùy ý tung một chưởng, lập tức va chạm với cú đấm mà bác Phúc đã vận hết. Sức để đánh ra. Phần lớn người ở đây đều cho rằng Lý Trạch Vũ đang muốn tìm đường chết. Phụt. Cả người bác Phúc hệt như một con diều đứt dây, nặng nề rớt xuống khỏi đài cao. Bỏ mạng tại chỗ. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của mọi người, trong phút chốc, cả hiện trường im lặng như tờ. Cho dù Khương Như Phong đứt hết hai chân đang không ngừng kêu rên, trên mặt cũng lộ vẻ cứng ngắt, không nhúc nhích. Bộp bộp, Lý Trạch Vũ phủi bụi trên người một cái, nhìn về phía Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đang đứng bên dưới, đắc ý nói, thấy chưa, thiếu gia rất mạnh đó, bây giờ tin chưa nào. Thiếu gia, anh, đúng là cao thủ siêu phàm. Cẩu Phú Quý khế nhếch miệng. Trong lúc mơ hồ nhớ tới việc Lý Trạch Vũ đã từng đứng trước mặt họ tự xưng mình rất mạnh, khi ấy bọn họ chỉ cho rằng là một hậu bối khoác lác mà thôi. Con mẹ nó, ai dám nghĩ mới 3 năm không gặp. Một cậu ấm ăn chơi đàng điếm, bị tử sắc phét sạch cơ thể lại trở thành. Một cường giả siêu cấp như thế chứ. Phú Quý, tát tôi một cái đi, tôi muốn biết mình có phải đang nằm mơ không. Vật Tương Vong vẫn không dám tin. Ha ha. Đại đương gia có thể ép chết đám xưng vương xưng bá trong tù, cậu cho rằng anh ấy chỉ có chút khả năng này thôi sao? Jenny cong môi cười nhạt. Cẩu Phú Quý không kịp chờ, hỏi, người anh em, rốt cuộc thực lực của thiếu gia chúng ta mạnh tới mức nào? Jenny hít sâu một hơi, nói, không một ai biết đại đương gia mạnh thế nào,
chỉ bằng một tay, anh ấy có thể đập chết tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Cái gì? Một câu nói nhẹ bãng lại thu hút ánh mắt của vô số người. Tống Tử Thiềm khinh thường cười nói khoác mà không biết ngượng. Nói xong, ông ta muốn xông về phía đài cao. Tên vô học kia, ông là đối thủ của tôi. Tiêu Cửu Minh tung người ngăn đối phương lại. Đoàng đoàng đoàng. Thế nhưng trong vòng mấy cái hít thở, hai bên đều tung quyền cước giao thủ mấy chiêu. Lão Tiêu, ông lui ra đi. Lý Trạch Vũ quát một tiếng khiến Tiêu Cửu Minh và Tống Tử Thiềm tách nhau ra. Bốp, chỉ thấy tại chỗ anh đứng lưu lại một ảo ảnh, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tống Tử Thiềm, ông. Đánh được lắm đúng không? Tống Tử Thiềm trợn tròn mắt, không kịp khiếp sợ với tốc độ của đối phương đã cảm nhận được một quyền cước ác liệt. Rào, tốc độ của Lý Trạch Vũ nhanh như ảo ảnh, Tống Tử Thiềm hoàn toàn không thể ngăn cản kịp, thế là bị trúng một quyền, cả người lập tức ngất đi. Cảnh tượng này khiến đám người nhà họ Diệp khiếp sợ không thôi. Dù sao bọn họ cũng biết rõ thực lực của Tống Tử Thiềm, cường giả nửa bước tông sư đấy, thế mà vừa đối mặt đã bị Lý Trạch Vũ đánh hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ người này cũng là tông sư sao? Con mẹ nó, làm sao có thể? Đối phương chỉ mới hơn 20 tuổi thôi mà. Diệp Khinh Nhu ngồi trong đám đông che miệng, ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ toàn là vẻ khó tin. Đột nhiên cô ấy nghĩ tới lúc gặp Lý Trạch Vũ vào 2 ngày trước, mình từng tuyên bố sẽ gọi anh hai tới. Kết quả đối phương lại vô cùng tự tin, giống như chẳng hề coi anh hai cô ấy ra gì. Khi đó cô ấy còn cảm thấy Lý Trạch Vũ chỉ đang trổ tài nói khoác, bây giờ mới biết người ta thật sự có khả năng này. Tôi nhắc lại một lần nữa, những việc tôi làm hôm nay không liên quan gì tới những người khác, Lý Trạch Vũ tôi sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Trong lúc nói chuyện, Lý Trạch Vũ lại tung người trở lại trên đài cao, đi thẳng tới trước mặt Diệp Khuynh Thành. Bây giờ ông đây phải đưa cô ấy đi. Ai không sợ cứ việc tới thử xem. Hung hăng, phách lối, ngông cuồng, đây chính là những tính từ miêu tả chân thật về Lý Trạch Vũ. Tin đồn hại chết người, ai nói đại thiếu gia nhà họ Lý chỉ là một cậu ấm quần là áo lụa thế. Vì một người phụ nữ, cam tâm tình nguyện đắc tội với hai nhân vật khổng lồ như nhà họ Diệp và nhà họ Khương, trên đời này có được mấy người đàn ông có khí thế anh hùng thế này. Nếu có người đàn ông nào vì tôi làm những việc này, thế tôi có chết cũng cam lòng. Không ít khách nữ bị cảm động tới mức rơi nước mắt. Những người phụ nữ khác còn như thế, nữ chính ngày hôm nay, Diệp Khuynh Thành cũng nhiều cảm xúc phức tạp đan xen lẫn lộn. Nếu như 3 năm trước không xảy ra việc kia, dựa vào quyền thế của nhà họ Lý hoàn toàn có thể ngỏ lời cầu hôn với nhà họ Diệp, hơn nữa nhà họ Diệp cũng sẽ không từ chối. Tại sao người này lại mất lý trí như thế? Lý Trạch Vũ. Yên lặng mãi một lúc lâu, Diệp Khuynh Thành bỗng mở miệng. Lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả khách khứa ở đây. Bao gồm cả Lý Trạch Vũ, anh đi đi, ân oán giữa chúng ta chấm dứt. Nói xong những lời này, cô đưa tay lau khô nước mắt dính trên mặt. Những nỗi uất hận mà cô đã gánh chịu suốt 3 năm qua, giờ phút này đã hoàn toàn được hóa giải. Cô, không còn hận anh, em đừng nói chuyện, đi cùng tôi là được. Lý Trạch Vũ tiến lên nắm lấy tay Diệp Khuynh Thành. Mặt mũi của nhà họ Khương hoàn toàn bị vứt xuống đất. Nếu như không phản kích sẽ hoàn toàn trở thành trò cười. Ngay sau đó, Khương Thượng Đức chống gậy ở tới trước mặt, cao giọng, cậu thanh niên, nếu như bây giờ cậu đồng ý rời khỏi đi, thế thì nhà họ Khương chúng tôi sẽ không nhắc tới những chuyện đã xảy ra vừa nãy nữa. Mặc dù Lý Trạch Vũ mở miệng ngậm miệng đều nói chuyện này không liên quan tới nhà họ Lý, thế nhưng con mẹ, nó ai tin được đây? Thế nên nếu không phải bất đắc dĩ, nhà họ Khương cũng sẽ không muốn hoàn toàn trở mặt với nhà họ Lý. Lý Trạch Vũ, tôi dám làm dám chịu, các người muốn truy cứu thế nào, tôi sẽ hầu tới cùng. Trong lúc nói chuyện, Lý Trạch Vũ từng bước dẫn Diệp Khuynh Thành xuống khỏi đài cao. Vô cùng ngang ngược. Khương Thượng Đức sụ mặt, trầm ngâm nói, hôm nay cậu phá hỏng chuyện vui của nhà họ Khương chúng tôi, còn ra tay đả thương cháu tôi, cậu thật sự cho rằng tôi không dám. Động đến cậu sao? Lý Trạch Vũ khinh thường cười một tiếng, tôi vừa nói rồi đó. Nếu có gan ông cứ cản tôi thử đi. Mặt Khương Thượng Đức căng thẳng, thế nhưng lại chẳng nói được câu nào. Đúng là can đảm. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng nói già nua có vẻ vô lực truyền tới. Mọi người nghe tiếng nhìn sang, một lão già lớn tuổi đang được 2 vệ sĩ đỡ tới. Lão thái gia nhà họ Diệp tới rồi. Lần này có kịch hay để xem rồi. Khách khứa có mặt tại hiện trường châu đầu ghé tai nói. Cha! Ông nội!
Ông cụ Diệp, người của nhà họ Diệp và nhà họ Khương lập tức vây quanh. Diệp Khuynh Thành không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lý Trạch Vũ một cái, thế nhưng phát hiện người này vẫn bình tĩnh như nước. Tránh ra hết đi. Diệp Trung Đường nhẹ nhàng lên tiếng. Ra lệnh một tiếng, đám người vây quanh lập tức nhường ra một lối nhỏ. Ken két, trong tay Diệp Trung Đường xuất hiện một khẩu súng lục bằng sắt kiểu xưa, bước chân đi về phía Lý Trạch Vũ và Diệp Khuynh Thành. Nhìn thấy cảnh tượng này, có người vui cũng có người buồn. Người mừng đương nhiên là người nhà họ Khương, bởi vì Lý Trạch Vũ đang mặc chiến phục của anh hùng, bọn họ có hơi kiêng dè, thế nhưng ông cụ Diệp cũng không cần để ý nhiều như thế. Khương Như Phong liệt hai chân chỉ hận không được muốn ông cụ Diệp dùng một phát súng bắn chết Lý Trạch Vũ. Thiếu gia, chúng ta nên làm gì? Chỉ bằng rút lui trước nhé. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong lần lượt lên tiếng. Tiêu Cửu Minh cũng thấp giọng nhắc nhở, ông cụ Diệp có thân phận đặc biệt, chúng ta không thể làm bậy. Chỉ có mấy người Sói Đen và Jenny là không lên tiếng. Dù sao, chỉ cần Lý Trạch Vũ ra lệnh một tiếng, đừng nói là ông cụ Diệp, cho dù anh muốn họ đi bắt cóc thừa tướng của Vương quốc Sakura về làm kỹ năng, bọn họ cũng sẽ không cay mày. Ông nội, ông bình tĩnh một chút. Diệp Khinh Nhu là người đầu tiên đứng ra khuyên nhủ. Thế nhưng dáng vẻ tràn đầy lo lắng của cô ấy rõ ràng không thể đả động đến ông cụ Diệp. Nhìn lại Lý Trạch Vũ, cả người vẫn bình tĩnh thoải mái, trên mặt vẫn nở nụ cười như ẩn như hiện. Một lát sau, dưới sự nâng đỡ của vệ sĩ, rốt cuộc Diệp Trung Đường cũng đi tới trước mặt hai người. Ông cụ, ông muốn ngăn cản tôi sao? Lý Trạch Vũ cười he he hỏi. Diệp Trung Đường híp mắt, do dự nói, thằng nhóc con, năm đó tôi đã tha cho cậu một mạng. Không ngờ hôm nay cậu còn dám đến đây bắt nạt nhà họ Diệp của tôi. Có phải mắt ông mờ rồi không? Lý Trạch Vũ ra vẻ vô tội, nói, con mắt nào thấy tôi bắt nạt nhà họ Diệp các người? Rõ ràng tôi đang giúp nhà họ Diệp các người đấy. SSSS. Mấy lời này khiến mấy người nhà họ Diệp chỉ ước được tát anh mấy cái. Đối mặt với bọn họ mà nói, việc đám hỏi với nhà họ Khương là một việc vô cùng quan trọng. Cậu thành tâm đến phá hoại còn không biết xấu hổ mà nói đến giúp chúng tôi sao? Không sợ bị sét đánh à? Ha ha ha! Diệp Trung Đường cười khẩy nói, quả nhiên thượng bất tránh, hạ tắc loạn, thằng nhóc con cậu mặt dày vô liêm sỉ y. Hệt như cái tên Lý Viễn Sơn thời còn trẻ. Ông con mẹ nó mắng ai đó? Lại thiếu đòn rồi đúng không? Một tiếng nói giận dữ vang lên. Mọi người lại nhìn sang tiếng nói, chỉ thấy Lý Viễn Sơn đang nổi giận đùng đùng. Đi như bay vào khách sạn, theo sau ông cụ là Lý Định Quốc, nguyên soái của quân đoàn Hổ Khiếu. Ông cụ nhà họ Lý cũng tới rồi. Bầu không khí tại hiện trường lại tăng lên. Lý, Viễn, Sơn. Diệp Trung Đường nói rõ từng chữ. Lý Viễn Sơn vừa đi vừa vén tay áo lên, tới đây, nói cho ông đây nghe, ông vừa nói ai mặt dày vô sỉ hả? Nhìn dáng vẻ của ông cụ tựa như đang chuẩn bị động tay động chân. Chú Lý, ngài bình tĩnh một chút. Diệp Chính Bình sợ hết hồn, lập tức đứng ngăn trước mặt cha mình. Dù sao, xét từ trạng thái tinh thần, Diệp Trung Đường đi bộ cũng phải có người đỡ, còn Lý Viễn Sơn lại đi như rồng như hổ. Chẳng khoa trương chút nào, có 10 Lý Trung Đường cũng không chắc có thể đánh thắng được Lý Viễn Sơn. Cút ngay cho ông, Lý Viễn Sơn đưa tay đẩy Diệp Chính Bình ra. Mí mắt Diệp Trung Đường giật giật vài cái, tỉnh bơ lui về sau mấy bước, núp sau lưng hai tên vệ sĩ. Có thể thấy ông cụ vẫn khá sợ Lý Viễn Sơn. Cha, cha đừng kích động. Lý Định Quốc cũng vừa vặn níu cha mình lại. Cho dù có thế nào thì Diệp Trung Đường cũng là người có công lớn, nếu như hai người ra tay đánh nhau thật, truyền ra ngoài sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt. Con đừng có cản cha, lão già này dám mắng ông đây, không đánh chết ông ta không được. Lý Viễn Sơn vẫn còn đang rêu rao, lão già, ông con mẹ nó có gan thì đừng trốn. Khí thế ban nãy dùng để hù dọa cháu trai của tôi đâu rồi hả? Ông đây nào có trốn, có gan thì ông cứ tới đây. Mặc dù trong lòng Diệp Trung Đường đang vô cùng hoảng sợ, thế nhưng vẫn nhắm mắt làm càn. Điển hình là sắp chết còn giữ thể diện. Tại hiện trường, hai ông cụ có thân phận cao nhất cứ ông mắng tôi một câu, tôi trả lại ông một câu, giống như mấy người bình thường mắng nhau ở ngoài đường, trông vô cùng buồn cười. Lý Trạch Vũ nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, nghiền ngẫm cười nói. Tôi nói với em chứ, nếu như ông cố của em cứ trả lời kiểu đó mãi, lát nữa sẽ bị lão Lý đánh một trận đó. Vậy cậu còn không mau khuyên nhủ ông cố của mình đi. Diệp Khinh Nhu ở bên cạnh liếc nhìn. Diệp Khuynh Thành cũng kéo tay, lên tiếng phụ họa, đúng thế, anh mau khuyên nhủ đi,
Ôi! Lý Trạch Vũ gật đầu một cái, cười gượng. Hai người có thể tạm đình chiến một lúc được không? Cháu có hơi đói bụng, hay là chúng ta đi ăn trước nhé? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.